Thành Đạt Tài chú ý không ít tới thành phố Thiên Trạch, cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Anh chắc chắn rất muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề giao thông, có phải chưa tìm ra đường đi phải không? Thật ra Hạ Tưởng có đường giải quyết, nhưng có những mối quan hệ không muốn sử dụng, không thể mang nợ ân tình. Thứ trưởng Bộ Giao thông Lý Hán Ninh là bạn học cũ của Bí thư Diệp. Thành Đạt Tài chỉ nói đến đó, không nói thêm gì nữa. Bí thư Diệp đương nhiên là chỉ bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Diệp Thạch Sinh. Sau khi Diệp Thạch Sinh đến Bắc Kinh giữ chức ủy viên quốc hội, Hạ Tưởng đã không thường xuyên liên hệ với y nữa. Giữa hắn và Diệp Thạch Sinh tuy rằng từng qua lại, nhưng quan hệ không thân thiết đến mức thường xuyên liên lạc. Thành Đạt Tài tuy rằng chỉ ra mối quan hệ của Diệp Thạch Sinh, nhưng vẫn là cho hắn ra một câu hỏi khó. Hắn dù sao cũng không thể mạo muội liên hệ Diệp Thạch Sinh, đề nghị y đứng ra phối hợp. Lúc tạm biệt Thành Đạt Tài, cũng là khi phố đã lên đèn, Hạ Tưởng không gọi xe, một mình đi bộ rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều chuyện, trong lòng mơ hồ có phần nặng nề. Dường như mỗi lần hắn đến một nơi nào đó đều dẫn đến một loạt xung đột. Rốt cuộc là có người cố ý điều hắn đến nơi tập trung nhiều mâu thuẫn để rèn giũa, hay là cá tính của hắn khiến phải như vậy, không chịu nổi dù chỉ một chút xíu bất công. Quận Hạ Mã không nói đến nữa, là Phó Tiên Phong sai người khác nhất định phải hại hắn. Không loại bỏ Bạch Chiến Mặc cũng không còn cách nào. Thành phố Lang thật sự là thủ tướng có chủ ý sắp xếp, chính là điều hắn đi phá vỡ cục diện bế tắc, có lẽ nhìn đúng một mặt cấp tiến của hắn. Nga Ni Trần không cần phải nói, không thể không đánh đổ. Cổ Hướng Quốc là hậu thuẫn vững chắc nhất của Nga Ni Trần, chắc chắn cũng phải đổ, hơn nữa y còn ngụy tạo án giả oan sai, chết còn chưa hết tội. Nhưng ở Thiên Trạch, hắn vừa phải làm thế nào để tìm một con đường cân bằng giữa kinh tế và chính trị? Vừa khiến thế lực bảo thủ nhượng bộ, lại không muốn để cho cấp trên giữ hình tượng cấp tiến và phẫn nộ, quả thật rất khó. Vấn đề của huyện Bào Mã tồn tại đã lâu, hơn nữa đổ nát tan hoang, nhất địch phải diệt tận gốc, không thể không làm như vậy, giống như một khối u ác tính đã ăn đến gốc rễ, chỉ còn cách cắt bỏ, không có lựa chọn nào khác. Nhưng Thành ủy Thiên Trạch, nói thật, cũng là cổ lỗ đến tận xương thủy, bị bất hưu thì gian tà quỷ quyệt, Bùi Nhất sống hai mặt, từ hâm cứng nhắc bảo thủ. Sống lâu thành tinh, cùng với một Trần Khiết Văn tối mắt vì lợi nhuận, sống chết cũng nắm chặt quyền lực không buông tha, vân vân. Muốn phá vỡ thế cục rất khó, trừ phi thay một loạt các nhân vật quan trọng. Thay người, không có khả năng. Hạ Tưởng cũng không muốn đẩy người khác đi. Nếu như đến nơi đâu cũng chỉ có con đường đẩy người khác đi mới có thể triển khai công việc, cũng không gọi là bản lĩnh. Không đua chen chính là đồng hóa người khác, điều khiển được họ. Mà không phải bị người ta đồng hóa, lôi kéo. Cho nên nói con đường của thành phố Thiên Trạch còn rất gập ghềnh, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay Trần Khiết Văn thật sự lại một lần nữa nắm giữ đại cục. Trong hai vấn đề giao thông khó khăn và hợp nhất sắt thép sắp tới đây, lại có hai trận chiến ác liệt phải giao đấu. Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhiều, cũng xác định bước tiếp theo, cố tìm cái chung, gác những bất đồng sang một bên, lôi kéo phân hóa. Bởi vì hắn biết rõ, trong vấn đề hợp nhất sắt thép, Ngô Minh Nghị sẽ không bao giờ ủng hộ hắn, hơn nữa Bỉ Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm, rất có khả năng cũng đứng cùng phe với Trần Khiết Văn. Khi về đến nhà đã rất muộn, lại nhớ tới rắc rối mà Tiểu Côn gặp phải, Hạ Tưởng liền gọi một cuộc điện thoại, bảo Phương Cách đứng ra giải quyết. Một việc còn con, có lẽ là một cửa ải Tiểu Côn không qua nổi nhưng với hắn mà nói, còn không đến mức hắn phải tự mình ra mặt. Sáng sớm hôm sau, trước tiên hắn trở về Bắc Kinh. Sau khi tới Bắc Kinh, đầu tiên là gặp mặt Dịch Hướng Sư. Nội bộ đã quyết định chắc chắn việc Dịch Hướng Sư tới tỉnh Tây nhận chức bí thư tỉnh ủy, nhưng còn chưa công bố ra ngoài. Dịch Hướng Sư cũng đã bắt đầu có ý dần dần kết thúc công tác, chuẩn bị cho việc bàn giao công việc. Với chuyến thăm của Hạ Tưởng, Dịch Hướng Sư vô cùng vui mừng, bởi đúng lúc y cũng đang có chuyện cần bàn trực tiếp với Hạ Tưởng. Chương 998, Giao tình, lôi kéo. Hạ Tưởng là trực hệ nhà họ Ngô, còn là con rể của Tào Vĩnh Quốc. Dịch Hướng Sư sắp vào cùng bộ máy với Tào Vĩnh Quốc, cũng muốn từ miệng Hạ Tưởng mặt bên tìm hiểu một chút cách đối nhân xử thế của Tào Vĩnh Quốc, mượn cơ hội thể hiện thiện chí với ông ta. Tính cách của Dịch Hướng Sư khá ôn hòa, đối nhân xử thế thẳng thắn bộc trực, tất cả mọi việc đều dĩ hòa vi quý, xem như phái ôn hòa trong thế lực nhà họ Ngô. Hạ Tưởng gặp Dịch Hướng Sư, thời gian nói chuyện không lâu. Với câu hỏi bóng gió về cách đối nhân xử thế của Tào Vĩnh Quốc của Dịch Hướng Sư, hắn liền cười trả lời một câu. Tôi và bố vợ đã biết nhau lâu như vậy,
ông ấy chưa từng phê bình tôi, cũng chưa từng thấy ông ấy quát mắng bất kỳ ai. Dịch Hướng Sư đã hiểu ra, cười nói. Tôi không có con gái, nếu như có con gái, tôi cũng muốn dạy dỗ nó, để đến khi nó chọn bạn đời, chọn được một người giống như cậu. Cuối cùng lúc bắt tay tạm biệt, Hạ Tưởng hờ hững nói một câu. Bộ trưởng Dịch, Chánh văn phòng Diệp vừa vặn được phân công quản lý Bộ Thương mại. Diệp Thạch Sinh bây giờ là Ủy viên Quốc hội, thành viên tổ chức Đảng Quốc vụ Việt, Chánh văn phòng tổ lãnh đạo đối ngoại Trung ương, bởi vậy Hạ Tưởng gọi ông ta là Chánh văn phòng Diệp. Diệp Thạch Sinh và Dịch Hướng Sư là bạn học, trước kia bất hòa, còn từng có mâu thuẫn, cho nên Hạ Tưởng không tiện nói thêm, chỉ nhắc đến như vậy. Dịch Hướng Sư gật đầu. Sau khi Chánh văn phòng Diệp đến Bắc Kinh, càng khiêm tốn và làm việc càng thiết thực hơn trước kia. Mấy hôm trước tôi vừa mời ông ấy dùng cơm, nhắc đến chuyện tranh luận khi còn là bạn học trước kia, đều bật cười, nói là năm đó tuổi trẻ nông nổi, chỉ lý luận suông chuyện quốc gia đại sự mà tranh luận tới mức mặt đỏ tía tai, ngẫm lại thấy thật buồn cười. Hạ Tưởng đã hiểu, giữa Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh tuy rằng không đến mức gặp lại nhau chỉ cười là xóa bỏ hết ơn thù, nhưng cũng không đối đầu gay gắt như trước kia. Cũng đúng thôi, Diệp Thạch Sinh tuy là giữ chức ủy viên quốc hội, nhưng sau một nhiệm kỳ chắc chắn sẽ về hưu, có thêm bất đồng gì về quan niệm nắm quyền cũng không cần so đo từng tí, dù sao y cũng không phải là quan chức cấp cao. Con người sau khi tới một cấp độ nhất định, nhìn rõ hiện thực, sẽ bớt cố chấp đi rất nhiều. Thế nào, cậu muốn gặp Chánh văn phòng Diệp? Dịch Hướng Sư đã đoán ngay ra ý định của Hạ Tưởng. Có tiện không? Hạ Tưởng cũng không giấu giếm. Ấn tượng về Dịch Hướng Sư trong hắn rất tốt, cũng biết Dịch Hướng Sư là một lãnh đạo và bậc đàn anh đáng tin cậy. Dịch Hướng Sư giơ tay nhìn đồng hồ. Tôi hỏi xem Chánh văn phòng Diệp có rảnh không, vừa khéo cũng chưa rồi, cùng nhau dùng một bữa cơm là hay nhất. Có Dịch Hướng Sư đứng ra đi cùng, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Dịch Hướng Sư nói cùng nhau ăn cơm, hiển nhiên là muốn nể mặt Hạ Tưởng. Trong lòng Hạ Tưởng liền thầm cảm kích Dịch Hướng Sư, có điều hắn cũng hiểu rõ. Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ giữa hắn và nhà họ Ngô, còn không đến mức khiến Dịch Hướng Sư đích thân ra mặt, cũng phải cảm ơn danh tiếng của bố vợ. Dù nói như thế nào, bố vợ sắp trở thành chủ tịch của một tỉnh. Cả nước chỉ có hơn 30 đơn vị hành chính cấp tỉnh, ông ấy đã bước vào hàng ngũ nhân vật chính trị cao nhất. Với tuổi của ông ấy hiện nay, sau khi giữ chức chủ tịch tỉnh một nhiệm kỳ, vấn đề tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy không phải việc khó. Nếu lại có thêm cơ hội, thậm chí còn có khả năng tiến vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Trên ý nghĩa truyền thống, tỉnh Tây lại là tỉnh lớn về tài nguyên, thủ tướng để bố vợ giữ chức chủ tịch tỉnh hẳn có dụng ý sâu xa. Một lát sau, Dịch Hướng Sư đã gọi điện thoại xong, vẻ mặt tươi cười. Hạ Tưởng, danh tiếng cậu cũng không vừa, Chánh văn phòng Diệp vừa nghe cậu đến đây, lập tức hủy hẹn với khách, nói dù thế nào cũng muốn mời cậu dùng cơm. Hạ Tưởng cũng liền khiêm tốn mà cười. Chánh văn phòng Diệp nhớ tình bạn xưa, là lãnh đạo cũ của tôi. Tôi cũng rất nhớ những ngày bí thư Diệp ở tỉnh Yến. Buổi trưa, Hạ Tưởng đi xe riêng của Dịch Hướng Sư tới khách sạn Trường Thành. Vốn tưởng rằng sẽ đến sớm, chờ Chánh văn phòng Diệp một chút, không ngờ Diệp Thạch Sinh lại đến trước. Đường đường là ủy viên quốc hội lại đến trước đợi Hạ Tưởng và Dịch Hướng Sư, đừng nói là Hạ Tưởng, ngay cả đến Dịch Hướng Sư cũng có phần được yêu quý quá mà vừa mừng vừa lo. Trong quan trường rất chú trọng một số chi tiết và các lễ nghi cấp bậc, Dịch Hướng Sư cũng hiểu rõ nếu chỉ nể mặt y thì không đến mức khiến Diệp Thạch Sinh phải đích thân chờ. Hành động này của Diệp Thạch Sinh chính là xem trọng Hạ Tưởng. Y không khỏi nhìn Hạ Tưởng vài lần, trong lòng khó lý giải. Dường như khi ở tỉnh Yến Diệp Thạch Sinh và Hạ Tưởng cũng không thật gần gũi, làm sao lại coi trọng Hạ Tưởng đến như vậy. Sự khó lý giải của Dịch Hướng Sư không phải không có lý. Hạ Tưởng cũng rất kinh ngạc với sự nhiệt tình của Diệp Thạch Sinh. Nghĩ lại liền hiểu ra điều gì đó, Diệp Thạch Sinh quả thật là người trọng tình cảm, nhớ tình bạn xưa, vẫn nhớ về vài lần hợp tác không mấy mật thiết năm đó khi ở tỉnh Yến. Hành động này Diệp Thạch Sinh cũng khiến Hạ Tưởng có phần xúc động. Trong quan trường có mấy người sau khi làm tới chức bí thư tỉnh ủy, còn có thể giữ được tấm lòng nhớ ân tình xưa. Diệp Thạch Sinh già hơn nhiều so với hồi ở tỉnh Yến, nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Không đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, những việc phải lao tâm khổ trí đã không nhiều như trước, trong lòng đương nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Thạch Sinh chủ động bắt tay Hạ Tưởng, nói với giọng oán trách. Tiểu Hạ, tôi không thể không phê bình cậu vài câu.
Từ thành phố Yến đến Thiên Trạch, mỗi lần đều phải đi qua Bắc Kinh, cậu đều nhớ tới tìm Hướng sư, nhưng lại không tới tìm tôi. Có phải là có ý kiến gì với tôi không? Có ý kiến cũng không thành vấn đề, gặp mặt, nói trực tiếp. Hạ Tưởng liền kính cẩn cười nói. Chánh văn phòng Diệp phê bình rất đúng, tôi xin nhận lời phê bình của ngài. Chủ yếu vẫn là tôi thấy ngại, luôn cảm thấy ngài bây giờ là lãnh đạo quốc gia, tôi sợ mình với không tới. Diệp Thạch Sinh vỗ vai Hạ Tưởng. Thanh niên, tuổi trẻ thật tốt. Dáng vẻ vô cùng xúc động, rồi lại lắc đầu cười. Ăn cơm, dân dĩ thực phi thiên. Tới phòng riêng, sau khi mỗi người ngồi xuống ghế của mình, còn tán gẫu vài câu. Bởi vì có Dịch Hướng sư ở đó, sau khi nói mấy câu, y cố ý nói chuyện với Hạ Tưởng, liền nhắc tới vấn đề giao thông nan giải của Thiên Trạch. Diệp Thạch Sinh nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói tiếp mà chỉ nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết rằng Diệp Thạch Sinh có phần không vui, hắn cũng không ngờ Dịch Hướng sư lại vào chủ đề chính nhanh như vậy, khiến cho Diệp Thạch Sinh có cảm giác bị người ta lợi dụng. Dịch Hướng sư vẫn không hiểu thật rõ Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh nhớ ân tình cũ, ông ta hy vọng người khác tới gặp ông là vì ân tình, chứ không phải có việc cần nhờ vả mới đến. Hắn cũng rất thông minh mà chuyển ngay đề tài. Sông Hạ Mã bây giờ nước trong vắt lững lờ trôi, dương liễu xanh mướt, ven sông có rất nhiều biệt thự. Chánh văn phòng Diệp nếu muốn đến nghỉ ngơi hoặc tĩnh dưỡng, có thể đến bất cứ lúc nào. Dân chúng quận Hạ Mã đều ghi nhớ ân đức của ngài, nói ngài là vị bí thư tốt nhất của tỉnh Yến, làm rất nhiều việc tốt cho dân chúng. Diệp Thạch Sinh lại mỉm cười. Tôi sớm đã muốn quay trở lại quận Hạ Mã thăm thú, tiếc là bận rộn quá, vẫn chưa có thời gian, vừa nghe Tiểu Hạ nói, tôi đã lại động lòng rồi, ha ha. Chờ sau khi tôi nghỉ hưu, sẽ đến quận Hạ Mã dưỡng lão. Nói đến quận Hạ Mã, còn nói tới sông Hạ Mã, Diệp Thạch Sinh lại cao hứng trở lại. Dịch Hướng sư ở bên cạnh thấy vậy, thầm khâm phục, mới hiểu ra vì sao Diệp Thạch Sinh lại đánh giá cao Hạ Tưởng như thế. Đó là bởi vì lời nói của Hạ Tưởng luôn có thể chạm đến trái tim ông ấy. Tới khi bữa ăn sắp kết thúc, Diệp Thạch Sinh mới giống như nhớ ra điều gì, hỏi một câu. Nghe nói đường cao tốc và đường sắt cao tốc của thành phố Thiên Trạch gặp phiền toái. Hạ Tưởng gật đầu, có gì nói nấy. Đường cao tốc là công trình giai đoạn 3 vẫn chưa hoàn thành, đường sắt cao tốc là chỉ mới nhắc đến, vốn không có động thái gì cụ thể. Vấn đề giao thông là vấn đề lớn nhất gây ảnh hưởng tới việc phát triển thành phố Thiên Trạch hiện nay. Là cựu lãnh đạo tỉnh Yến, Chánh văn phòng Diệp hiểu rất rõ nơi tồn đọng khó khăn của Thiên Trạch. Hiện nay Thiên Trạch đã thu hút hơn 3 tỷ tiền đầu tư, nếu giải quyết được vấn đề giao thông, thu hút thêm 10 tỷ tiền đầu tư không phải là việc khó. Thiên Trạch và chương trình là hai căn bệnh khó chữa trị của tỉnh Yến, ở tỉnh cũng luôn vô cùng đau đầu. Cậu vừa đến đã có thể kéo được đến hơn 3 tỷ tiền đầu tư, thật không dễ dàng. Trên gương mặt Diệp Thạch Sinh có phần lộ ra vẻ trầm tư. Lý Hán Ninh vừa khéo quản lý mảng đường cao tốc, tôi sẽ đứng ra nói chuyện với ông ta, xem có thể ưu tiên hợp lý một chút được hay không. Tôi rất có cảm tình với tỉnh Yến. Tỉnh Yến còn có cảm tình với bí thư Diệp hơn. Hạ Tưởng liền đúng lúc dâng tặng một câu, hơn nữa còn đổi giọng gọi là bí thư Diệp, càng khiến cho Diệp Thạch Sinh xúc động dạt dào. Có thời gian tôi nhất định phải trở lại thành phố Yến thăm thú. Thành phố Yến là một nơi rất dễ chịu, nhân dân chất phác, đừng nhìn thu nhập không được cao, nhưng chỉ số hạnh phúc của dân chúng cao. Diệp Thạch Sinh quả thật đã nói đúng. Một vài năm sau có đơn vị làm một cuộc điều tra, chỉ số hạnh phúc của nhân dân thành phố Yến đứng đầu cả nước. Sau bữa cơm, Hạ Tưởng cũng không ở lại thủ đô mà lập tức quay trở về Thiên Trạch. Trước khi Hạ Tưởng vẫn chưa về đến nơi, tin tức hội nghị hợp nhất sắt thép có kết quả không mấy lý tưởng đã truyền đến Thiên Trạch, lập tức dẫn đến bàn tán xôn xao ở Thiên Trạch. Văn phòng của Trần Khiết Văn. Chiến Kính Bằng ngồi bên cạnh, đang báo cáo với Trần Khiết Văn về tình hình cơ bản của vùng cơ sở thuốc đông y do Phó Tiên Tiên đầu tư. Sau khi việc đầu tư tạm gác lại, Phó Tiên Tiên liền rời khỏi Thiên Trạch. Đã không có hành động gì nữa. Thị trưởng Hạ cũng không hỏi đến việc này, dường như chỉ là đầu voi đuôi chuột. Lẽ nào nhà họ Phó lại buông tay? Cục diện bế tắc của vấn đề giao thông vẫn chưa được phá vỡ, Chiến Kính Bằng có phần chán nản. Trần Khiết Văn ngược lại, khuyên giải y đừng nên vội vã, phải từ từ. Công tác ở địa phương chính là bất kỳ chuyện gì cũng đều gặp phải muôn vàn cản trở, trong 10 việc có thể làm được 5 việc đã là rất thành công rồi. Giọng điệu Trần Khiết Văn hòa nhã, chân thành nhẹ nhàng,
vừa từ lập trường lãnh đạo để chỉ đạo công việc, lại lấy thân phận người đi trước để quan tâm và an ủi cuộc sống của Chiến Kính Bằng, khiến cho Chiến Kính Bằng trong lòng ấm áp, chỉ một lát đã rút ngắn được khoảng cách với Bí thư Trần. Điều Trần Khiết Văn muốn chính là lôi kéo Chiến Kính Bằng, thu phục y. Thấy đã tới giờ khắc then chốt, bà ta liền nói thêm. Quan hệ giữa Chủ tịch Quốc và Bộ trưởng Bộ Giao thông Tông cũng khá thân thiết. Tôi thấy có nên tiện thể nhờ Chủ tịch Quốc chào hỏi một chút được không? Chủ tịch Quốc đương nhiên chính là nói đến Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư Tổ chức Đảng Quốc Hàm Thanh. Chiến Kính Bằng cũng quen Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Tông Kiệt Anh. Quen thì quen nhưng chẳng thân thiết gì, suy cho cùng y cũng không thể mời cha y đứng ra chào hỏi, như thế cũng thể hiện y quá kém cỏi. Mấu chốt vẫn là cha y và Tông Kiệt Anh dường như cũng không có quan hệ thân thiết gì. Nếu như Bí thư Trần có thể mời được Quốc Hàm Thanh đứng ra thì không còn gì tốt hơn. Nếu như Bộ trưởng Tông gật đầu, chắc chắn sẽ giải quyết được. Tuy rằng nói dự án đường sắt cao tốc thuộc Bộ đường sắt quản lý, nhưng Bộ Giao thông và Bộ đường sắt cũng không phải tách biệt, Bộ trưởng Tông đã lên tiếng chắc chắn cũng có sức ảnh hưởng. Chiến Kính Bằng liền không chỉ cảm kích Trần Khiết Văn mà còn cảm động. Y cũng biết Trần Khiết Văn là muốn lôi kéo y, nhưng Trần Khiết Văn là bí thư, lại không có mâu thuẫn lợi ích gì với y. Y không đi theo Bí thư Trần thì đi theo ai? Nhưng điều khiến Trần Khiết Văn và Chiến Kính Bằng đều không ngờ tới chính là, ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng nhờ Diệp Thạch Sinh đứng ra nhờ Thứ trưởng Bộ Giao thông Lý Hán Ninh giúp đỡ. Trên thực tế Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng là xuất phát từ cùng một suy nghĩ, song song với việc phá vỡ cục diện Thiên Trạch, lôi kéo Chiến Kính Bằng. Rốt cuộc ai sẽ là người cười đến phút cuối? Cục diện, bỗng chốc đã trở nên vô cùng tinh tế. Chương 999, bổ nhiệm quan trọng. Tiếp sau Trần Khiết Văn lại nói tới tinh thần cuộc họp hợp nhất sắt thép toàn tỉnh. Chiến Kính Bằng liền thể hiện lập trường, nói là tình hình Thiên Trạch đặc thù, lợi thế của việc hợp nhất không lớn, phải suy xét cẩn thận. Trần Khiết Văn đã hài lòng. Điều không ai ngờ là, cùng lúc thị trưởng Hạ trở về, có hai quyết định điều động nhân sự quan trọng cũng đồng thời được công bố, khiến cho mối quan hệ nhân sự vốn đã bí hiểm của Thành ủy Thiên Trạch nay lại càng thêm bí hiểm. Sau khi trải qua một loạt các chuyện, cục diện Thành ủy Thiên Trạch trong giai đoạn hiện nay về cơ bản có thể chia làm ba phe. Phe thứ nhất là phe bảo thủ do Trần Khiết Văn đứng đầu, cũng là phe lớn mạnh nhất. Những người tham gia gồm Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm, Hồ Vĩnh Siêu, giờ lại có thêm Chiến Kính Bằng. Phe thứ hai là phe cách tân do Hạ Tưởng đứng đầu, những người ủng hộ có Trần Thiên Vũ, Dương Kiếm. Phe còn lại là phe trung gian, lập trường không kiên định, dao động bất cứ lúc nào, ví dụ như Ngô Minh Nghị, Thường Hào, Lãnh Dương và Lôi Nhất Đại. Làm một phép so sánh, dường như lực lượng của phe Hạ Tưởng là yếu ớt nhất, chỉ có hai người Trần Thiên Vũ và Dương Kiếm ủng hộ. Nhưng nếu phân tích kỹ càng cũng không hẳn như vậy, bởi vì trong phe của Trần Khiết Văn, ngoại trừ Bì Bất Hưu dường như có lập trường nhất trí với Trần Khiết Văn trong mọi chuyện ra, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm nhiều khi còn dao động, nhất là Bùi Nhất Phong, đã mấy lần trong các vấn đề trọng đại đều lựa chọn thái độ trốn tránh, thể hiện rõ là vừa không muốn đắc tội Trần Khiết Văn, lại cũng không muốn đắc tội Hạ Tưởng. Mà Từ Hâm cũng đã thay đổi thái độ chuyện gì cũng phụ họa như trước kia, thường thể hiện ít nhiều tiếng nói của mình. Mà trong phe trung gian, Ngô Minh Nghị thì không cần phải nói. Trừ phi việc lớn liên quan đến lợi ích gia đình, y chắc chắn sẽ đặt lợi ích của nhà họ Ngô lên hàng đầu. Nhưng trong những việc không lớn không nhỏ khác, vẫn nhiều khả năng là ủng hộ Hạ Tưởng. Mà Thường Hào hiện nay cũng có khả năng tích cực tiến về phía Hạ Tưởng, không loại trừ trong tương lai không xa sẽ trở thành người ủng hộ kiên định của Hạ Tưởng. Về phần Lôi Nhất Đại, hoàn toàn là thân phận một kẻ gây rối, nhưng luôn thích làm đảo lộn công việc của Trần Khiết Văn. Thật ra y lại sắm một vai hành quân cấp tốc không tồi của Hạ Tưởng, dù rằng bản thân y chưa chắc đã nghĩ như vậy. Mà Lãnh Dương vì là đại biểu phía quân đội, đa phần là đứng vị trí trung gian, có khi phụ họa Trần Khiết Văn, có khi phụ họa Hạ Tưởng. Về cơ bản là phụ họa bên nào được nhiều người ủng hộ hơn, phiếu của y là khó giành được nhất. Xét về tổng thể, cục diện thành phố Thiên Trạch là sự tinh tế từ trước tới nay chưa từng có. Tinh tế thì tinh tế. Tuy rằng hiện nay phe Bí thư Trần đã có thêm sự ủng hộ của Chiến Kính Bằng, nhưng cũng không dám cam đoan trong tất cả mọi chuyện đều chiếm ưu thế. Nhưng điều trong lòng Trần Khiết Văn biết chính là, trong vấn đề hợp nhất tài nguyên sắt thép bà ta cầm chắc phần thắng, bởi vì Ngô Minh Nghị cũng không thể ủng hộ lập trường của Hạ Tưởng.
tin Hạ Tưởng khẩu chiến với Vu Phồn Nhiên trong cuộc họp, sớm đã qua con đường nào đó truyền đến tai bà ta, khiến bà ta càng thêm phỏng đoán về lập trường của Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng khăng khăng làm theo ý mình, sau khi đã đắc tội với nhà họ Khâu, lại đến nhà họ Ngô cũng không tiếp tục ủng hộ hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý sát cánh với Tống Chiêu Độ, chết cùng một hố. Nhưng một thời gian trước rõ ràng Hạ Tưởng đã hầu như công khai nghiêng về phía thế lực gia tộc, làm thế nào mà trong vấn đề hợp nhất tài nguyên sắt thép lại kiên quyết đứng cùng một phía với Tống Chiêu Độ. Có ai không biết Tống Chiêu Độ là người của Thủ tướng, mà kế hoạch hợp nhất sắt thép tỉnh Yến, nghe nói cũng do Thủ tướng gợi ý. Đây là một cuộc va chạm vô cùng gay gắt giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc, ai thắng ai thua, thực sự là một cuộc đọ sức sống chết. Hạ Tưởng giúp đỡ Tống Chiêu Độ, sẽ ngang với việc trực tiếp đứng về phía đối nghịch lại với thế lực gia tộc. Nhà họ Ngô sẽ tha cho hắn. Trần Khiết Văn không đoán nổi Hạ Tưởng đang tính toán những gì, đành phải cho rằng Hạ Tưởng chính là một kẻ đầu cơ chính trị. Hắn đã đánh giá sai tình thế, đứng nhầm đội ngũ, cho rằng kế hoạch hợp nhất sắt thép rất dễ thi hành, muốn thể hiện một phen trước mặt Tống Chiêu Độ, lại không hề biết, hành động này của hắn có khả năng sẽ mang đến cho hắn tai họa chết người. Nếu như vì thế mà chọc giận nhà họ Ngô lại liên kết với ba gia tộc còn lại công khai đối phó với Hạ Tưởng, thì sinh mệnh chính trị của Hạ Tưởng dù là không thể lập tức kết thúc, thì tiền đồ phía trước cũng vô cùng ảm đạm. Hơn nữa nếu như kế hoạch hợp nhất sắt thép bị đình lại một lần nữa, Tống Chiêu Độ cũng không còn chỗ đứng ở tỉnh Yến. Kế hoạch hợp nhất ảnh hưởng đến tiền đồ của Hạ Tưởng và việc Tống Chiêu Độ có thể tiếp tục nắm quyền ở tỉnh Yến hay không. Có một trận chiến ác liệt sắp phải chiến đấu. Trong lòng Trần Khiết Văn không rõ vì sao bừng lên một luồng hưng phấn. Dường như cuộc đọ sức lần này có thể xóa hết những bó buộc mà Hạ Tưởng mang đến, còn có cả áp lực do vầng hào quang thu hút đầu tư của Hạ Tưởng mang lại. Hạ Tưởng, cứ chờ xem. Đúng vào lúc Trần Khiết Văn và Chiến Kính Bằng nói chuyện, Bì Bất Hưu cũng đang cùng uống rượu với Bùi Nhất Phong. Khiến người ta kinh ngạc ở chỗ, người ngồi phía dưới rõ ràng là Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ là được Bùi Nhất Phong ra mặt mời dùng cơm. Từ Tử Kỳ vốn dĩ không đồng ý, sợ thị trưởng Hạ không hài lòng. Bùi Nhất Phong lại nói bây giờ y thật ra cũng rất kính nể thị trưởng Hạ, cũng muốn noi theo thị trưởng Hạ, nhưng y không hiểu rõ lối suy nghĩ chấp chính của thị trưởng Hạ, chính là hy vọng Từ Tử Kỳ có thể tiết lộ một chút. Nhìn thấy cục trưởng công an Bùi Nhất Phong người có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Thiên Trạch cũng tươi cười nói chuyện với mình, Từ Tử Kỳ động lòng, thấy cực kỳ hài lòng, chỉ hơi chần chừ một chút đã nhận lời. Điều Từ Tử Kỳ không ngờ tới chính là, Bì Bất Hưu cũng ở đó, liền có chút hối hận. Với Bùi Nhất Phong y còn có chút thiện cảm, thấy Bùi Nhất Phong luôn luôn tươi cười, còn với Bì Bất Hưu thì có phần ác cảm, thậm chí còn cả sợ hãi. Bởi vì gương mặt Bì Bất Hưu lúc nào cũng u ám, dáng vẻ thấy ai cũng không vừa mắt. Thêm vào nữa là Bì Bất Hưu dù sao cũng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, hầu như tất cả nhân viên các cơ quan đảng và chính quyền đều kính trọng nhưng giữ khoảng cách với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Cũng may, hôm nay Bì Bất Hưu không mang vẻ mặt u ám như mọi khi, thậm chí còn cười mà hỏi thăm Từ Tử Kỳ, còn vỗ vai Từ Tử Kỳ nói y có cơ hội tốt, bây giờ đang có một khởi đầu rất tốt, đi theo thị trưởng Hạ, chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong tiếp lời nhau, không ngừng khen thị trưởng Hạ trẻ tuổi giàu triển vọng, sau này ít nhất cũng có thể ngồi vào ghế bí thư tỉnh ủy. Từ Tử Kỳ nếu theo sát thị trưởng Hạ, cũng có thể một bước lên mây. Trước mặt hai vị quan chức dày dạn kinh nghiệm trong quan trường, Từ Tử Kỳ ngay cả có tâm lý đề phòng cao đến đâu cũng bị những lời đường mật làm cho mê đắm, chẳng mấy đã uống say, nói ra rất nhiều điều không nên nói. Thấy Từ Tử Kỳ đã ngà ngà say, Bùi Nhất Phong và Bì Bất Hưu liếc nhìn nhau. Bì Bất Hưu liền thân thiết mà vỗ vai Từ Tử Kỳ nói. Tử Kỳ, Ủy ban kỷ luật vừa mới nhận được một bức thư tố cáo. Đó là về vấn đề sinh hoạt cá nhân của cậu không đứng đắn. Nói là cậu sau khi lập gia đình vẫn không quên mối tình đầu Vương Lệ Hà, vẫn giữ mối quan hệ mập mờ với cô ta, có phải có chuyện như thế thật không? Từ Tử Kỳ vốn đã uống ngà ngà say, vừa nghe thấy lời của Bì Bất Hưu liền lập tức tỉnh táo, thay đổi sắc mặt. Ai đã nói năng sằng bậy vụ oan cho tôi? Tôi và Vương Lệ Hà rõ ràng trong sạch, giữa chúng tôi đâu có chuyện gì, chỉ gọi điện thoại, nói vài ba câu chuyện, lấy đâu ra chuyện giữ quan hệ mập mờ. Xin chủ nhiệm Bì đừng bao giờ tin những đơn thư tố cáo của những kẻ dỗi việc. Vừa nói xong, Từ Tử Kỳ thấy vẻ mặt như cười như không của Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong, bỗng nhiên nhận thấy điều gì đó, biết mình trong khi luống cuống đã nhiều lời,
liền xua tay nói. Tôi uống nhiều rồi, khi nãy toàn là lời rượu, ha ha. Tôi cây ngay không sợ chết đứng, ai thích nói bậy bạ thì cứ việc, tôi không sợ. Đúng thế, những tin đồn vu vơ chẳng ai để ý làm gì. Ông Bì cũng là yêu quý cậu mới quan tâm mà hỏi han thôi. Bùi Nhất Phong liền đấu dịu, lại đưa mắt ra hiệu với Bì Bất Hưu. Bì Bất Hưu liền cười ha hả. Nào, Tử Kỳ, uống thêm một ly nữa. Trước kia chúng ta chưa bao giờ cùng nhau uống rượu, hôm nay cùng ngồi đây với nhau chính là duyên phận. Sau này nói không chừng có một ngày cậu làm lãnh đạo lớn, tôi và Nhất Phong còn phải trông chờ cậu chiếu cố. Được tâng bốc đến tận mây xanh, Từ Tử Kỳ lại ngất ngây, uống thêm vài ly nữa, lại nghe Bùi Nhất Phong nói chuyện bí quyết trong quan trường. Bùi Nhất Phong dường như cũng đã uống nhiều, đã hơi líu lưỡi, nhưng nói vẫn đủ rõ ràng để Từ Tử Kỳ nghe được. Tôi đã lăn lộn trong quan trường mười mấy năm, rút ra được một đạo lý, có lẽ không hẳn là đúng, nhưng cực kỳ có ích. Tử Kỳ, cậu nghe thôi là được, có thể là phù hợp với tôi nhưng nó chưa chắc đã phù hợp với cậu. Lời nói trên bàn rượu từ xưa tới nay cũng chỉ là nói khoác mà thôi. Đầu tiên là, Bùi Nhất Phong mới nói ra cái y gọi là đạo lý. Làm 10 việc tốt cùng lãnh đạo không bằng làm một việc xấu cùng với ông ta, vẻ thuận miệng chính là, vất vả làm việc cùng lãnh đạo, không bằng hầu ông ta nói chuyện tào lao không bằng cùng ông ta say một trận túy lúy, không bằng cùng ông ta tham ô nhận hối lộ. Cùng ông ta tham ô nhận hối lộ không bằng cùng ông ta lên giường với một người đàn bà. Ha ha, ông Bùi quả là cao kiến. Bì Bất Hưu cười ha hả. Tôi quả là lần đầu tiên nghe kinh nghiệm quan trường của ông. Hay lắm, quả thật sâu sắc, nói trúng tim đen. Quan hệ giữa lãnh đạo và anh có thân thiết hay không, cứ xem khi họ làm những chuyện mờ ám có giấu anh hay không. Từ Tử Kỳ híp mắt, cũng cười, cũng không biết là có nghe vào hay không. Dù sao gương mặt cũng có vẻ như thoáng chút suy nghĩ. Khi Hạ Tưởng về tới Thiên Trạch là đúng vào thời gian sắp tan ca buổi chiều. Hắn vừa vào văn phòng liền ngửi thấy mùi rượu, liền cau mày. Tử Kỳ, buổi trưa đừng có uống rượu, đã nói bao nhiêu lần rồi, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của buổi chiều, ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân. Tử Kỳ há hốc mồm, không biết vì sao cũng không nói ra sự thật là Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và y cùng dùng cơm. Chỉ cúi đầu nhận lỗi. Hạ Tưởng còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, cũng không để ý tới sự khác thường của Từ Tử Kỳ. Hắn vào văn phòng, vừa xem tài liệu được một lúc thì Ngô Minh Nghị đã tới. Thị trưởng Hạ, nếu như Thiên Cương bị hợp nhất, chỉ có thể là vật phụ thuộc vào tập đoàn sắt thép tỉnh Yến, đối với thành phố Thiên Trạch mà nói, lợi bất cập hại. Ngô Minh Nghị chính là đại diện cho thái độ của nhà họ Ngô. Thái độ của y từ trước tới nay chưa bao giờ rõ ràng như thế. Bảo Cương và Đan Cương liên kết, đối với tỉnh Yến cũng là lợi bất cập hại, tại sao nhà nước phải phê duyệt? Hạ Tưởng đến tận bây giờ chưa bao giờ trực tiếp nhận được bất kỳ ám chỉ trực diện gì của nhà họ Ngô, trong lòng cũng khâm phục sự điềm tĩnh của ông cụ Ngô. Nhưng từ lời phát biểu của Vu Phồn Nhiên và cả sự vội vã của Ngô Minh Nghị điều đó có thể thấy được manh mối, nhà họ Ngô quả thật kiên quyết phản đối hợp nhất. Bảo Cương là Bảo Cương của nhà nước, tỉnh Yến phải tuân theo đại cục. Cũng như vậy, Thiên Cương là Thiên Cương của Thiên Trạch, cũng là Thiên Cương của tỉnh Yến. Thiên Cương phải tuân theo đại cục tỉnh Yến. Vào đúng lúc Hạ Tưởng và Ngô Minh Nghị nói chuyện, hai quyết định bổ nhiệm nhân sự vô cùng quan trọng, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tính quyết định của thế cục được truyền đến thành ủy Thiên Trạch. Tào Vĩnh Quốc được bổ nhiệm làm ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây, ủy viên thường vụ, phó bí thư, quyền chủ tịch tỉnh. Phó Tiên Phong được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia. Toàn thể thành ủy Thiên Trạch đều không hiểu vì sao mà kinh hãi. Chương 1000, thái độ quan trọng, mục tiêu quan trọng hơn. Ngô Minh Nghị không trực tiếp cho thấy thái độ của nhà họ Ngô, Hạ Tưởng liền dở giọng lấy lệ. Ngô Minh Nghị ngây người sửng sốt, lại thở dài một hơi. Thị trưởng Hạ, ngài thật sự là giả bộ hồ đồ, Thiên Cương là tài sản truyền thống của nhà họ Ngô chúng tôi. Bước tiếp theo của kế hoạch nhà họ Ngô chúng tôi là thâu tóm Tần Cương và Tuyên Cương, đột nhiên hiện tại tỉnh lại hợp nhất toàn bộ các nhà máy thép lại với nhau. Rõ ràng là bắn tỉa kế hoạch nhà họ Ngô chúng tôi, ngài sao có thể ủng hộ như thế? Tôi thật không hiểu. Ngô Minh Nghị không hiểu có thể lý giải, ông ta là đứng ở phương diện nhà họ Ngô để nói chuyện, chắc chắn không rõ Hạ Tưởng đứng về phía nào. Lão Ngô, có một số việc anh không rõ cũng không có vấn đề gì.
trong hội nghị thường vụ không nhất trí với ý kiến của tôi cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn nói với anh một điểm, tiến hành thuận lợi việc đẩy mạnh kế hoạch hợp nhất là công tác trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố trong giai đoạn hiện nay. Cho dù gặp nhiều phản đối, tôi đều quyết tâm vượt qua. Hạ Tưởng biết rằng Ngô Minh Nghị cùng với Trần Khiết Văn chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật cho việc hợp nhất. Trước tiên hắn cho thấy lập trường kiên định, chính là muốn Ngô Minh Nghị biết trước, phản đối thì phản đối, đừng nhúng tay quá nhiều vào việc của chính quyền, anh chỉ là phó bí thư không phải là nhân vật số một. Ngô Minh Nghị hình như cũng hiểu cái gì đó, gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nói là hiểu rồi nhưng thật ra anh ta cũng không hiểu được nhiều. Vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của thị trưởng Hạ Tưởng, thấy Chiến Kính Bằng đi đến, Ngô Minh Nghị và Chiến Kính Bằng không có tình cảm gì, chỉ khẽ gật đầu đi qua cạnh nhau. Vừa mới đi qua Chiến Kính Bằng bỗng nhiên đứng lại, quay đầu hỏi một câu. Bí thư Ngô, nghe tin gì không? Chiến Kính Bằng hỏi một câu không đầu không cuối, Ngô Minh Nghị đang rối đầu lười không muốn nhiều lời. Không có. Vừa nói xong, xoay người muốn đi, nhưng lại nghe Chiến Kính Bằng nói. Bố vợ của thị trưởng Hạ sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây, tin tức nội bộ vừa mới nhận được, ngày mai sẽ công bố chính thức. Còn nữa, Phó Tiên Phong trở lại hoạt động, được bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Ngô Minh Nghị thoáng cái sợ ngây người, đứng sững tạo chỗ, trong nháy mắt thất thần và khó có thể tin. Trở lại văn phòng của mình, Ngô Minh Nghị ngồi yên một lúc lâu sau mới hiểu được một việc, tất cả sự kiện chính trị là không cô lập. Mặt ngoài tỉnh Yến hợp nhất tài nguyên sắt thép là phản kích nhằm vào Bảo Cương, trên thực tế, là thế lực bình dân khiêu chiến mạnh mẽ với thế lực gia tộc. Bảo Cương chính là tập đoàn do thế lực gia tộc khống chế. Khi nhà họ Ngô đang chuẩn bị muốn tất cả tài nguyên sắt thép của tỉnh Yến là lúc tỉnh Yến diễn ra việc hợp nhất toàn bộ. Còn một điều quan trọng nữa, việc hợp nhất của tỉnh Yến mặt ngoài là do Tống Chiêu Độ chủ trì, Phạm Duệ Hằng hình như mất quyền, ánh hào quang của bí thư tỉnh ủy hình như bị chủ tịch tỉnh che lấp. Ở môi trường chính trị trong nước rất bình thường. Trên thực tế hiện tại liên tưởng đến Tào Vĩnh Quốc thăng chức và sự khôi phục địa vị của Phó Tiên Phong, trong này hình như là một sợi dây kết chặt các sự kiện lại với nhau. Là Thủ tướng, Tào Vĩnh Quốc thăng chức là Chủ tịch tỉnh có tài nguyên lớn, ý nghĩa quan trọng. Không chỉ bởi vì tỉnh Tây là tỉnh có trữ lượng than đá lớn nhất cả nước, hơn nữa là tỉnh láng giềng và cũng có liên quan chặt chẽ với tỉnh Yến, kinh tế hiện nay cũng sống nhờ vào nhau. Tài nguyên than đá của tỉnh Tây đối với tỉnh Yến mà nói cũng rất quan trọng. 80% than đá của tỉnh Yến hàng năm đều đến từ tỉnh Tây. Còn có một điều là Tào Vĩnh Quốc là bố vợ của Hạ Tưởng. Là một thủ đoạn rất cao tay, thoáng chốc đã hồi sinh tài nguyên chính trị, khiến tỉnh Tây có ảnh hưởng lớn đến tỉnh Yến. Quan trọng còn có Hình Đoan Đài bị rời khỏi tỉnh Tây đến tỉnh Tề nhận nhiệm vụ chủ tịch tỉnh, lại là sự kiềm chế hữu hiệu đối với Khâu Nhân Lễ. Bố cục. Mỗi một sự điều động và điều chỉnh nhân sự đều phải cân nhắc, đều là ý đồ chính trị sâu xa. Ngô Minh Nghị vò đầu bứt tai rất lâu, cuối cùng than lên một tiếng. Thị trưởng Hạ, con đường anh đi không phải là con đường thênh thang có tiền đồ mà là một con đường đầy bụi gai nguy hiểm. So sánh với sự vô cùng cảm khái của Ngô Minh Nghị, Trần Khiết Văn lại giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt, thoáng chốc kinh hoàng. Trần Khiết Văn chắc chắn không dự đoán được sẽ phức tạp. Bởi vì Tào Vĩnh Quốc thăng chức tại chỗ, trước đó bà không hề nghe thấy tin gì, mà Phó Tiên Phong đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, cũng hiện tại mới biết, tạo sao có thể như vậy. Trong chính trị, biết sau không phải là chuyện tốt, hoặc là bị đứng bên lề, hoặc là kết quả mà lãnh đạo cấp trên thỏa hiệp không công bố ra bên ngoài. Mặc kệ là thế nào, với cấp bậc và hậu đài của bà, trước khi sự việc xảy ra mà không nghe được chút nào, chính là thất bại lớn nhất. Trần Khiết Văn vô cùng rõ ràng, sự bổ nhiệm của Tào Vĩnh Quốc và Phó Tiên Phong có ý là gì, hai tin tức này đều ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến thành ủy Thiên Trạch, khả năng sẽ làm cục diện vừa mới ổn càng trở nên thêm phức tạp. Bà đã đoán đúng, sau khi Chiến Kính Bằng nói cho Ngô Minh Nghị tin tức, trở lại văn phòng, gọi vài cuộc điện thoại, lại cầm bản hợp đồng đầu tư của Phó Tiên Tiên đến tìm Hạ Tưởng, vừa thấy mặt thị trưởng Hạ, câu đầu tiên là thị trưởng Hạ. Qua tổng hợp và tham khảo ý kiến của các chuyên gia Bắc Kinh và tỉnh, tôi cho rằng việc đầu tư của Đông Y Phó Thị là khả thi, chuẩn bị đệ trình lên hội nghị thường vụ của chính quyền để nghiên cứu phê chuẩn. Ai nói Chiến Kính Bằng không có đầu óc chính trị? Sau khi biết được Phó Tiên Phong đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, liền phê chuẩn dự án đầu tư, hoàn toàn bỏ lợi ích của nhà họ Khâu ra phía sau,
Hạ Tưởng cũng thầm khen, khá cho một chiến kính bằng gió chiều nào xoay chiều ấy. Thật ra chiến kính bằng đến Thiên Trạch, không nhất định có ý đồ chính trị mãnh liệt, nhưng hàng ngũ trong chính trị không thể thiếu, giữa bí thư và thị trưởng, nhất định phải lựa chọn một trong hai, bởi vì bí thư và thị trưởng chính kiến bất đồng chia làm hai phái y không đứng vào hàng thì không có cách nào triển khai công tác. Tốt, ngày mai tổ chức hội nghị thường vụ, đồng thời truyền đạt tinh thần hội nghị là hợp nhất tài nguyên sắt thép của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hạ Tưởng cười đầy thâm ý. Kính bằng, thái độ làm việc rất quan trọng, nhưng mục tiêu công việc quan trọng hơn. Chiến kính bằng mỉm cười, gật đầu đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, tin tức truyền khắp trụ sở thành ủy. Giữa phó chủ tịch tỉnh và chủ tịch tỉnh là một khoảng cách rộng, bởi vì mỗi tỉnh đều có 7-8 phó chủ tịch, có thể thăng chức không có mấy người. Tào Vĩnh Quốc có thể thăng chức, có nghĩa là con đường làm lãnh đạo rộng lớn hơn nhiều. Do đó, vào danh sách lãnh đạo cấp quốc gia là có cơ sở và khả năng. Hơn nữa, là một tỉnh Tây có quan hệ chặt chẽ với tỉnh Yến, huống chi tỉnh Tây là nguồn than đá cung cấp chủ yếu cho tỉnh Yến. Hiện tại lại là thời điểm mẫn cảm mà tỉnh Yến tiến hành hợp nhất sản nghiệp sắt thép. Bổ nhiệm Tào Vĩnh Quốc cũng đầy dụng ý. Không ít người biết rằng đó là nét bút thần của Thủ tướng. Nhưng cuối cùng thần ở nơi nào, chốc lát cũng không thể nói ra. Đến thời điểm mấu chốt sau khi Tào Vĩnh Quốc lấy thân phận chủ tịch tỉnh Tây đưa ra một quyết định, lập tức sinh ra sức ảnh hưởng mang tính quyết định với thế cục của tỉnh Yến, mới làm cho không ít người bừng tỉnh, mới biết hóa ra thủ tướng quả nhiên nhìn xa trông rộng, tầm nhìn rộng lớn, không thể không thán phục. Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, sức nặng của thị trưởng Hạ cũng gia tăng trong lòng không ít người. Thị trưởng Hạ có hai chủ tịch tỉnh làm hậu đài, mặc kệ là quan hệ nào cũng vô cùng bền chắc. Làm cho những người vốn có thái độ trung lập với kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép cũng trở nên lung lay. Có nên ủng hộ thị trưởng Hạ hay không? Ủng hộ thị trưởng Hạ chẳng khác nào vừa ủng hộ chủ tịch tỉnh Tống lại vừa ủng hộ chủ tịch tỉnh Tào, nói không chừng luôn sẽ có một người tiến vào bộ chính trị. Lòng người thấp thỏm, bàn bạc xôn xao. Tin Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chủ tịch tỉnh có ảnh hưởng to lớn, vượt xa tin Phó Tiên Phong đảm nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Nhưng người có ánh mắt nhạy bén lại biết, Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh chỉ là ảnh hưởng lâu dài, Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển mới là ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn phát triển hiện tại của thành phố Thiên Trạch. Quả nhiên, buổi chiều Trung ương đã công bố quyết định bổ nhiệm. Tưởng Tuyết Tùng điều động vào chức phụ bí thư thành ủy Bắc Kinh, Dịch Hướng Sư giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, Hình Đoan Đài về tỉnh Tề tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, Tào Vĩnh Quốc thăng chức tại chỗ. Được Trung ương bổ nhiệm là tỉnh ủy viên thường vụ, phó bí thư, quyền chủ tịch tỉnh Tây. Tiếp theo lần thay đổi cán bộ cấp tỉnh tập trung này, lại một lần thay đổi cương vị lãnh đạo cấp tỉnh thu hút sự chú ý, dẫn đến không ít lời bình luận và suy đoán bên ngoài. Nhất là sắp xếp rất khéo, thủ tướng thắng lợi, nhà họ Ngô được lợi ích thực tế, nhà họ Khâu lại một lần nữa bị kiềm chế. Ở lần thay đổi cán bộ trước, nguyên khí nhà họ Khâu cũng bị hao tổn không ít. Lần này cũng khá mất mát. Nhất là Khâu Nhân Lễ vì lôi kéo Tào Vĩnh Quốc về tỉnh Tề, trước đó làm không ít việc, không ngờ chẳng những thất bại trong gang tấc còn bị người khác bày mưu. Mà Hình Đoan Đài có phong cách cầm quyền cứng rắn, mạnh mẽ, không giống Tào Vĩnh Quốc ôn hòa và dễ tiếp xúc. Cùng với Tào Vĩnh Quốc giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc sự cân bằng bất đồng trong mưu cầu nhất định là, Hình Đoan Đài là người căm thù thế lực gia tộc đến tận xương thủy, nơi nơi luôn đối nghịch với thế lực gia tộc. Khâu Nhân Lễ vô cùng đau đầu, nhà họ Khâu gần đây thất thế khắp nơi, còn khắp nơi nổi giận, nhà họ Phó lại nhân lúc cháy nhà hôi của, chuẩn bị đầu tư Đông Y Phó Thị ở Thiên Trạch. Ông ta ngoại trừ rất tức giận ra không ngờ không kế nào khả thi, quả thật cảm thấy lao tâm lao lực quá độ. Khâu Nhân Lễ cầm lấy điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không bấm số gọi cho Hạ Tưởng, tạm thời cũng không có tiếng nói chung. Và lại, để nhà họ Ngô ra mặt là được rồi. Tuy nhiên, ông ta trong lòng vẫn không rõ, Hạ Tưởng thực sẽ bắt tay với nhà họ Phó, vì quyền lợi muốn đối phó với nhà họ Khâu. Người chính xác mà hiểu được sự sắp xếp của toàn thế cục, sẽ không nói ra những lời như điều chỉnh sẽ có những mưu tính sâu xa gì. Người không rõ sẽ hồ đoán lung tung, nhưng mặc kệ đoán như thế nào, quầng sáng trên người thị trưởng Hạ gia tăng không ít. Tuy nhiên, theo sau hội nghị thường vụ được tổ chức, thị trưởng Hạ truyền đạt tinh thần hội nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng chứng tỏ tinh thần hội nghị đã tiến hành nghiên cứu và bố trí. Chiến kính bằng giữ thái độ thận trọng đón chào, Dương Kiếm lại mang lập trường phản đối.
Cuối cùng mặc dù được các phó thị trưởng ủng hộ, thị trưởng Hạ ra sức ủng hộ, Ủy ban Nhân dân thành phố cuối cùng đã thông qua phải kiên quyết quán triệt yêu cầu tương quan của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, tích cực tiến hành quyết nghị thực thi phương án hợp nhất tập đoàn sắt thép của tỉnh Yến, nhưng vẫn không che giấu được sự chia rẽ trong bộ máy chính quyền. Về phần đầu tư của Đông Y Phó Thị, gần như không có bất cứ dị nghị nào và được thông qua. Dương Kiếm lại một lần nữa đứng đối lập với Hạ Tưởng. Có thể đoán được là, quyết nghị được hội nghị thông qua là cực kỳ nhỏ. Tình thế, vô cùng ác liệt. Khi mọi người ở đây đều đang đoán thì Tưởng Hạ làm thế nào để đối phó nguy cơ trước mắt, điều không ai ngờ rằng, người vừa mới nhận chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Phó Tiên Phong đột nhiên làm khó dễ, mồi lửa thứ nhất của quan mới nhận chức đã cháy lan đến Thiên Trạch. Chương 1001, trò hay lên sân khấu. Ủy ban Kế hoạch và Phát triển có quyền lực to lớn, là sản phẩm thể chế chính trị đặc biệt trong nước, nắm giữ quyền lớn phê duyệt nhiều dự án trong địa phương. Nói không khoa trương, thậm chí dự án ở một số ít địa phương thành hay bại hoàn toàn một tay Ủy ban Kế hoạch và Phát triển quyết định. Quyền lực của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển thể hiện trên mặt ngân sách của túi. Ngân sách của túi, tức là ngân sách của Trung ương dành cho đầu tư. Chỉ có Ủy ban Kế hoạch và Phát triển nhà nước mới có quyền phê duyệt những dự án đầu tư này, mà quyền phân phối ngân sách tương ứng cũng tùy dự án phê duyệt, rơi vào tay Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Hàng năm, Bộ Tài chính vào lúc biên chế ngân sách nhà nước, sẽ cắt ra cho Ủy ban Kế hoạch và Phát triển một khoản tiền đầu tư, dùng cho lĩnh vực xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khá. Nhưng khi biên chế ngân sách, Bộ Tài chính cũng không rõ khoản tiền này dùng cho dự án nào. Mà làm một đơn vị phê duyệt dự toán, Hội đồng Nhân dân toàn quốc khi phê chuẩn dự toán năm đó, cũng không nhìn thấy hướng đi của khoản tiền này. Bởi vậy, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển nắm giữ khoản tiền lớn, nghiêng về ai, phê cho ai, hoàn toàn là nằm trong tay Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Nghe nói từng có một vị trưởng phòng Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, bởi vì chủ trì phê duyệt mấy trăm triệu tệ tiền đầu tư, tuy chỉ là cấp trưởng phòng nhưng từng có chủ tịch tỉnh chờ nửa tiếng ở cửa mới có thể gặp. Còn có phó chủ tịch tỉnh sau khi bị y quát lớn sau vẫn khúm núm. Cũng có người phụ trách dự án vì thân thiết với y nên kế hoạch đầu tư có thể báo cáo tăng gấp đôi, nói cho cùng, chỉ cần giơ tay là có thể có phê duyệt dự toán vài tỷ, trước mặt một số tiền lớn, mọi người đều phải cúi đầu. Ủy ban Kế hoạch và Phát triển nhà nước và Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh là bộ phận chức năng chính quyền quan trọng. Lập dự án, phê duyệt kế hoạch đầu tư, quy mô đầu tư, quản lý đầu tư thuộc các hạng mục đầu tư của chính quyền, thậm chí ngay cả việc giải thích các pháp quy chính sách liên quan của các cấp chính quyền. Cũng từ chỗ này ra, nói Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là bộ phận quan trọng nhất không quá chút nào, bởi vì có người hình tượng mà xưng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thành phố Thiên Trạch cũng báo cáo với Ủy ban Kế hoạch và Phát triển dự án khí metan nông thôn, xin hơn 30 triệu tệ, vốn đã được phê duyệt bước đầu, chờ phó chủ nhiệm ký tên, và vừa khéo kịp lúc Phó Tiên Phong nhận chức phó chủ nhiệm. Phó Tiên Phong trực tiếp gác lại kế hoạch, vừa lên đài liền cho thành phố Thiên Trạch một uy thế phủ đầu, nhằm vào Trần Khiết Văn hay là Hạ Tưởng thì khó ai nói được. 30 triệu vốn tuy rằng không nhiều lắm nhưng dù sao cũng là tiền của nhà nước, không cần thì không cần. Phó thị trưởng phân công quản lý thì sẽ không làm nữa, Phó Tiên Phong rõ ràng đang làm khó dễ Thiên Trạch. Nếu nói gác lại số tiền 30 triệu tệ của dự án khí mê tan chỉ là mồi lửa đầu tiên, không lâu sau, Phó Tiên Phong lại ra tay cản trở các hạng mục quan trọng của thành phố Thiên Trạch, làm cho quần chúng từ cao xuống thấp phẫn nộ, hận Phó Tiên Phong thấu xương. Đây là chuyện sau này. Người khác có lẽ không hiểu vì sao Phó Tiên Phong vừa lên nhận chức đã bóp cổ Thiên Trạch. Hạ Tưởng lại biết rất rõ, Phó Tiên Phong chính là tính cách trừng mắt đáp lại, bởi vì chiến kính bằng cản trở nhà họ Phó đầu tư, y sẽ múa may một chút quyền lực trong tay, làm cho một số người tỉnh ngủ. Đồng thời cũng bởi vì người phụ trách dự án khí mê tan là Dương Kiếm, mà Dương Kiếm lại là người nhà họ Mai, gần đây nhà họ Mai và nhà họ Khâu càng ngày càng có xu thế gần nhau. Hành động của Phó Tiên Phong lần này có thể nói là một công đôi việc. Hạ Tưởng cũng không vội vàng. Việc này kẹt ở chỗ nào, thì sẽ tháo ở nơi đó, trước hết để Dương Kiếm lo lắng là được rồi, trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng cần xử lý kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép. Khả năng được thông qua ở hội nghị thường vụ là không nhiều, trong lòng Hạ Tưởng biết rõ ràng, bởi vậy ở giai đoạn hiện nay đưa ra thảo luận ở hội nghị thường vụ là ý tưởng không sáng suốt, hắn quyết định tạm thời nén lại. Có đôi khi, thò tay bên cạnh sườn lại hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người hơn so với thò tay trước mặt.
quyết định bổ nhiệm Tào Vĩnh Quốc vừa công bố, lập tức liền nhận vị trí mới, Hạ Tưởng cũng nhận được không ít điện thoại chúc mừng, hơn nữa ở thành ủy Thiên Trạch hình tượng của hắn trong mắt không ít người cao lớn hơn vài phần. Có nhiều khi, mọi người tôn trọng không phải bản thân người đó mà là hậu đài của anh ta, lời nói này không sai. Cho dù Hạ Tưởng có năng lực thực sự, nhưng có năng lực mà không có hậu tê đài cũng sẽ không làm cho người ta coi trọng. Trước khi đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận kế hoạch hợp nhất Thiên Cương, Hạ Tưởng hẹn nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tần Tài Lai của Thiên Cương. Tần Tài Lai ngoài 50 tuổi, đầu không chọc, lưng không cong, bước đi nhanh nhẹn, tuy nhiên nói chuyện khá chậm, dường như mỗi câu đều suy tính trước sau rất lâu. Thái độ của Tần Tài Lai không ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, kiên quyết phản đối, hơn nữa còn liệt kê một loạt khó khăn. Thiên Cương có tài nguyên Titanium là ưu thế. Tuy rằng giá trị sản lượng và quy mô không lớn nhưng chiếm ưu thế nên lợi nhuận không tồi. Một khi hợp nhất thì sẽ mất đi quyền chủ động, hơn nữa lợi nhuận cũng giảm trên diện rộng. Bởi vì Thiên Cương trong tương lai nằm trong tập đoàn Yến Cương, sẽ không có được quyền phát ngôn lớn. Tần Tài Lai là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, một mình nắm hết quyền hành. Nếu thành lập tập đoàn sắt thép tỉnh Yến, với thực lực của Thiên Cương, y tuyệt đối không đảm nhiệm nổi chức chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc. Thậm chí lãnh đạo cấp 2 cũng không thể vào được, y đồng ý hợp nhất mới là lạ. Mọi người suy nghĩ lợi ích chỉ biết lấy mình làm trung tâm, bỏ vị trí hiện tại nói 102 đến tập đoàn sắt thép tỉnh Yến đảm nhiệm thành viên hội đồng quản trị, Tần Tài Lai không ngốc. Hạ Tưởng liền khuyên Tần Tài Lai lấy đại cục làm trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết tâm rất lớn, sẽ loại bỏ hết mọi khó khăn để thực hiện. Tần Tài Lai trước sau vẫn không chịu buông ra sức từ chối, lý do thì rất nhiều. Dù sao cũng là ba chữ, không đồng ý. Hạ Tưởng không giận, ngược lại giọng nhã nhặn, nói. Tốt, cho ông thời gian để suy nghĩ rõ ràng, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết tâm thực hiện rất lớn, hơn nữa thành phố cũng quy định thời hạn. Tần Tài Lai vẫn không thay đổi, ngược lại khuyên Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, tôi nói một câu không nên nói, kế hoạch hợp nhất sắt thép tỉnh Yến, trước kia đã đưa ra 3 lần, 3 lần đều thất bại. Đan Cương và Tần Cương đồng ý vì họ thu được lợi, chúng tôi chịu thiệt, chúng tôi không thể đồng ý. Có lẽ từ từ hãy tính, đợi các thành phố khác thực hiện, chúng tôi cũng tỏ thái độ cũng không muộn, nếu hiện tại sớm biểu lộ thái độ, không phải là coi tiền như rác sao. Người khác đều đang chờ để xem câu chuyện cười của chúng tôi. Trong việc chính trị, không phải người như Tần Tài Lai có thể nhìn lâu dài, Hạ Tưởng vốn trọng đãi đối với y lại được voi đòi tiên. Còn lấy giọng trên cao trông xuống dạy bảo Hạ Tưởng, thật đúng là bắt nạt thị trưởng trẻ tuổi. Hạ Tưởng giọng thay đổi ngay, không nhanh không chậm nói. Lão Tần, tôi cho ông 1 tháng làm tốt công tác sắp xếp bên trong Thiên Cương, bất cứ lúc nào chuẩn bị đón kế hoạch hợp nhất. Phía dưới ai chống lại liền cách chức. Thản nhiên biểu hiện sự uy nghiêm, khiến cho Tần Tài Lai lâm vào thế bị kiềm hãm. Tuy nhiên, sau đó Tần Tài Lai lại đánh bạo hỏi một câu. Nếu chẳng may tôi không thực hiện nhiệm vụ, có phải cũng cách chức của tôi? Ai chống lại thì cách chức. Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có điều lặp lại câu nói trước. Tốt, nếu tôi không đủ năng lực, mặc cho thị trưởng Hạ xử lý. Tần Tài Lai một chút cũng không chịu thua, ông ta cũng rõ, hợp nhất Thiên Cương là việc lớn, không đi vòng được với bí thư, cho dù Hạ Tưởng muốn bắt y thì cũng phải có bí thư Trần gật đầu mới được. Thị trưởng Hạ. Tôi còn muốn nhắc nhở ngài một câu, tôi cũng quen trưởng ban Ngô. Tần Tài Lai không đến mức phẩy tay áo nhưng cũng là thở phì phì mà bỏ đi rồi. Sau khi y đi, Hạ Tưởng một mình đứng bên cạnh cửa sổ một lúc lâu, lực cản tới đúng hạn, hơn nữa còn lớn hơn so với tưởng tượng. Riêng một mình Tần Tài Lai đã dám phản đối, nếu chẳng may y xúi dục công nhân Thiên Cương gây rối, nói không chừng có thể dẫn đến một loạt sự kiện. Nhưng quyết tâm thực hiện kế hoạch của Hạ Tưởng cũng lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ bởi vì hắn hiểu rõ tiến trình lịch sử, ở hậu thế, kế hoạch hợp nhất sắt thép tỉnh Yên quả thật phá tan những lực cản lớn, cuối cùng đạt được thành công. Nhưng đời sau chủ tịch thúc đẩy hợp nhất sắt thép tỉnh Yên không phải là Tống Chiêu Độ mà là Trịnh Thịnh, mà Trịnh Thịnh là nhân vật mấu chốt của đoàn hệ, nghe nói giành được hầu hết sự ngưỡng mộ của người cao nhất. Ông đẩy mạnh việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yên cũng là bởi vì phía sau có sự ủng hộ hùng mạnh. Hiện tại lịch sử xuất hiện sự sai lệch, Trịnh Thịnh đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh ở tỉnh Tương, nhưng sai lệch chỉ có những sự kiện cá biệt, phương hướng lớn không thay đổi. Nói cách khác, nếu Trịnh Thịnh kiếp trước hợp nhất tài nguyên sắt thép ở tỉnh Yến,
vậy thì chẳng phải nói rõ người số một của hiện tại, đối với việc hợp nhất tài nguyên sắt thép của tỉnh Yến, cũng là thái độ cam chịu ủng hộ sao? Đằng sau Trịnh Thịnh là người cao nhất, sau lưng Tống Chiêu Độ là thủ tướng, là nói giữa thủ tướng và tổng bí thư, có quan niệm chính trị khá đồng nhất, ít nhất là thống nhất với kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép tỉnh Yến. Hạ Tưởng mắt sáng lên, hắn và thủ tướng đã gặp mặt, cùng từng nói chuyện với chủ tịch quốc hội, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, bắt tay qua với tổng bí thư, nếu có cơ hội, có thể nhận được sự tán thưởng của tổng bí thư mới là may mắn lớn của cuộc đời. Đương nhiên, cả nước có vô số thị trưởng và bí thư thành ủy, đều khát khao được tổng bí thư khen ngợi, không phải chỉ có hắn mới có mơ mộng này. Hắn và tổng bí thư không có ràng buộc, Mai Hiểu Lâm miễn cưỡng xem là sợi dây đó, thông qua Mai Hiểu Lâm biết Trịnh Thịnh, thông qua Trịnh Thịnh lọt vào mắt tổng bí thư, có chút quá gấp khúc. Hạ Tưởng cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra mà thôi, nghĩ tới rồi quên nhưng không dự đoán được chính là, việc cách đây không lâu, kế hoạch hợp nhất sắt thép tỉnh Yến không ngờ lọt vào mắt tổng bí thư, dẫn đến việc hắn và tổng bí thư có một lần gặp mắt tình cờ. Sau hội nghị hợp nhất sắt thép của toàn tỉnh, 7 nhà máy thép của tỉnh Yến ngoại trừ Đan Cương và Tần Cương tích cực hưởng ứng, các thành phố khác đều không nói gì, giống như một mặt nước lặng, không dậy nổi một chút sóng lăn tăn. Thật ra chính là sự phản đối vô thanh. Không ít thành phố cấp 3 đều hướng ánh mắt tỏ thái độ ủng hộ Thiên Trạch, đều lấy thành phố Thiên Trạch làm gương, vì Chủ tịch Tống khai hỏa phát súng đầu tiên, ai ngờ Thiên Trạch đầu tiên không có động tĩnh, sau đó lại tạo ra một động tĩnh rất lớn, thu hút sự chú ý của toàn tỉnh. Thiên Cương quả nhiên có một loạt sự kiện, hơn nữa động tĩnh còn rất lớn, hơn 300 nhân viên nhà máy bãi công hô khẩu hiệu. Không hợp nhất, phải sinh tồn. Sự kiện hơn 300 người là sự kiện lớn, nếu xử lý không tốt, đừng nói Hạ Tưởng, chính Trần Khiết Văn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm chính trị. Hạ Tưởng rất giận dữ, cũng ý thức được là đây không phải do Trần Khiết Văn thao túng phía sau, bởi vì Trần Khiết Văn sẽ không có đầu óc chính trị như thế, chỉ là tự đào hầm nhảy xuống. Vốn Hạ Tưởng đã bước đầu nghĩ thông nên xử lý vấn đề Thiên Cương ra sao, không ngờ chưa bắt tay vào thực hiện, lại có người cho hắn vấn đề nan giải rất lớn, khó bảo toàn không phải thủ đoạn của nhà họ Ngô, hắn biết, đây là thử thách lớn nhất của hắn từ khi theo chính trị tới nay, nếu xử lý không tốt, Thiên Trạch thực sự có thể trở thành Waterloo của hắn. Chương 1002, tự tạo áp lực tự hạ độc thủ. Hạ Tưởng lúc này triệu tập những lãnh đạo quan trọng của bộ máy chính quyền, nhanh chóng thành lập tổ ứng đối. Yêu cầu nhân viên trước tiên nhanh chóng đến hiện trường, làm công tác giải thích và thuyết phục. Cố gắng đem sự việc khống chế trong phạm vi ảnh hưởng nhỏ nhất. Dương Kiếm, Chiến Kính Bằng, Lý Hiểu Mẫn và Bành Vân Phong đều nhanh chóng hành động, liên hệ công an, phòng cháy và các bộ phận liên quan, thống nhất chỉ huy, thống nhất hành động. Càng hoảng càng loạn, Từ Tử Kỳ trong lúc vội vàng nên có sai lầm, liên tiếp phạm vào những sai lầm không nên xuất hiện, khiến cho Hạ Tưởng vô cùng nổi cáu, hung hăng phê bình y vài câu. Từ Tử Kỳ mặt đỏ lên, vài lần muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Nhưng trong lòng Từ Tử Kỳ lại có một chút oán giận thị trưởng Hạ, không chỉ bởi vì thị trưởng Hạ nhiều việc đều quay lưng lại với y, mà còn bởi vì thị trưởng Hạ không để trong lòng chuyện của y. Y muốn điều Vương Lệ Hà đến thành ủy, một chuyện nhỏ như vậy, một câu thị trưởng Hạ cũng không để ý. Mà Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong đã bắt tay vào việc sắp xếp điều động Vương Lệ Hà, Bùi Nhất Phong đồng ý sắp xếp Vương Lệ Hà đến Cục Công an thành phố, đã ra quyết định. Từ Tử Kỳ liền cho rằng thị trưởng Hạ cũng không thật tâm dùng y, hắn liền có ý tưởng. Từ Tử Kỳ trong lòng hoảng hốt, Bành Vân Phong lại sốt ruột đến độ đổ mồ hôi lạnh. Nếu xử lý không tốt sự kiện Thiên Cương dẫn đến các thành phố khác cũng dấy lên làn sóng phản đối hợp nhất. Thị trưởng Hạ chắc chắn sẽ gánh một xử phạt không nhỏ. Sự việc sẽ lớn. Trần Khiết Văn cũng thẹn quá thành giận, bà ta cũng không biết Tần Tài Lai muốn làm gì, thực sự là càn quấy, như thế nào lại dẫn phát ra sự kiện tập thể. Quá là làm càn rồi. Nghĩ lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh, xem ra là thủ đoạn của nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô đủ quyết định, trực tiếp chính là ý tưởng rút củi đáy nồi, cái muốn chính là mượn ngọn lửa của sự kiện Thiên Cương, trực tiếp bóp chết việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến khi còn trong nôi. Còn ngọn lửa này có gây nên hậu quả nghiêm trọng hay không, ví như bí thư và thị trưởng bị liên lụy, và phải gánh điểm đen chính trị, nhà họ Ngô sẽ không để trong lòng. Nhà họ Ngô không thích đáng với bà ta còn nói được, ngay cả Hạ Tưởng khả năng cũng sẽ bị liên lụy không một chút e dè. Trần Khiết Văn vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu, nhà họ Ngô quả nhiên lợi hại, khi đề cập đến lợi ích của bản thân,
Hạ Nhát đau lớn, mặc kệ thân sơ, toàn bộ đều không nể tình. Hạ Tưởng cũng nghĩ đến điều này, cảm giác trong lòng không thể nên cảm thụ gì. Dụng ý của nhà họ Ngô, chắc chắn là muốn lợi dụng sự kiện lần này, nhóm làn sóng phản đối hợp nhất của các nơi trên toàn tỉnh, bởi vì hắn là người đầu tiên ủng hộ hợp nhất toàn tỉnh trong hội nghị. Thiên Trạch lại là nơi đầu tiên phát sinh sự kiện tập thể, rõ ràng là trực tiếp đánh vào mặt hắn. Kế sách và thủ đoạn rất tốt, Hạ Tưởng âm thầm cắn răng, hắn vẫn không nhận được thông báo trực tiếp của nhà họ Ngô hay bất kỳ ám thị nào. Cho rằng nhà họ Ngô sẽ tạo áp lực chính diện, cản trở kế hoạch từ trên xuống dưới, tuyệt đối không thể ngờ, nhà họ Ngô lại quyết một phen sống mái. Nếu Hạ Tưởng đoán không nhầm, hẳn là bút tích của Ngô Tài Dương. Thị trưởng Hạ, thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng đang ở trong văn phòng, nghe bố trí công tác của Bùi Nhất Phong, làm thế nào để ở mức độ cao nhất khống chế đoàn người, làm thế nào để không dẫn đến đổ máu. Bởi vì hiện tại đám người đang rêu rao khắp nơi, đang tiến đến trụ sở thành ủy. Bỗng nhiên, Bành Vân Phong vội vội vàng vàng chạy vào. Từ khi quen Bành Vân Phong đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng thấy y kích động như thế. Chuyện gì? Hạ Tưởng hơi chau mày hỏi, không phải thể hiện thái độ mà nhắc y bình tĩnh. Bởi vì, Bùi Nhất Phong đang ở đây. Bành Vân Phong thở dốc vài, cuối cùng bình tĩnh lại, nhìn thị trưởng Hạ, tuy nhiên sự việc không cần nói dối Bùi Nhất Phong, liền cầm tờ báo trong tay đưa qua và nói. Thị trưởng Hạ, anh xem. Bành Vân Phong đưa ra chính là một tờ, Nhật báo quốc gia, chỗ cần Hạ Tưởng xem đã được cắt ra, còn được đánh dấu cẩn thận. Là một bài báo của người bình luận, với tiêu đề rất lớn, tham lớn cầu toàn. Hợp nhất không phải là thần dược. Nội dung bài báo tuy không nói rõ tên địa điểm trong kế hoạch việc hợp nhất tài nguyên sắt thép tỉnh Yên, nhưng liệt kê một loạt ví dụ trong nước về sự xuống dốc nghiêm trọng sau khi cưỡng ép hợp nhất, chỉ ra không ít chính quyền địa phương tồn tại tâm lý tham lớn cầu toàn, cho rằng muốn làm mạnh phải làm lớn, đem rất nhiều tài nguyên phân tán hợp nhất lại, sẽ trở thành vật khổng lồ bách chiến bách thắng, lại bỏ qua quy luật khách quan của sự vật, bắt ép các doanh nghiệp vốn không có nhiều điểm chung hợp nhất lại với nhau. Ngược lại chôn xuống một tai họa ngầm chia năm xẻ bảy, có khả năng gạt bỏ ưu thế của một xí nghiệp ưu thế, làm lan rộng thế yếu của xí nghiệp kém, cuối cùng mất nhiều hơn được, ngược lại hao tài tốn của. Ngay lúc Thiên Cương gây rối, tòa soạn báo quan trọng của quốc gia lại có bài viết với những lời bóng gió và phê bình bài báo về việc tỉnh Yên hợp nhất tài nguyên sắt thép, không phải thủ đoạn của nhà họ Ngô thì là ai. Hai bút vẽ cùng một lúc, một sáng một tối, đều tự tạo áp lực, tự hạ độc thủ, đúng là thủ đoạn của Ngô Tài Dương kín đáo mà độc ác. Nếu Hạ Tưởng đoán không nhầm thì bài báo phê bình nhằm vào tỉnh Yên, sẽ không chỉ có mình, Nhật báo quốc gia. Vân Phong, anh nhanh chóng xem các báo cấp quốc gia khác, hễ có đề cập đến việc hợp nhất tài nguyên, mặc kệ nói tốt hay xấu, toàn bộ tập hợp lại một chỗ. Hạ Tưởng phải tìm ra một cái gì đó trong các bài báo công khai, thậm chí có thể phỏng đoán ra nhà họ Ngô, chính xác mà nói là một loạt thủ đoạn phản chế của Ngô Tài Dương. Bành Vân Phong nhận lệnh mà đi, Bùi Nhất Phong liền lấy tờ báo trong tay Hạ Tưởng, vừa nhìn cũng thay đổi sắc mặt. Thị trưởng Hạ, làm sao bây giờ? Bùi Nhất Phong là người phản đối việc hợp nhất, nhưng mâu thuẫn bên trong thì bên trong giải quyết, hiện tại xảy ra vấn đề, cần phải nhất trí đối ngoại, báo quốc gia phê bình y quản không nổi, nhưng sự kiện tập thể xảy ra ở Thiên Trạch y là cục trưởng công an thành phố cũng khó chối được sai lầm này. Đang nói chuyện thì Thường Hào cũng gõ cửa tiến vào, vừa vào câu đầu tiên là. Thị trưởng Hạ, giờ làm sao đây? Tốt thôi, một khi có tình hình quan trọng xảy ra, phòng làm việc của Hạ Tưởng biến thành phòng làm việc của Bí Thư, hoàn toàn thay thế Trần Khiết Văn. Cũng đúng, mấy lần trước khi phát sinh sự kiện lớn, Trần Khiết Văn không thể xử lý, làm Thường Hào không dám tới xin chỉ thị của Trần Khiết Văn. Ngoài mặt vẫn phải xin chỉ thị, nhưng Bí Thư Trần chỉ nói tổng thể, không một hai ba cụ thể, y cũng chỉ có thể sau khi xin chỉ thị của Bí Thư, cụ thể làm thế nào, lại đến hỏi thị trưởng Hạ. Cũng là hiện tượng kỳ quái đặc biệt có ở thành phố Thiên Trạch. Ai làm cho thị trưởng Hạ thấy việc lớn bình tĩnh và có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết? So với người khác, chênh lệch rõ ràng. Lão Thường, lập tức thông báo cho đài truyền hình và báo thành phố, đưa phóng viên giỏi nhất đến hiện trường, nhất là đài truyền hình, ít nhất cũng bảo họ cử 10 phóng viên quay phim trở lên, đến hiện trường ghi hình, mỗi người phải có riêng một máy ống kính. Hạ Tưởng nói, làm Thường Hào và Bùi Nhất Phong đều kinh ngạc. Xảy ra sự kiện tập thể, giấu còn không kịp, thị trưởng Hạ lại làm sao vậy, còn muốn để bọn họ đưa tin tức,
có phải muốn tình hình nóng đến không kiềm chế được hay không? Thường Hào thậm chí nói lắp. Thị trưởng Hạ, sự kiện tập thể không thể đưa tin, phải phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên. Đài truyền hình Thiên Trạch và Nhật báo Thiên Trạch là truyền thông của Thiên Trạch, họ đều không nghe lời của ban tuyên giáo, thì cái chức trưởng ban tuyên giáo của anh không phải làm nữa. Để cho bọn họ ghi hình và phỏng vấn, nhưng không nói để bọn họ phát và đăng tin, hiểu không? Hạ Tưởng đành giải thích một chút. Nghĩ xem đã hiểu chưa? Thường Hào sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu ý mỉm cười. Hiểu rồi, vẫn là lãnh đạo sáng suốt. Thường Hào vui vẻ đi sắp xếp, Bùi Nhất Phong cũng rất nhanh đã nghĩ thông, trong lòng thầm nghĩ, đúng là giỏi, y xử lý nhiều sự kiện tập thể, mỗi lần đều liều mạng không cho phóng viên đến gần, đều truyền lệnh chết, nghiêm khắc khống chế giới truyền thông phỏng vấn. Thị trưởng Hạ ngược lại, chủ động đưa rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn, muốn cái gì đây? Dường như là muốn tỏ thái độ sẽ giải quyết vấn đề với người kiến nghị, trên thực tế là phô trương thanh thế, trên thực tế là... Bùi Nhất Phong bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, y và bì bất hưu bày kế để kéo Từ Tử Kỳ xuống nước, nếu chẳng may bị thị trưởng Hạ phát hiện, thị trưởng Hạ sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó y? Tuy nhiên chỉ là nghĩ qua thôi, y lại cho rằng Hạ Tưởng sẽ làm gì được y. Nếu tác dụng quân cờ của Từ Tử Kỳ không thành công, dưới sự nổi giận của thị trưởng Hạ nhiều lắm là thay một thư ký, y và bì bất hưu không có liên quan gì. Sau đó thảo luận một chút về việc bố trí hành động. Cuối cùng Hạ Tưởng và Bùi Nhất Phong cùng nhau đến văn phòng của Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn sau khi nghe báo cáo không có ý kiến phản đối gì, tuy nhiên vẫn như thường lệ, kết luận vài điều, sau đó để Hạ Tưởng bình ổn sự kiện tập thể, còn bà ta muốn làm gì, bà ta không nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi, Bùi Nhất Phong cũng sẽ không hỏi. Người ta là bí thư, cho dù là ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại, đọc công văn, cũng là quyền lực của bí thư, thị trưởng phải nghe lời bí thư. Đấu tranh anh dũng mãi mãi ở tuyến đầu. Hạ Tưởng chưa bao giờ là người gặp chuyện lùi bước, và tính toán chi ly. Tuy hắn cũng biết Trần Khiết Văn là cố ý lùi bước và cũng có ý trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì sự kiện hôm nay rất khó giải quyết, xử lý xong chưa chắc đã có kết quả tốt, xử lý không tốt, chắc chắn sẽ chịu tiếng xấu bị xử phạt thay người khác. Giống như sự kiện huyện Bào Mã, làm không tốt hắn có thể bị miễn chức, mà bí thư lại không việc gì. Vấn đề huyện Bào Mã nếu không phải hắn kiên trì và đứng sau chỉ đạo, biện hữu thủy chắc chắn sẽ khó tránh được. Lúc này, hơn 300 công nhân viên của Thiên Cương đã tụ tập trước cổng trụ sở thành ủy, Cục Công an thành phố huy động hết mọi cảnh sát, giữ gìn trật tự, đề phòng tình hình trở nên gay gắt. Hạ Tưởng nhìn Bùi Nhất Phong. Lão Bùi, dùng hết khả năng không làm ai bị thương, nhưng nếu đám người có người cố ý gây rối, muốn hạ độc thủ, bắt. Bùi Nhất Phong khi thấy Hạ Tưởng nói chuyện, trong mắt hiện lên vẻ dứt khoát kiên quyết, đặc biệt là vẻ mặt của hắn, vô cùng lạnh lùng, khiến y trong lòng khoác khỏi giật mình sợ hãi. Y vẫn nghĩ đến một thị trưởng Hạ nhân từ nương tay, lúc này mới biết thị trưởng Hạ cũng có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Nghĩ đến tai nạn xe lần trước, hắn liều mình gương mẫu nhảy vào tuyết cứu người, y liền hiểu một đạo lý, một người không quý tính mạng của chính mình, tuyệt đối có một mặt độc địa tàn nhẫn. Bùi Nhất Phong đoán đúng. Trong việc xử lý sự kiện Thiên Cương gây rối tiếp theo, thị trưởng Hạ lộ ra thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn và hà khắc, cũng xây dựng được uy danh của một thị trưởng có bàn tay sắt như hắn. Chương 1003, đánh nhau gián tiếp, kẻ thông minh thắng. Khi Hạ Tưởng đến tòa nhà thành ủy, cảnh tượng không hỗn loạn như trong tưởng tượng. Hơn 300 công nhân viên chức, đại đa số là những người già tóc đã bạc. Họ xếp thành hai hàng, bịt kín đầu vào và đầu ra tòa nhà thành ủy. Mười mấy người đứng đầu hàng đưa ra một khẩu hiệu, phản đối liên hợp, trả lại Thiên Cương cho chúng tôi. Dương Kiếm và Từ Tử Kỳ, cùng với mấy phó thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố, còn có trưởng ban thư ký thành ủy Trần Thiên Vũ, trưởng ban tuyên giáo Thường Hào đều ở hiện trường. Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Lịch Phi đang chỉ huy cảnh sát kéo một đường dây cảnh giới tại hiện trường. Rất nhiều cảnh sát xếp thành hàng nghiêm chỉnh, vây lấy 300 người bên trong. Vừa thấy biểu hiện của trận thế và đội ngũ, ai cũng biết rằng chắc chắn có người ở phía sau bức màn làm chủ. Hơn nữa, nói không chừng, trong đội ngũ có người chủ quản. Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người già, có khoảng 7-8 người trẻ tuổi bên trong đó. Xử lý những chuyện như thế này hắn cũng sớm có kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên cái khó của sự việc lần này là toàn bộ những người gây nên đều là người già, chỉ có thể lấy lý đối lý, chứ không thể động thủ được.
Người già lớn tuổi, hơi hơi động nhẹ đẩy nhẹ thôi là có thể gãy tay gãy chân rồi. Đến lúc đó thì sự việc càng chẳng hay ho. Trong lòng Hạ Tưởng có một ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, không biết là thiêu đốt hướng về Ngô Tài Dương hay là thiêu đốt hướng Tần Tài Lai. Gây chuyện thì gây chuyện đi, sao cứ phải để người già ra mặt. Chẳng may người già nào gặp sơ suất thì chẳng phải là tạo nghiệp chướng hay sao. Dương Kiếm thấy Hạ Tưởng ra mặt liền ngắn gọn giới thiệu một chút tình hình. Đại diện công nhân đưa ra hai yêu cầu. Thứ nhất là bọn họ đại diện cho hơn 10.000 công nhân của Thiên Cương xin Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chính phủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không chấp nhận quy hoạch chỉnh hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ hai là muốn nói chuyện với thị trưởng Hạ, yêu cầu nâng cao đãi ngộ cho nhân viên nghỉ hưu của Thiên Cương. Dương Kiếm chẳng đáp ứng yêu cầu nào. Anh ta không làm chủ, cũng không dám làm chủ nên đợi Hạ Tưởng quyết định. Hạ Tưởng vừa lộ diện thì bị không ít người nhận ra. Trong đám người một người hô lớn. Thị trưởng Hạ, phải làm chủ cho Thiên Cương của chúng tôi. Thị trưởng Hạ, đừng làm tội nhân của thành phố Thiên Trạch. Phải bảo vệ lợi ích của Thiên Cương. Thị trưởng Hạ, anh là thị trưởng của Thiên Trạch, không phải là thị trưởng của tỉnh Yến. Anh không thể cũng cùng quan điểm như ở tỉnh được. Thị trưởng Hạ, đừng làm kẻ bán đứng thành phố. Thị trưởng Hạ, đừng vì tiền đồ cá nhân mà không để ý đến lợi ích của hơn 10.000 công nhân viên của Thiên Cương. Đừng để người ta chửi cho là tội nhân thiên cổ. Thị trưởng Hạ, nghe thấy người dân nói lời lẽ càng ngày càng không ra sao, Dương Kiếm liền chuẩn bị ngăn lại đám người nhưng Hạ Tưởng khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói. Hỡi các bạn, tôi chính là Hạ Tưởng, là thị trưởng của các bạn. Lễ hội văn hóa du lịch, thành mới Bắc Kinh, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, cơ sở sản xuất ngành thông tin điện tử, thành trì đồ dùng gia đình V trong vòng chưa đến nửa năm tôi nhậm chức thì đã có gần 10 dự án, thu hút vốn đầu tư 5 tỷ đồng. Các bạn nói xem tôi có điểm nào không quan tâm đến Thiên Trạch, không hướng về nhân dân Thiên Trạch. Còn kế hoạch liên hợp Thiên Cương cũng là đem đến hàng trăm lợi ích chứ không có hại gì cho Thiên Trạch cả. Đối với Thiên Cương mà nói thì lại càng là một việc kinh doanh có lời. Hạ Tưởng vừa nói xong thì đám người đang xôn xao im lặng hơn rất nhiều. Sau đó lại liền bắt đầu có người ồn ào. Đừng có nói mạnh miệng lừa người, cái gì gọi là có ích cho người Thiên Cương. Trong toàn bộ các xí nghiệp gang thép của tỉnh, tỷ lệ lợi nhuận của Thiên Cương là cao nhất, hiệu ích tốt nhất. Sau khi liên hợp tiền lương và tiền thưởng sẽ tính như thế nào? Chúng tôi không muốn chịu thiệt. Đừng coi chúng tôi là chảy gỗ, chúng tôi không ngốc đâu. Thị trưởng Hạ, anh cũng đừng ở đó mà hùng biện. Chúng tôi không liên hợp, chúng tôi không muốn bị Tần Cương nuốt mất. Dù anh có cổ động thế nào thì hơn 10.000 cán bộ công nhân viên thể sống chết bảo vệ Thiên Cương. Uy lực Thiên Cương. Phản đối liên hợp. Đám người lại bắt đầu hỗn loạn, người nọ đẩy người kia xông lên phía trước. Lúc này, vừa lúc xe của đài truyền hình thành phố chạy tới. Còn có cả phóng viên Nhật Báo. Đài truyền hình thành phố tổng cộng điều đến 12 máy quay do Kim Nhan Chiếu dẫn đầu. Nhật Báo điều đến 10 phóng viên do Lan Mẫn Mẫn dẫn đầu. Hai người họ đều đến trước mặt thị trưởng Hạ, nghe sự chỉ huy của thị trưởng Hạ. Hai bông hoa của đài truyền hình thành phố và Nhật Báo lại một lần nữa cùng xuất hiện. Kim Nhan Chiếu mặc một chiếc váy dài màu bạc, đẹp như ánh bình minh. Tóc dài buộc cao trên đầu, tóc đuôi ngựa càng khiến cho cô có vẻ thân thiện và gợi cảm. Lan Mẫn Mẫn mặc một chiếc áo phông và quần dài đến mắt cá chân, tóc ngắn. Cô đeo một cặp kính thời trang trông rất sành sỏi lại rất đáng yêu mê người. Thường Hào nhìn thấy thế chạy đến bố trí công việc, chờ sau khi anh ta nói xong, Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đều đồng ý nhưng lại không hành động. Đều hướng ánh nhìn về phía thị trưởng Hạ, điều này khiến cho Thường Hào hơi có chút xấu hổ, thị trưởng Hạ cũng chỉ đành ho một tiếng. Làm theo lời của trưởng ban thường đi, phải chú ý hơn 300 người, mỗi người đều phải có một góc quay riêng, phải theo quy cách đã định. Ai có lời gì muốn nói thì phỏng vấn người đó, không cần biết họ nói gì. Cũng cần phải khách quan công bằng, phải đứng ở góc độ người ngoài cuộc để nhìn nhận vấn đề. Kim Nhan Chiếu thản nhiên cười. Cách nói của thị trưởng Hạ rất sâu xa. Vừa chợt nghe dường như là chúng ta đưa tin chân thực, nhưng nghĩ kỹ thì thực ra chỉ là yêu cầu chúng ta ghi hình hiện trường. Lan Mẫn Mẫn miệng cười. Trong lòng cô Nhan Chiếu hiểu là được rồi. Nói ra thì chẳng có gì hay. Đúng, đúng, Mẫn Mẫn nói rất đúng. Điều cần là hiểu nhưng không nói. Tôi lớn từng này rồi cũng chưa từng đối với một vị thị trưởng nào nói gì nghe nấy như thế. Thị trưởng Hạ,
xong chuyện thì anh phải mời tôi ăn cơm mới được đấy nha. Cả tôi nữa nha, bài phỏng vấn của tôi cũng rất quan trọng, tòa soạn nhật báo cũng đã điều động 5 phóng viên ảnh đến. Tôi phỏng vấn còn bọn họ phụ trách chụp ảnh. Thế nào lãnh đạo, đội hình như vậy anh có hài lòng không? Hạ Tưởng vẫn căng như dây đàn. Hai cô gái xinh đẹp khó tìm lại thoải mái tự nhiên như thế, không có một chút luống cuống căng thẳng nào. Hắn cũng bớt đi căng thẳng phần nào, cười ha hả nói. Nói hay lắm, mời hai cô đi ăn chính là vinh dự của tôi. Tuy nhiên ăn cơm là chuyện nhỏ, bây giờ phải giải quyết chuyện lớn đã. Đi làm việc ngay thôi. Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn cùng gật đầu, âm thanh thật là dễ nghe. Hai cô gái quay người đi luôn, bắt đầu chỉ huy phóng viên phỏng vấn. Mỹ nữ chính là lực lượng sản xuất đầu tiên, của nhiên không sai, hai cô gái dẫn đoàn vào trong đám người. Bất kể là những người già đầu tóc bạc phơ hay là người trẻ tuổi, nhìn thấy mỹ nữ là sức đề kháng đã giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều người không hiểu còn suy đoán rằng thực sự sẽ cho ý kiến phản đối của họ lên đài truyền hình và báo chí nên cứ nhao nhao đẩy lên phía trước, bao quanh lấy đám phóng viên. Mồm năm miệng 10, thi nhau nói, giải phóng hết sự bất mãn trong lòng ra. Đài truyền hình và tòa soạn báo tổng cộng điều hơn 20 phóng viên và máy quay. Huy động phóng viên quy mô lớn như vậy, đừng nói là người bình thường ít khi nhìn thấy mà ngay cả Bùi Nhất Phong cũng là lần đầu tiên thấy. Ông ta nhìn thấy hiện trường loạn như vậy, có nguy cơ không kiểm soát được thì không khỏi lo lắng. Lại nghe thấy không ít người chửi nhà nước, ngay cả bí thư và thị trưởng cũng chửi. Phóng viên thì vẫn ở một bên quay và chụp ảnh, điều này khiến ông ta không thể không nhăn mày. Thị trưởng Hạ, có được không đấy? Tôi cứ cảm thấy hơi nguy hiểm. Bùi Nhất Phong lo lắng không phải không có lý, đừng nói thị trưởng Hạ, mà sức khống chế của bí thư Trần đối với đài truyền hình và toàn soạn nhật báo. Cũng không thể khiến cho phóng viên 100% nghe lời. Phóng viên thì cũng có cá tính riêng, coi việc đưa tin theo đúng sự thực là trách nhiệm của bản thân mình. Nhưng chẳng may có người không nghe theo sắp xếp mà lén đưa thông tin phỏng vấn tiết lộ ra ngoài, thì sự kiện quần thể này của Thiên Trạch không thể giấu giếm được nữa rồi. Hạ Tưởng vẫn tự tin bình tĩnh. Lão Bùi, cứ yên tâm đi, chuyện hôm nay truyền thông tỉnh Yến không dám đưa tin. Ngay cả truyền thông Bắc Kinh cũng không dám đưa tin đâu. Hắn không giải thích nguyên nhân gì cả, cũng không giải thích rõ với Bùi Nhất Phong, lại nói. Cho người nói với bọn họ hãy cử vài người đại biểu đến đây đàm phán với tôi. Nói với họ rằng, tất cả các chất vấn mà họ đưa ra thì Ủy ban Nhân dân thành phố đều sẽ có câu trả lời rõ ràng. Bùi Nhất Phong trong lòng buồn bực, nhưng lãnh đạo không giải thích thì anh ta cũng không nhiều lời được. Đành phải nghe theo. Hạ Tưởng không giải thích đều có nguyên nhân của hắn. Điều hắn cực chính là việc đọ sức gián tiếp giữa Ngô Tài Dương và hắn. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Ngô Tài Dương, đối với việc xử lý chuyện lần này, bởi vì ngay lập tức đã hiểu ra rất nhiều mắt xích bên trong, đột nhiên lại có niềm tin vô cùng kiên định. Vân Phong, anh thay tôi nói với Bí Thư Trần. Hạ Tưởng gọi Bành Vân Phong đến. Bành Vân Phong đi tìm các báo khác, tạm thời chưa phát hiện ra những bài viết có liên quan. Sau khi trở về đã báo cáo với thị trưởng Hạ. Ở lại hiện trường hỗ trợ. Hạ Tưởng vốn muốn gọi điện thoại, đột nhiên lại cảm thấy Bành Vân Phong ra mặt trực tiếp thì vẫn hay hơn. Bành Vân Phong sau khi nhận được chỉ thị của thị trưởng Hạ thì đánh bạo liếc mắt nhìn thị trưởng Hạ một cái, trong lòng vô cùng khó hiểu. Cách làm của thị trưởng Hạ không phải là thêm dầu vào lửa sao? Nhưng thấy ánh mắt kiên định của thị trưởng Hạ, anh ta chỉ biết rằng thị trưởng Hạ đã hạ quyết tâm liền vội vàng chạy đến tòa nhà văn phòng. Bởi vì có phóng viên tham gia, hiện trường tạm thời liền trở thành sự tác động lẫn nhau giữa phóng viên và công nhân viên chức. Hạ Tưởng liền triệu tập Trần Thiên Vũ, Dương Kiếm và Bùi Nhất Phong, Thường Hào, mời dự họp một hội nghị tại hiện trường, sẽ đưa ra 3 điểm giải quyết ý kiến. Thứ nhất tiến hành đàm phán với công nhân viên chức đại biểu, thỏa mãn tất cả các yêu cầu của họ, thứ hai tập trung theo dõi phần tử quấy rối bên trong đội ngũ. Có 7, 8 tên nhân viên khả khi, đợi thời cơ phù hợp thì mới có thể bắt được. Thứ ba, Tần Tài Lai miễn chức ngay lập tức. Dương Kiếm hít vào một hơi dài. Vừa mới nghe thị trưởng Hạ nói chuyện, anh ta còn tưởng rằng thị trưởng Hạ cùng với đại biểu đàm phán là muốn thỏa hiệp, không ngờ tới là kế hoãn binh. Chẳng những muốn bắt người, còn muốn cắt chức của Tần Tài Lai nữa. Không ngờ câu nói tiếp theo của thị trưởng Hạ càng làm cho Dương Kiếm có thêm nhận thức mới về thị trưởng Hạ. Thông báo với Lưu Nhất Cửu, điều tra Tần Tài Lai có vấn đề gì về kinh tế hay không. Đừng nói Dương Kiếm trong lòng kinh ngạc,
ngay cả Bùi Nhất Phong cũng phải ngạc nhiên. Độc thật, thị trưởng Hạ đúng là đủ độc, đủ dứt khoát, trực tiếp đánh cho Tần Tài Lai đến không có khả năng gượng dậy được. Xem ra thực sự không thể đắc tội với thị trưởng Hạ được. Nếu không, thật sự khi bị hắn nhắm trúng, thì như con rắn độc cắn người vậy, không chết cũng phải lột ra. Lưu Nhất Cửu điều tra án thì rất có bài bản. Tần Tài Lai nhậm chức cấp cao ở Thiên Cương bao nhiêu năm, nắm hết quyền hành, Thiên Cương lại là đơn vị hiệu quả và lợi ích tốt nhất của Thiên Trạch. Ông ta không có vấn đề kinh tế mới là lạ. Bùi Nhất Phong đều thấy tiếc cho Tần Tài Lai. Đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội thị trưởng Hạ cơ chứ. Hơn nữa lại là do Lưu Nhất Cửu ra mặt điều tra, Tần Tài Lai về cơ bản là coi như xong rồi. Cũng đừng trách ai, chỉ trách làm bia đỡ đạn không tốt lành mà thôi. Lập tức Bùi Nhất Phong lại nghĩ tới một điều. Thị trưởng Hạ ngay trước mặt mọi người trực tiếp dặn dò điều tra vấn đề kinh tế của Tần Tài Lai là một thủ đoạn rất cao tay. Điều mong muốn chính là giết gà dọa khỉ. Chương 1004, thị trưởng hai mặt. Miễn chức tại chỗ Tần Tài Lai chính là một tiếng chuông cảnh tỉnh những người khác phản đối chuyện liên hợp của thành phố Thiên Trạch, thể hiện quyết tâm cứng rắn thúc đẩy kế hoạch liên hợp của thị trưởng Hạ. Đồng thời cũng là muốn tuyên cáo với toàn tỉnh rằng thành phố Thiên Trạch dẫn đầu làm một gương tốt, bắn phát súng đầu tiên cho kế hoạch lớn của chủ tịch tỉnh Tống. Nhưng phải miễn chức của Tần Tài Lai cũng phải bí thư Trần gật đầu mới được, bí thư Trần có đồng ý hay không còn phải xem đã. Bùi Nhất Phong khi suy nghĩ chưa xác định thì Bành Vân Phong lại vội vã chạy tới báo cáo với thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ, bí thư Trần đồng ý rồi. Được. Hạ Tưởng đập bàn một cái. Bây giờ bí thư Trần và tôi đều đồng ý miễn chức tại chỗ Tần Tài Lai. Các anh có ý kiến gì? Bí thư và thị trưởng đều đồng ý thì còn ai dám phản đối nữa? Dương Kiếm, Bùi Nhất Phong, Thường Hào và Trần Thiên Vũ liền đều gật đầu. Về cơ bản thì coi như là thông qua nghị quyết bằng một hội nghị thường vụ nhỏ. Vận mệnh của Tần Tài Lai từ giờ phút này trở đi chắc chắn đã là bi kịch rồi. Nhưng cũng không thể trách anh ta được. Trong thời khắc quan trọng của việc thúc đẩy liên hợp, anh ta chống lại thì chống lại cứ phải gây sức ép tạo ra sự kiện quần chúng. Không xử lý anh ta chẳng lẽ lại mời anh ta ăn cơm? Đương nhiên, Tần Tài Lai có ý tạo ra sự kiện tập thể hay không thì không phải là vấn đề Hạ Tưởng phải quan tâm. Tần Tài Lai là con tốt của người khác, hắn trực tiếp bắt anh ta, không hề khách khí coi anh ta là vật hy sinh, chính là vì muốn cho nhân vật phía sau bức màn kia thấy rõ quyết tâm của hắn. Dám đảm đương vị trí chim đầu đàn thì phải có dũng khí chịu một phát súng bắn chung bất cứ lúc nào. Trần Khiết Văn đồng ý cũng nằm trong dự tính của thị trưởng Hạ. Bà ta không dám xuất đầu lộ diện, Hạ Tưởng không trách bà ta, vốn là sự vụ của Ủy ban Nhân dân. Bí thư nấp sau bức màn cũng là hợp lý nhưng những việc mà Tần Tài Lai đã làm thì đã động đến điểm mấu chốt của Trần Khiết Văn. Bà ta không thẹn quá hóa giận mới là lạ. Ai cũng không muốn chịu trách nhiệm chính trị liên quan. Bất cứ một nhân vật số 1 số 2 nào của thành phố, thì điều sợ nhất chính là những sự việc tập thể và những vụ khiếu kiện. Tỉnh Yên có quy định, nếu như một huyện trong một năm xảy ra 3 lần sự kiện khiếu kiện tập thể thì bí thư và chủ tịch huyện toàn bộ miễn chức ngay tại chỗ. Quần thể khiếu tố 5 người trở lên khiếu tố thì gọi là quần thể khiếu tố rồi. Xác định trước vận mệnh của Tần Tài Lai, Hạ Tưởng liền hoàn toàn nắm được quyền chủ động của sự việc. Lòng tin lớn hơn nhiều, thậm chí hắn còn có chút cảm ơn Ngô Tài Dương ra tay kịp thời nếu như ác ý mà nói, thì là cha vợ con rể so chiêu. Điều đáng tiếc là Ngô Tài Dương luôn luôn xem thường hắn, lại không biết rằng hắn rất thấu hiểu ông ta nên mới để ông ta có được cơ hội tốt. Cũng cho ông ta một cơ hội trọng đại mở ra cục diện chỉnh hợp bế tắc trước mắt. Ngô Tài Dương không chỉ xem nhẹ trí tuệ chính trị của hắn mà cũng đánh giá thấp thủ đoạn cứng rắn của hắn. Hiển nhiên, cũng là do hắn ở Thiên Trạch thời gian gần đây khiến cho ông ta sinh ra ảo giác. Cho rằng sau khi lên chức thị trưởng thì sẽ thiếu đi tinh thần xông pha hướng về phía trước. Ngô Tài Dương sai lầm rồi. Hạ Tưởng chưa bao giờ thiếu sự nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Chỉ cần cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn nhìn rõ được sự việc thì trong quyền hạn của mình hắn sẽ không tiếc một trận chiến. Hạ Tưởng tiếp tục ra mệnh lệnh. Hãy cho công nhân viên chức cử người ra nói chuyện đã. Nhiều nhất là 5 người. Đồng thời cho giới truyền thông duy trì tiếp xúc với họ. Lão Bùi, chú ý cảnh giác, bảo vệ trật tự. Lão Thường, theo dõi sát sao mạng, ngăn chặn bên ngoài đến phỏng vấn đặc biệt là truyền thông của Bắc Kinh. Thiên Vũ duy trì mối liên hệ và kịp thời báo cáo tình hình với bí thư Trần. Hiểu Mẫn, Vân Phong,
Tử Kỳ cùng với các nhân viên có liên quan của Văn phòng Ủy ban Nhân dân hỗ trợ Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn, làm tốt công tác phỏng vấn. Cần đảm bảo tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn xảy ra. Hỗ trợ phóng viên phỏng vấn. Nghe thì hay, thế nhưng trên thực tế vẫn là giám sát các phóng viên. Hạ Tưởng sắp xếp chu đáo như vậy. Bùi Nhất Phong và Thường Hào ở mặt ngoài không nói nhưng trong lòng âm thầm khâm phục. Lúc đầu vốn tưởng rằng vị thị trưởng 31 tuổi này quá trẻ, kinh nghiệm xử lý những sự việc quần thể như thế này không nhiều. Không ngờ hắn ta lại có thể bình tĩnh, không hề bối rối như vậy. Thủ đoạn chẳng những kín đáo mà lại còn rất mạnh mẽ, cứng rắn. Không khâm phục không được. Thị trưởng Hạ càng ngày càng có xu thế là nhân vật trụ cột của việc liên hợp toàn bộ thành phố Thiên Trạch. Ngay cả lão già thành tinh Bùi Nhất Phong cũng phải thầm gật đầu, trầm trồ khen ngợi cách thức thủ đoạn không chút sơ hở nào của thị trưởng Hạ. Về lập trường chính trị có sự phân kỳ nhưng trong việc xử lý các sự kiện tập thể thì cần duy trì sự thống nhất cao độ, đối ngoại nhất quán, Bùi Nhất Phong vẫn là biết phân biệt rõ nặng nhẹ. Không lâu sau, đại biểu cho công nhân viên chức cử ra 5 người. Tất cả đều là những ông già bà già đầu tóc bạc phơ. Hạ Tưởng liền mời họ đến tòa nhà thành ủy tọa đàm. Sau khi rất lịch sự mời họ ngồi xuống, lại còn nhờ nhân viên đi pha trà cho họ. Hắn thể hiện một thái độ khiêm tốn và công bằng. Các bác, tuổi của các bác cũng tầm như ba cháu. Nên cháu gọi mọi người là các bác các cô cũng không uất ức cho mình. Hạ Tưởng đặt từng cốc nước trà trước mặt từng người. Giọng điệu rất thân thiết. Các bác, các cô đều đã nghỉ hưu rồi. Vốn là nên an hưởng tuổi già nhưng lại vẫn phải đến Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu. Cháu thân là thị trưởng, cảm thấy rất đau lòng, là do công tác chính phủ của chúng cháu làm chưa được tốt khiến cho mọi người chịu thiệt thòi. Lời lẽ thân tình tha thiết của Hạ Tưởng khiến cho mấy ông bà già ngơ ngác nhìn nhau, có chút kinh ngạc đến nói không ra lời. Vốn tưởng rằng thị trưởng Hạ sẽ dở giọng qua loa hỏi một số vấn đề không liên quan. Sau đó làm theo việc công ghi chép lại, rồi sau đó đuổi bọn họ ra ngoài. Họ cũng chẳng phải là chưa biết sự đời, họ thừa biết quan liêu là gì. Thị trưởng Hạ thái độ thành khẩn, giọng điệu hiền lành, thực sự là muốn giải quyết vấn đề của bọn họ. Mấy người liền anh một câu tôi một câu nói chuyện. Sau khi liên hợp, tiền lương hưu của chúng tôi sẽ giảm xuống còn một nửa phải không? Sau khi liên hợp, hiệu quả và lợi ích của Thiên Cương giảm xuống. Mai đây phúc lợi sau khi chúng tôi nghỉ hưu cũng sẽ giảm xuống. Thị trưởng Hạ, chúng tôi vì Thiên Cương đã bán cả mạng của mình. Không thể đến khi về già rồi mà lại không còn chỗ dựa. Thiên Cương nếu như sát nhập vào tập đoàn gang thép Tỉnh Yến. Như thế có phải là sẽ lấy mức đãi ngộ thấp nhất làm chuẩn hay không? Mấy người nó liền một mạch, Hạ Tưởng coi như hiểu ra được một số điều. Tiêu điểm của vấn đề vẫn là tập trung ở vấn đề lợi ích. Xem ra là có người tạo tin đồn nói là sau khi liên hợp thì Thiên Cương không những bị phụ thuộc mà ngay cả đãi ngộ của công nhân viên chức Thiên Cương cũng sẽ theo tiêu chuẩn thấp nhất của toàn tỉnh. Đặc biệt là đối với những công nhân viên đã nghỉ hưu thì không những tiền lương hưu giảm còn một nửa mà còn có khả năng cắt giảm cả phúc lợi. Những người đã về hưu sự nhất chính là không được đảm bảo về tiền lương hưu và phúc lợi. Việc họ gây rối do bị kích động về tình có thể lý giải được. Nhưng nếu nói về bản chất sự việc thì là hành vi không thể dễ dàng tha thứ được. Bởi vì chuyện nhân viên về hưu gây rối. Tần Tài Lai vừa không muốn khống chế sự việc trong phạm vi Thiên Cương mà sau khi chuyện xảy ra chỉ thông báo cho Ủy ban Nhân dân thành phố, thì không làm gì nữa. Rõ ràng là muốn trưng ra một bộ dạng uy hiếp Ủy ban Nhân dân thành phố, tự cho rằng mình là công thần của Thiên Cương, cho rằng mình có người nâng đỡ phía sau, không ai dám làm gì mình. Đúng vậy, Trần Khiết Văn sẽ không chủ động đề xuất việc điều tra anh ta. Bởi vì Trần Khiết Văn không dám đắc tội nhà họ Ngô. Nhưng Hạ Tưởng thì lại dám. Hạ Tưởng liền kiên nhẫn giải thích mấy điểm quan trọng trong kế hoạch liên hợp cho mấy người. Tỉnh sẽ không tiến hành chính sách áp dụng hàng loạt đối với các nhà máy thép. Như thế không hiện thực mà cũng không phù hợp với tình hình thực tế. Bởi vì mỗi vùng có sự phát triển không như nhau. Sau khi liên hợp, các nhà máy thép vẫn sẽ chấp hành chế độ tiền lương và chế độ phúc lợi của mình, sẽ không thống nhất. Nếu như cuối cùng thống nhất được thì sẽ cao chứ không thấp. Sau khi giải đáp vấn đề công nhân viên chức quan tâm nhất, Hạ Tưởng lại nói, trên thực tế việc liên hợp các nhà máy thép toàn tỉnh thì có lợi cho công nhân viên chức. Bởi vì những nhân viên có kỹ thuật, có năng lực thì sẽ càng được trọng dụng hơn. Có thể đến Tần Cương hoặc Đan Cương đảm nhiệm chức vụ kỹ thuật chủ chốt. Thu nhập và đãi ngộ sẽ tăng lên rất nhiều.
Đương nhiên cũng có mặt bất lợi, chính là rất nhiều lãnh đạo của Thiên Cương sẽ không đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong tập đoàn gang thép tỉnh Yến nữa. Họ mới chính là những người chịu thiệt thòi, nhưng có điều kế hoạch liên hợp chắc chắn sẽ có khó khăn tạm thời. Về lâu dài, có lợi cho sự phát triển lâu dài của Thiên Cương. Đạo lý lớn đạo lý nhỏ nói một hồi xong thì thời gian cũng đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng xem ra mọi người có vài người bán tín bán nghi. Vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được công việc, Hạ Tưởng giơ tay lên nhìn đồng hồ. Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong đều ở bên ngoài giữ gìn trật tự. Bên cạnh Hạ Tưởng không có người nào có thể dùng được. Cũng may hắn vừa nhìn đồng hồ thì Kim Nhan Chiếu liền từ bên ngoài thức tối chạy tiến vào, giơ tay ra hiệu ok với hắn, ý là phỏng vấn đã kết thúc. Hạ Tưởng liền vui vẻ gật đầu với Kim Nhan Chiếu một cái. Thật là Kim Nhan Chiếu xuất hiện rất đúng lúc, hắn ta quay lại nói với mấy người già. Các bác, các cô, những lời nói vừa nãy, cháu đại biểu cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hứa với các cô các bác. Đây cũng là thể hiện cụ thể của hội nghị tinh thần ủy ban nhân dân tỉnh ở thành phố Thiên Trạch. Mọi người tin cũng được, không tin cũng được, dù sao thì cháu cũng đã nói xong rồi. Lời cuối cùng cháu muốn nói chính là, tóm lại, kế hoạch liên hợp chắc chắn sẽ phải toàn lực thúc đẩy. Bất kể gặp phải khó khăn cản trở nào thì thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhất định sẽ phải loại bỏ những khó khăn đó. Hạ Tưởng vừa nãy vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, mới chớp mắt thì lại trở về vẻ mặt nghiêm túc khiến cho một số đại biểu công nhân viên chức không thể thích ứng với sự chuyển biến đó của Hạ Tưởng đến nỗi há hốc miệng ngạc nhiên. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, Hạ Tưởng còn nói. Chuyện ngày hôm nay tuy có nguyên nhân của nó nhưng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyệt đối không cho phép chuyện gây rối trật tự phát sinh. Chuyện ngày hôm nay có thể hiểu được nhưng không thể tha thứ được. Phải nghiêm túc xử lý người chủ quản và nhân vật phía sau. Hắn lại dùng tay chỉ vào Kim Nhan Chiếu rồi nói. Cô ấy là phóng viên đài truyền hình. Hôm nay những người tham gia vụ gây rối thì đều đã ghi hình lại hết rồi. Không ai thoát được. Ai chủ động nói ra người ở phía sau thì người đó có thể lập công. Nếu không tất cả những công nhân viên chức có mặt ở hiện trường này, sau khi liên hợp tiền lương của mỗi người sẽ giáng xuống một bậc. Hạ Tưởng lại khoát tay chặn lại. Tôi cho mọi người nửa tiếng suy nghĩ. Còn một điều muốn nói với mọi người là Tần Tài Lai sẽ bị miễn chức tại chỗ. Hạ Tưởng xoay người bước đi để lại mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Tưởng không để ý tới sự kinh ngạc của mấy người. Sải bước đi ra bên ngoài, Kim Nhan Chiếu theo sát ở phía sau Hạ Tưởng. Dường như giống thư ký của hắn vậy, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Bên ngoài phỏng vấn đã chấm dứt, đám người lại có dấu hiệu sao động. Hạ Tưởng vừa lộ diện, liền lại có người bắt đầu cổ động đám người, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố có sự trả lời công khai, chứ đừng có giao dịch bên trong. Hạ Tưởng cũng không tiếp xúc với đám người. Hắn vừa xuất hiện, Bành Vân Phong liền khẩn trương báo cáo tình hình. Công việc của đài truyền hình đã hoàn thành, công việc của nhật báo cũng sắp kết thúc, tất cả coi như thuận lợi. Hạ Tưởng biết rằng thời cơ đã chín muồi liền khẽ gật đầu với Bành Vân Phong. Bảo tất cả phóng viên về đi. Rồi lại làm một tư thế tay ra hiệu với Bùi Nhất Phong. Lão Bùi, bắt người đi. Chương 1005, lần đọ sức mới. Bùi Nhất Phong gật đầu ngay, cầm lấy bộ đàm liền phát ra hiệu lệnh. Hơn 300 người bị cảnh sát bao vây xung quanh, lúc phóng viên đi vào trong phỏng vấn thì đã được giãn ra. Phóng viên vừa lui ra thì toàn bộ như thủy triều dâng vào, liền có người đã ý thức được điều gì đó không hay muốn thừa cơ chạy ra nhưng đã muộn rồi. Cảnh sát lại một lần nữa bao vây xung quanh, không cho bất cứ ai chạy ra ngoài được. Còn có người hô lớn. Cảnh sát đánh người. Còn chưa dứt lời, thì đã bị cảnh sát đánh ngã xuống đất sau đó lôi ra khỏi đám người. Đó là một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, vừa nhìn thì biết không phải là nhân viên của Thiên Cương, mà lại giống như một người tạp nham ngoài xã hội. Bùi Nhất Phong đừng thấy bình thường khôn ngoan gian xảo, trên thực tế ông ta làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, xử lý và đối phó các sự việc tập thể cũng rất bài bản. Sau đó ông ta đích thân dẫn đoàn đi vào trong đám người. Không đến vài phút liền lôi ra toàn bộ những tên kêu gào mạnh nhất lại còn không ngừng lén lút chụp ảnh bên trong đám người và đưa họ lên xe cảnh sát tiến hành đột kích thẩm vấn. Cảnh sát bắt người, công nhân viên chức kinh ngạc hồi lâu. Đợi đến khi người đều bị bắt đi hết rồi thì lại càng loạn. Quần chúng phẫn nộ, nhao nhao ồn ào lên, còn có một số người già râu tóc như dựng lên, trực tiếp xông đến chỗ mấy cảnh sát.
Ai dám ngăn cản tôi chết cho nó xem. Hạ Tưởng bước ra ngăn ông già trước mặt và mỉm cười. Ông ơi, ông đến đây là vì muốn yêu cầu quyền lợi với Ủy ban Nhân dân thành phố chứ đâu phải là đến để liều mạng. Hạ Tưởng vừa nói, ông già đã bị kích động, mặt đỏ bừng. Nếu như Ủy ban Nhân dân muốn bán rẻ Thiên Cương chúng tôi cho tỉnh trở thành công cụ thăng quan phát tài của các anh, lại còn bắt công nhân viên của Thiên Cương nữa. Anh còn là thứ thị trưởng gì nữa chứ? Anh có xứng đáng với sự phó thác của nhân dân Thiên Trạch hay không? Hạ Tưởng không tranh luận với ông ta. Tranh luận cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ có cách vừa đấm vừa xoa mới có thể khiến người ta nghe theo. Hắn giơ tay lấy cái loa từ tay Từ Tử Kỳ rồi lên tiếng trước mặt mọi người. Các đồng chí, yêu cầu của mọi người, Ủy ban Nhân dân thành phố đều đã nhận được rồi. Tiếng lòng của mọi người Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đều nghe được. Bây giờ tôi đại diện thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức trả lời mọi người. Tiếng nói của Hạ Tưởng nghiêm nghị, rất có lực. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Thông qua điều tra, sự kiện tập thể lần này là một sự kiện tập thể được tổ chức có âm mưu uy hiếp Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là do một số ít người gây ra, hầu hết là chẳng hề hay biết gì. Thái độ của Ủy ban Nhân dân thành phố là tuyệt đối không nhẹ tay, phải nghiêm trị kẻ đầu đảng gây tội. Đám người bùng nổ lên dần dần. Lời nói của thị trưởng Hạ tương đương như xác định tính chất của sự kiện tập thể này, hơn nữa còn là tính chất rất nghiêm trọng. Nói như vậy thì việc đến yêu cầu hôm nay chẳng những không có được kết quả gì mà lại còn bị Ủy ban Nhân dân ghi nợ. Tất cả mọi người phẫn nộ, đều đang ở bên bờ bộc phát cơn giận. Thấy đám đông sao động bất thường, mồ hôi của Trần Thiên Vũ rơi xuống không ngừng, ngay cả Bùi Nhất Phong cũng là trong lòng thiếu tự tin. Nếu chẳng may một ông lão nào đó trong đó đứng lên, đánh không đánh được, mắng không mắng được, khuyên không khuyên được thì làm thế nào mới được đây? Cách làm của thị trưởng Hạ cuối cùng có được hay không đây? Đừng dây vào lửa, không dập được lửa thì nguy đây. Thường Hào cũng lòng tràn đầy lo lắng, ánh mắt anh ta nhìn về phía Hạ Tưởng rất phức tạp. Tuy rằng đúng là có lòng tin đối với thị trưởng Hạ nhưng thật sự là khá nguy hiểm đây. Hạ Tưởng còn hay nữa, không những không để ý gì đến sự lo lắng của người khác mà lại như thêm dầu vào lửa. Tần Tài Lai đã bị miễn chức tại chỗ. Đồng thời thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định truy cứu thêm các vấn đề khác của Tần Tài Lai. Ô, những người đang ở bên bờ bùng nổ sự giận dữ bắt đầu có sự sao động. Không ít người vụt lên phía trên rằng co ở chỗ cảnh sát. Tình thế vạn phần nguy cấp, hết sức căng thẳng. Bùi Nhất Phong gần như tuyệt vọng. Xong rồi, mấy ông bà già lại càng điên lên rồi. Không ai động đến được, thị trưởng Hạ động phải tổ kiến rồi. Trong số những người có mặt tại hiện trường chỉ có Trần Thiên Vũ luôn giữ sự tin tưởng với Hạ Tưởng. Các đồng chí không cần kích động, hôm nay tất cả mọi người đến đây thì đài truyền hình đều đã ghi hình lại hết rồi. Tính danh, chức vụ, thu nhập của mọi người không đến một giờ đồng hồ nữa sẽ được đưa ra để làm những người có công đầu cho kế hoạch liên hợp lần này. Tên của mọi người sẽ được thông báo trên bảng khen ngợi của Thiên Cương. Đám người như thủy triều dừng bước chân, đều đứng ngay ngắn lại. Họ nhìn nhau không thể tin được, mấy trăm người ở đó trong phút chốc im lặng như tờ. Thị trưởng Hạ rốt cuộc là có ý tứ gì? Là trừng phạt hay là khen thưởng? Thị trưởng Hạ lập tức liền trả lời sự nghi vấn của mọi người. Thái độ của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với chính sách liên hợp của tỉnh là rất kiên quyết. Sẽ không vì một bộ phận nhỏ mà buông tay nhượng bộ. Miễn chức của Tần Tài Lai chỉ là bước đi đầu tiên. Bước thứ hai, những người tham gia vụ tập thể ngày hôm nay sẽ được ghi lại trong hồ sơ tư liệu. Bất cứ ai chủ động phối hợp liên hợp thì sẽ được hưởng đãi ngộ tăng lương và thông báo trên danh sách. Những nhân viên đương chức sẽ được thăng lên những cương vị công tác quan trọng. Còn những người ngăn cản liên hợp thì sau khi liên hợp, lương sẽ giảm xuống. Những nhân viên tại vị sẽ phải rời bỏ cương vị công tác quan trọng của mình. Một hòn đá đánh xuống hàng ngàn tầng sóng. Đám người đâu chỉ như vỡ tổ mà là sôi trào lên, la hét ầm ĩ. Tiếng nguyền rủa ầm ĩ, hiện trường như một chiến trường vậy. Không thể khống chế được, lập tức sẽ không khống chế được. Bành Vân Phong cuối cùng đã có được danh sách công nhân viên chức của Thiên Cương, vội đưa ngay cho thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ cầm tài liệu trong tay lại nói với đám đông. Bây giờ sẽ đối chiếu một chút những nhân viên có mặt tại hiện trường. Xin các đồng chí yên lặng một chút. Xem tôi đọc có đúng hay không. Lưu Quốc Khánh, 55 tuổi, con cái đều làm ở Thiên Cương.
Mã Nguyên Khởi 59 tuổi, con trai làm kỹ sư ở Thiên Cương. Hậu Văn Lai, 60 tuổi, con gái làm nhân viên điều hành ở Thiên Cương. Cùng với lúc Hạ Tưởng đọc tên, đám người dần dần im lặng. Những người bị đọc đến tên đều hết hồn, những người chưa được đọc đến tên thì lạnh cả sống lưng. Dường như cái tên kế tiếp là mình. Đúng vậy, bọn họ đều đã nghỉ hưu hết rồi, nhưng đại đa số con cái vẫn đang làm việc tại Thiên Cương. Người già về hưu rồi, có thể cậy già lên mặt cùng chính phủ lên giọng. Ai cũng chẳng sợ, nhưng con đường sống của con cái mình còn dài. Nếu như vì mình gây chuyện mà phiền hà đến con cái thì quá là. Tất cả mọi người tâm tư giống nhau. Đám người từ chỗ dần im lặng thì đã im lặng hẳn không còn tiếng động. Bước chân của mọi người đều chần chừ. Mọi người nhìn nhau có ý lùi bước. Vừa nãy vẫn là cậy già lên mặt, Ủy ban Nhân dân thành phố không dám làm gì bọn họ. Hơn nữa pháp luật không thể trách bọn họ. Hơn 300 người tụ tập với nhau, biết ai là ai đâu. Không ngờ thị trưởng Hạ thật lợi hại, chẳng những ghi hình, chụp ảnh. Có video và hình ảnh đối chiếu thì chẳng ai thoát được. Ai mà chẳng có họ hàng thân thích, ai cũng có thân bằng cố hữu làm ở Thiên Cương. Nếu như là vì mình mà liên lụy đến người khác, sau này gây thù oán với nhau thì còn ăn nói thế nào đây? Lòng người dao động, khí thế giảm đi. Hạ Tưởng thấy thời cơ đến rồi liền lại hô một tiếng. Ai là người đầu tiên rời khỏi hiện trường sẽ là người đầu tiên có tên trong danh sách khen ngợi. Vừa dứt lời, cũng không biết là ai đi đầu, lập trường của mọi người thay đổi tản ra bốn hướng. Không đến vài phút thì trên hiện trường chỉ còn lại một mảnh đất bừa bãi. Đến thế nào thì về thế ấy, hơn 300 người tản ra khắp đường lớn ngõ nhỏ của Thiên Trạch, biến mất không còn một ai. Phục quá! Bùi Nhất Phong mới phát hiện chính mình hai tay nắm chặt. Sờ lên trán thấy toát hết mồ hôi. Không phục không được, thị trưởng Hạ từ trên đài cao đi xuống, mặt không đỏ, không thở hổn hển, cũng không đổ chút mồ hôi, mặt mày nghiễm nhiên, sau khi giải tán hơn 300 người không còn bong dáng nào, bước chân thắng lợi chậm rãi đi xuống. Trần Thiên Vũ đã sớm phục Hạ Tưởng rồi, còn Thường Hào, Dương Kiếm cũng đều là âm thầm tán thưởng, thị trưởng Hạ thật sự là thủ đoạn cao tay. Vừa hù vừa dọa, vừa đấm vừa xoa chẳng những thành công hóa giải nguy cơ, mà còn chôn xuống phục bút từ bên trong Thiên Cương, ai mà dám tổ chức công nhân viên chức gây rối thì cũng sẽ xong đời. Bởi vì Thiên Cương sau vụ này, trên có Tần Tài Lai, dưới là những người lao động bình thường, đều đã bị thị trưởng Hạ hoàn toàn đánh cho đến sợ. Thủ đoạn mềm thì mềm trong đạo lý, cứng thì cứng như núi, thị trưởng Hạ thật đúng là một thị trưởng phức tạp khiến người ta không thể nhìn thấu. Nguy cơ được giải trừ. Tất cả mọi người thở phào một cái. Thị trưởng Hạ trấn tĩnh tự nhiên. Khí thế chỉ huy của thị trưởng Hạ để lại ấn tượng sâu sắc đối với mọi người. Cũng khiến rất nhiều người coi thị trưởng Hạ làm tấm gương, càng làm cho Dương Kiếm, Bùi Nhất Phong và Thường Hào thêm kính sợ thị trưởng Hạ vài phần. Sau khi giải quyết xong mọi việc thì Hạ Tưởng không hỏi lại nữa, trực tiếp giao cho Dương Kiếm xử lý. Dương Kiếm vừa nghe chỉ thị tinh thần của thị trưởng Hạ, vừa nhỏ giọng nói một câu. Thị trưởng Hạ, tôi kính nể cách đối nhân xử thế và lập trường của anh. Nhưng trong vấn đề Liên Hợp Thiên Cương thì tôi vẫn sẽ bỏ phiếu chống, hy vọng anh có thể hiểu được cái khó của tôi. Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười. Tôi hiểu, hoàn toàn hiểu. Tuy nhiên Lão Dương xin đừng nói chắc chắn như thế. Đợi đến khi thực sự đưa lên hội nghị thường vụ thì anh nhất định sẽ bỏ phiếu tán thành. Dương Kiếm sửng sốt. Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều. Sự kiện tập thể hôm nay mở ra cho hắn một ý nghĩ, khiến cho hắn nghĩ con đường phía trước còn rất rộng lớn, càng khiến cho hắn có lòng tin đối mặt với trận đánh ác liệt phía trước. Miễn chức Tần Tài Lai, bổ nhiệm mới nhân vật số 1 của Thiên Cương, không có nghĩa là việc Liên Hợp Thiên Cương đã được thông qua. Vẫn còn có một cửa ải hội nghị thường vụ nữa phải thông qua. Giao tranh trên hội nghị thường vụ, mới là trận đánh ác liệt mấu chốt nhất. Ngay lúc Hạ Tưởng và Dương Kiếm nói chuyện, Bùi Nhất Phong cũng lặng lẽ đi đến bên Từ Tử Kỳ, làm bộ bàn luận công tác với Từ Tử Kỳ, nhỏ giọng nói. Thị trưởng Hạ quá mệt mỏi rồi. Nếu như anh có thể cùng anh ấy thả lỏng thư giãn một chút thì có thể anh càng thân với anh ấy hơn. Tử Kỳ, cơ hội khó tìm đấy, cố mà nắm lấy. Sau đó vỗ vai Từ Tử Kỳ. Chuyện của Vương Lệ Hà lập tức sắp xếp thỏa đáng. Tôi cũng là bạn chí cốt, anh phải mời đấy nha. Từ Tử Kỳ vừa cười đáp ứng. Vừa nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt chớp động. Hạ Tưởng và Thường Hào triệu tập toàn thể phóng viên đài truyền hình và nhật báo xã, mở một hội nghị ngắn gọn,
giải thích một chút về công việc cần chú ý và bảo phóng viên nộp hết toàn bộ camera và ảnh chụp. Các phóng viên không đồng ý, liền do Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đến làm việc. Hai đại mỹ nữ uy lực kinh người, chỉ chốc lát sau đã giao nộp tất cả tư liệu hiện trường lên. Sự kiện tập thể được giải quyết, danh vọng của Hạ Tưởng gây chấn động lớn. Không ít người khi nhìn hắn, ánh mắt đều tràn đầy sự kính nể và kính yêu. Hạ Tưởng lại không có tâm tư vui sướng hưởng thụ thắng lợi, bởi vì hắn biết. Kỳ thật sự đọ sức mới vừa bắt đầu thôi, của nhiên chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì liền có áp lực lớn hơn nữa. Chương 1006, cuộc quyết chiến sống động như thật. Ngô Tài Dương gọi điện thoại tới, nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu của Hạ Tưởng. Hiển nhiên Ngô Tài Dương là bị hắn nhanh chóng quyết đoán dập tắt ngọn lửa, mà cảm thấy bất ngờ và căm tức. Hạ Tưởng, có phải anh định đi đến cùng không? Ngô Tài Dương giọng điệu vô cùng không tốt. Anh rốt cuộc còn có nguyên tắc, lập trường gì nữa không đây? Trưởng ban Ngô. Hạ Tưởng không muốn biện luận cái gì với Ngô Tài Dương, lại càng không muốn giải thích lập trường của hắn. Hắn chỉ thản nhiên nói. Tôi có nguyên tắc và lập trường. Đầu tiên, tôi là thị trưởng của thành phố Thiên Trạch nên luôn vì lợi ích của thành phố Thiên Trạch mà suy xét. Thứ hai, tôi là cán bộ của tỉnh Yến nên vì lợi ích của tỉnh Yến mà suy xét, sự kiện Thiên Cương vừa rồi vừa không phù hợp với lợi ích của Thiên Trạch vừa không phù hợp lợi ích của tỉnh Yến nên cần phải xử lý nghiêm túc. Nói như vậy là anh chưa từng coi lời của ông cụ ra gì phải không? Ngô Tài Dương thân là ủy viên Bộ Chính trị, bình thường ông ta nói chuyện rất bình thản, nhưng lại nhìn Hạ Tưởng không thuận mắt cũng có thể hiểu được. Bất cứ một ai đều sẽ nhìn không thuận mắt với người đã lừa con cái của chính mình, vì thế nên mỗi lần đều tự nhắc mình phải bình tĩnh nói chuyện, nhưng vừa mới nghe Hạ Tưởng nói với cái giọng sóng yên biển lặng thì cơn giận của ông ta lại ập tới. Cũng thật là lạ, tâm trạng không tốt hay là do không biết kiềm chế? Đương nhiên đều không phải. Ông ta đâu phải là người bình thường. Đến cấp bậc như ông ta thì không tồn tại vấn đề kiềm chế nữa rồi. Nhưng lại rất dễ tức giận với Hạ Tưởng. Rốt cục là vấn đề liên nhược hãm hay là bởi vì Hạ Tưởng luôn có thể hóa giải những thủ đoạn mà ông ta cho là rất cao minh. Ngô Tài Dương ở trước mặt Hạ Tưởng luôn luôn có một cảm giác bị nhìn thấu. Mấy lần ông ta ra tay thì Hạ Tưởng đều thong dong tiếp chiêu. Ông ta liền có cảm giác mất mặt. Tôi vô cùng tôn trọng ông cụ, cũng vô cùng tôn trọng ông. Nhưng tôi là thị trưởng Thiên Trạch, sự kiện Thiên Cương mà xử lý không tốt thì rất có lỗi với sự phó thác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, cũng rất có lỗi với nhân dân Thiên Trạch. Trưởng ban Ngô, tôi không có lựa chọn nào khác. Điều Hạ Tưởng thật sự muốn nói là, trước khi ông ra tay, không suy xét đến hậu quả nghiêm trọng mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch phải gánh vác. Chỉ vì lợi ích nhà họ Ngô mà không tiếc hy sinh lợi ích của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch. Thậm chí còn có cả tiền đồ của bản thân hắn nữa. Như thế thì giữa hắn và Ngô Tài Dương còn có gì để nói với nhau nữa đây? Ngô Tài Dương hừ lạnh một tiếng. Tôi biết là anh có thành kiến với tôi, nhưng anh cũng phải tự mình tìm ra nguyên nhân. Nếu như không phải anh lên giọng ủng hộ Tống Chiêu Độ trong hội nghị liên hợp mà không suy xét gì đến hậu quả thì cũng không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Tần Tài Lai đã bị cách chức và bị điều tra. Hạ Tưởng cũng không cam yếu thế. Việc liên hợp tài nguyên gang thép của tỉnh Yến là chiều hướng phát triển lớn. Ngô Tài Dương ngăn cản không được lịch sử thủy triều. Thiên Cương sẽ đón chào sự liên hợp một cách toàn diện và tích cực. Có niềm tin là chuyện tốt, nhưng niềm tin quá độ thì là mù quáng. Ngô Tài Dương không nhẹ không nặng nói một câu, sau đó ngắt điện thoại. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Giữa hắn và Ngô Tài Dương dường như có một cái hào rộng không thể vượt qua. Mới đó không lâu thì có dấu hiệu xích gần lại, bây giờ thì lại một lần nữa cách xa rồi. Cách xa thì cách xa, Hạ Tưởng kiên quyết con đường của mình, bởi vì hắn tin rằng sẽ có một ngày tìm được lối thoát. Quay trở lại văn phòng, xử lý đơn giản một số việc vặt vãnh liền lập tức cùng mọi người đi báo cáo công tác với Trần Khiết Văn. Sau đó liền triệu tập một hội nghị công việc bí thư. Nghiên cứu sự thay đổi nhân sự và kết quả xử lý vụ việc của Thiên Cương. Vừa lúc đang họp thì Lưu Nhất Cửu gọi điện thoại đến, ông ta rất thông minh đã trực tiếp gọi cho Bùi Nhất Phong thẩm tra được Tần Tài Lai có vấn đề kinh tế nghiêm trọng, bước đầu đã nắm vững được chứng cứ, có thể đệ trình việc bắt người được rồi. Bùi Nhất Phong âm thầm kinh hãi, Lưu Nhất Cửu bình thường làm việc rất hoang đường, nhưng nếu thật sự trở nên nghiêm túc thì tuyệt đối nghiêm túc. Mới chưa bao lâu mà đã điều tra ra vấn đề của Tần Tài Lai rồi.
Xem ra, thị trưởng Hạ đã hạ quyết tâm phải giết một người dân trăm người rồi. Đương nhiên Bùi Nhất Phong cũng biết, cán bộ lãnh đạo hiện tại thực sự phải nghiêm túc điều tra, không dám nói 100% là có vấn đề thì cũng có đến 80% chạy không thoát. Ai bảo Tần Tài Lai đánh giá sai tình thế, cho rằng thị trưởng Hạ không dám hạ độc thủ. Chẳng còn cách nào khác, tự rước lấy nhục mà thôi. Bùi Nhất Phong trước mặt mọi người nói ra lời xin chỉ thị của Lưu Nhất Cửu. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ nhìn hướng về phía Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn hơi sửng sốt liền quyết định. Điều tra đến cùng. Sự kiện Thiên Cương bị Hạ Tưởng giải quyết nhanh gọn dứt khoát từ cái nôi bên trong. Hạ Tưởng do đó cũng được nhân dân Thiên Trạch biết đến với thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Tần Tài Lai do phạm tội chức vụ nên bị đệ trình bắt giữ. Thiên Cương thay đổi nhân sự, điều chỉnh tầng lớp lãnh đạo. Sau đó, chuyện lại quay trở về sự bình lặng, dường như kế hoạch liên hợp lại tạm thời gác lại. Thực sự không phải là gác lại mà là Hạ Tưởng đang đợi một thời cơ. Hắn biết rằng sự kiện Thiên Cương nhất định sẽ có ảnh hưởng sâu xa đến toàn tỉnh. Hạ Tưởng đoán đúng rồi. Sự kiện Thiên Cương tuy đã được khống chế trong một phạm vi nhất định, không có tin tức truyền ra ngoài. Nhưng 7 thành phố gang thép của tỉnh Yên, ai nấy đều cảm thấy lo lắng sự kiện Thiên Cương sẽ lại tái diễn ở địa phương của mình. Nên việc đầu tiên làm là gọi người phụ trách nhà máy thép lên họp, nhấn mạnh không được để xảy ra rối loạn. Nếu như xuất hiện bất cứ một sự kiện tập thể nào thì sẽ hỏi ngay nhân vật số 1. Nhưng ngoài điều đó ra, trừ Tần Cương và Đan Cương bắt đầu tổ chức lại liên hợp quy mô lớn ra, thì tất cả các nhà máy thành phố khác thì đều là tiếng sấm lớn, tiếng mưa nhỏ. Tạm thời chẳng có động tĩnh gì lớn, thực ra đều là đang chờ đợi bước đi tiếp theo của Thiên Cương. Ngày 15 tháng 5 Tào Vĩnh Quốc vào Bắc Kinh báo cáo công tác, gặp mặt Thủ tướng tiến hành hội đàm trong một thời gian dài. Ngày 20 tháng 5, Đông Y Phó Thị và Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch ký hợp đồng đầu tư. Phó Tiên Tiên là đại biểu pháp nhân, nhà họ Phó chính thức đầu tư 1 tỷ dựng lên căn cứ thuốc Đông Y ở huyện Bảo Mã. Thị trưởng Hạ Tưởng tham dự nghi thức ký kết hợp đồng, phát biểu nói chuyện. Nguồn tài nguyên Đông Y Thiên Trạch phong phú, khí hậu thích hợp với việc gieo trồng nhiều loại thảo dược. Thành phố Thiên Trạch có ý tạo thành cơ sở Đông Y phương Bắc. Ngày 21 tháng 5. Đông Y Phó Thị cử hành nghi thức cắt băng khởi công xây dựng tại huyện Bảo Mã. Thị trưởng Hạ Tưởng tham dự và cắt băng. Phó Tiên Tiên trang phục đẹp đẽ, xinh đẹp rung động lòng người. Ngày 22 tháng 5, Hình Đoan Đài vừa đến nhận chức ở tỉnh Tề gần được một tuần liền vì một chuyện không lớn mà có xích mích nho nhỏ với Khâu Nhân Lễ. Cuối cùng tuy đã giải quyết thương lượng xong xuôi nhưng vẫn khiến cho Khâu Nhân Lễ tức giận. Sau đó mượn cớ là có việc nên quay về Bắc Kinh. Ngày 25 tháng 5 Tưởng Tuyết Tùng trong khi phát biểu tại một hội nghị tọa đàm giới công thương đã nhấn mạnh chỉ ra Bắc Kinh khá xem trọng sự phát triển trong vài năm tới của thành phố Thiên Trạch. Các nhà đầu tư của Bắc Kinh có thể suy nghĩ đến việc khảo sát trước thị trường Thiên Trạch. Thị trường Thiên Trạch Hạ Tưởng là một thị trường trẻ rất có đầu óc. Dưới sự dẫn dắt của hắn thì môi trường đầu tư thành phố Thiên Trạch có sự cải thiện lớn. Sau khi thiện ý và thâm ý của Tưởng Tuyết Tùng truyền đến Thiên Trạch thì không ít người đoán rằng đó là sự kết nối giữa thị trưởng Hạ và Bí Thư Tưởng. Bí Thư Tưởng nghe nói là người mà Tổng Bí Thư rất coi trọng. Nếu không thì mảnh đất Bắc Kinh làm sao lại để cho ông ta làm nhân vật số 1 cơ chứ? Ngày 27 tháng 5, chính là sinh nhật của Hạ Tưởng. Đang lúc Hạ Tưởng ở bên Tào Thù Lê và Liên Nhược Hãm chúc mừng sinh nhật ở trên cao nguyên thì tin tức truyền ra từ Bộ Giao thông. Dưới sự quan tâm của Thứ trưởng Lý Hán Ninh, công trình giai đoạn 3 đường cao tốc Kinh Thiên trở lại làm việc. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây tương đương như là một món quà cho ngày sinh nhật Hạ Tưởng. Tin tức truyền đến thành ủy, Chiến Kính Bằng hồi lâu không nói gì, mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài thì thấy Trần Khiết Văn đang đi cùng với Vũ Thiên người mới nhậm chức thư ký ngồi xe đi ra ngoài. Ông ta nhìn thấy vẻ tươi cười kiêu ngạo cùng với cách ăn mặc trang điểm kỹ càng của Trần Khiết Văn, trong lòng bất giác có cảm giác phiền chán. Lần trước Trần Khiết Văn đề cập đến việc mời Quốc Hàm Thanh ra mặt xử lý mối quan hệ với Bộ Giao thông. Chỉ đưa ra thế thôi chứ không có công văn, nhưng Hạ Tưởng thì chẳng nói gì liền mời luôn chủ nhiệm Diệp ra mặt mời cả Lý Hán Ninh. Chiến Kính Bằng có cách để biết rằng biết Lý Hán Ninh là do ai mời đến. Nhưng Diệp Thạch Sinh lại có mối quan hệ thế nào với Hạ Tưởng đây? Trong lòng ông thấp thỏm, không nói ra lời. Bí thư Trần và thị trưởng Hạ, một người là nhân vật số 1, một người già đời trên chốn quan trường.
quyền lớn trong tay, dục vọng quyền lực rất mạnh. Một người là nhân vật số 2, có năng lực, nhưng cũng có một mặt rất mạnh mẽ và khó có thể nắm bắt được. Hai người không dễ chung sống, nhưng rốt cuộc là nghiêng về bên nào đây? Nếu không phải bởi vì Kim Nhan Chiếu khiến y trong lòng có khúc mắc, y chắc chắn sẽ không chút do dự đứng cùng một chỗ với thị trưởng Hạ. Nhưng đàn ông, đặc biệt là với thân phận và cấp bậc của y, vị hôn thê truyền ra chuyện xấu, mà y còn phải nuốt giận, cũng là uất ức. Chiến Kính Bằng lại nghĩ tới kế hoạch liên hợp tạm thời nén xuống, trong lòng lay động bất định là nên ủng hộ hay phản đối đây. Sinh nhật của Hạ Tưởng cũng coi như náo nhiệt, tuy chỉ có hai người đẹp Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm ở bên nhưng nhận được rất nhiều tin nhắn. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cũng không biết là có thực sự tin tưởng hắn hay không hay là cố ý ra vẻ rộng lượng. Dù sao thì với những tin nhắn không ngớt của hắn thì cũng đều coi như không nhìn thấy. Cũng là Hạ Đông và Liên Hạ thừa dịp Hạ Tưởng không chú ý, vụng trộm cầm điện thoại di động của hắn đi. Vừa lúc đó thì tiếng tin nhắn vang lên, Liên Hạ liền thấy được, nó đã biết đọc nên liền đọc lớn lên. Bây giờ không tận hưởng hết niềm vui thì tương tư ngày sau còn có ích gì đây? Âm thanh non nớt vang lên rất có hương vị, may thay Liên Hạ còn nhỏ, không biết ngắt câu nên đọc ngắt quãng. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều nghe được nhưng có vẻ nghe không hiểu lắm. Hạ Tưởng thiếu chút nữa thì toát cả mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mấy mỹ nữ Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc, Vệ Tân, Phó Tiên Tiên. Tiếu Giai vẫn chưa gửi, cô ấy là tự giác nhất, chưa bao giờ chủ động quấy rầy cuộc sống của Hạ Tưởng. Thậm chí hắn còn nhận được cả tin nhắn của Hoa Nhài Vàng, Bạc, Vương Sắc Phi, Lý Thấm, Tùng Phong Nhi. Những người nên mờ ám thì đã mờ ám rồi, còn ai sẽ nói câu đó với hắn nữa chứ? Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, Liên Hạ không chịu mà còn muốn cướp lại, Liên Nhược Hạm liền lên tiếng. Con à, đừng có xem thư của người khác, con phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác chứ. Ba không phải là người khác, là ba mà. Liên Hạ thở phì phì trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Ba không cho con nghịch điện thoại, con không chơi với ba nữa. Hạ Tưởng có thể không có thời gian để ý đến lòng dạ hẹp hòi của Liên Hạ. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Dương Bối. Không khỏi lắc đầu cười. Trong lúc vô ý, Dương Bối đã như một đóa hoa trong cuộc đời của hắn, phiêu du đến nơi chân trời không tên, có cố cũng không nhớ ra. Cũng may, Tào Thù Lê cũng giả đò hỏi một câu thì Liên Nhược Hạ mới không để ý đến bí mật trong máy điện thoại của Hạ Tưởng nữa, mà còn nói với Tào Thù Lê đàn ông là không quản được. Đừng có để ý đến họ nhiều quá không bọn họ lại đắc ý. Sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, Hạ Tưởng về tới phòng làm việc của thị trưởng, vừa muốn xử lý công việc trong tay thì liền nghe được một thông tin kinh ngạc. Vì kế hoạch liên hợp sắt thép mà Lý Đinh Sơn đã xảy ra chuyện rồi. Lại còn là chuyện lớn. Chương 1007, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lý Đinh Sơn chính là bởi vì có sự tranh chấp với bí thư thành ủy Ngưu Chí Cường, chọc giận Ngưu Chí Cường. Cuối cùng trở mặt với Ngưu Chí Cường. Thường thì, chuyện bí thư và thị trưởng trở mặt với nhau là rất bình thường nhưng có lẽ là mâu thuẫn giữa Ngưu Chí Cường và Lý Đinh Sơn tồn tại đã lâu, cũng có lẽ là do Ngưu Chí Cường tự cao cho rằng mình có hậu đài vững chắc nên không coi Lý Đinh Sơn ra gì. Không ngờ lại đưa ra kiến nghị với tỉnh ủy rằng có sự bất hòa với đồng chí Lý Đinh Sơn nên xin điều chỉnh công tác của đồng chí Lý Đinh Sơn. Bí thư và thị trưởng bất hòa là hiện tượng không còn xa lạ gì. Các nơi khác, thành phố khác cũng thế, nhưng có điều là mâu thuẫn lớn hay nhỏ mà thôi. Về cơ bản thì thị trường đều bị bí thư kiềm chế. Cũng cá biệt có thị trường cứng rắn, hậu đài vững chắc, thủ đoạn mạnh mẽ cao siêu thì có thể cùng nắc ninh hàng với bí thư. Giữa bí thư và thị trường có mâu thuẫn, phù hợp với chính sách cân bằng của cấp trên. Bí thư và thị trường bước đi mà hoàn toàn nhất trí thì ở tỉnh mới cảm thấy càng lo lắng không yên. Đương nhiên cũng không thiếu trường hợp mâu thuẫn không thể điều hòa được. Xuất hiện tình huống như thế này, nếu như hai người ai cũng không chịu nhượng bộ thì tất nhiên phải điều đi một người. Thông thường thì thị trưởng sẽ bị điều đi, để thể hiện sự tồn tại của cái gọi là sự uy nghiêm của bí thư nhân vật số 1. Thành ủy Thủy Hằng đưa ra việc thị trưởng và bí thư bất hòa hơn nữa lại đến mức không thể điều hòa được. Nếu như nói là vì suy nghĩ lãnh đạo không giống nhau thì còn dễ. Nhưng lại là vì kế hoạch liên hợp tài nguyên gang thép mà lại trở nên ầm ĩ, không hòa giải nổi thì rõ ràng là đã nói xấu Tống Chiêu Độ rồi. Huống hồ mối quan hệ giữa Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu Độ thì có ai mà không rõ. Ngưu Chí Cường hơi quá đáng rồi. Khinh người quá đáng. Tống Chiêu Độ giận tím mặt.
Tại hội nghị công việc bí thư, mạnh mẽ yêu cầu điều chuyển đồng chí Ngưu Chí Cường nhưng lại bị Mai Thái Bình phản đối, Phạm Duệ Hằng cũng không gật đầu. Mã Tiêu cũng phụ họa theo ý của Mai Thái Bình. Hội nghị công việc bí thư không đạt được nhận thức chung. Cái này còn chưa tính. Sau đó, Thành ủy Thủy Hằng đưa ra thông tin rằng Lý Đinh Sơn tham ô nhận hối lộ 1.200.000 tệ. Còn bao gái nữa, tác phong sinh thối nát, v.v. Nói là những tin đồn nhưng lại được đồn ra vô cùng sinh động như thật. Còn có cái tin ủy ban kỷ luật đã chính thức lập án điều tra, phải xử lý Đinh Sơn theo pháp luật. Hạ Tưởng nổi giận. Cách đối nhân xử thế của Lý Đinh Sơn hắn rất hiểu. Chuyện tham ô nhận hối lộ và bao gái là chuyện không thể xảy ra được. Nếu nói là sự đấu tranh chính trị bình thường thì còn dễ nói, hắn không muốn chen tay vào. Bây giờ Ngưu Chí Cường không xuất chiêu theo lý lẽ thông thường mà dùng thủ đoạn bỉ ổi nói xấu Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn là ai? Là một trong những người mà Hạ Tưởng hết sức kính trọng. Hắn liền giận tím mặt quyết định ra tay với Ngưu Chí Cường. Lâu lắm không có ý nghĩ ra tay phủ định một người rồi. Ngưu Chí Cường rốt cục đã dùng cái vô sỉ của mình để châm ngòi chiến tranh nơi Hạ Tưởng. Hơn nữa còn có một điều, sự tranh chấp giữa Ngưu Chí Cường và Lý Đinh Sơn có ý nghĩa tượng trưng trọng đại. Lúc kế hoạch lớn liên hợp tài nguyên gang thép đang đón chờ một bước đột phá mấu chốt, thì hành động này của Ngưu Chí Cường, chính là muốn mượn thời cơ để điều Lý Đinh Sơn đi, ngăn cản kế hoạch lớn liên hợp, lại nói xấu Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ chính diện mà nói thì tạm thời không làm gì được Ngưu Chí Cường. Hạ Tưởng sẽ không tiếc âm thầm xuống tay. Nói thế nào thì cũng phải một cú đá bay hòn đá vướng chân này bất kể đằng sau anh ta có là ai. Vừa lúc Vương Sắc Phi khảo sát thị trường ở thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng liền hẹn Vương Sắc Phi gặp mặt. Vương Sắc Phi dung nhan không thay đổi. Cô mặc một bộ váy dài màu tía ôm sát người càng thể hiện sự thành thục thướt tha quyến rũ. Mái tóc uốn lọn như áng mây vậy. Nói một cách công bằng, Vương Sắc Phi là một người phụ nữ rất hiểu về trang điểm và rất biết khoe ưu thế của mình. Cái váy dài của cô đã khoe cơ thể của cô một cách đầy đủ. Khi đi thì gió tung bay, thật thướt tha yêu kiều. Hạ Tưởng mời Vương Sắc Phi uống trà. Họ tùy ý tìm một quán trà. Quán trà có tên là Tùng Phong. Bên trong phong cách trang hoàng cũng giống như rừng cây tùng vậy. Vừa vào đến cửa đã có cảm giác mát mẻ như cơn gió rừng vậy. Cũng rất là lý thú. Tìm một chỗ ngồi xuống, Hạ Tưởng việc đầu tiên là hỏi cảm nhận của Vương Sắc Phi về thành phố Thiên Trạch như thế nào. Vương Sắc Phi nét mặt cảm kích, nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt tóc, ý cười duyên dáng nói. Thảo nguyên Thiên Trạch thật là tuyệt đẹp, khiến bước chân người ta không muốn về. Sau khi xây dựng xong Hoa Hải Nguyên, tôi cũng muốn có một căn nhà, mỗi năm nghỉ hè sẽ ở đó một tháng, nghỉ hè thư giãn. Cô lại nhẹ nhàng cắn môi, mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Hơn nữa, thành phố Thiên Trạch có thị trường Hạ ở thì cũng đáng để đến thường xuyên. Hạ Tưởng đã quen với cử chỉ của Vương Sắc Phi, nụ cười nhăn mày của cô rất là có ý trêu chọc khiêu khích. Nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là sự quyến rũ mà thôi. Cái tư thế mê người đó hoàn toàn đều là những cử chỉ không tính toán. Cũng giống như rượu không say người mà là người tự say vậy. Ai ngây thơ thì người đó nhận thua rồi. Hạ Tưởng cười rồi nói. Tôi sẽ bảo người ta để riêng cho cô một căn hộ. Cô cứ chọn vị trí tốt đi rồi nói với tôi một tiếng là được rồi. Vậy được rồi, rất cảm ơn thị trưởng Hạ. Vương Sắc Phi cũng hơn 30 tuổi rồi, nhưng lúc cô ngạc nhiên thì thẹn thùng và quyến rũ như một thiếu nữ vậy. Vừa lúc đó Bồi Bàn bước vào đưa nước, tự nhiên bị cô làm cho mê mệt thất thần. Vương Sắc Phi có tên là Đóa Hoa Giao Thiệp, đúng thật là danh bất hư truyền. Một hồi sau thì họ nói đến chuyện chính. Bí thư Thành ủy thành phố Thủy Hằng Ngưu Chí Cường, Sắc Phi có quen không? Hạ Tưởng đột ngột hỏi một câu. Chẳng những quen mà là rất quen. Anh ta là khách quen của Cửu Hào Công Quán. Vương Sắc Phi là người thông minh, vừa chớp mắt là đã nhận thức ra được điều gì rồi. Anh ta làm thị trưởng Hạ không vui. Rất không vui. Hạ Tưởng muốn phó thác chuyện lớn cho Vương Sắc Phi thì có một số chuyện không thể giấu cô ta. Hơn nữa thông qua sự giao thiệp qua lại, hắn cũng biết Vương Sắc Phi tuy rằng là gái hồng lâu nhưng nhân phẩm rất đáng tin cậy. Điều mấu chốt là chỉ cần có lợi ích chung. Lý Đinh Sơn, thị trưởng Lý là người mà tôi rất kính trọng. Vương Sắc Phi lập tức liền hiểu ra điều gì. Thành phố Thủy Hằng ở bên cạnh thành phố Lang. Sóng gió chính trị của thành phố Thủy Hằng cô cũng có nghe nói. Nhưng dù sao chuyện không liên quan mình, nên vẫn chưa thực sự nhập tâm.
Bây giờ Hạ Tưởng nói thì cô liền biết dụng ý của Hạ Tưởng. Những khách hàng lui tới Cửu Hào Công Quán, không giàu sang thì cũng phú quý. Bởi vậy Cửu Hào Công Quán chính là nơi tập hợp những người quyền quý, cũng là căn cứ mà cô ta dựa vào để có được sự kết giao quyền quý và thành tựu vốn có hiện tại, vì thế nên khó tránh sẽ nhìn thấy một số thứ không hay ho lắm. Nói trắng ra thì rất nhiều bí mật đời tư của những người quyền cao chức trọng đều nằm trong tay cô. Nhưng nắm trong tay không có nghĩa là dám lôi ra để uy hiếp người khác. Làm không tốt thì sẽ hại chết chính mình. Dù sao thì cô cũng chỉ là một thương nhân chứ không phải là quan lớn. Bí ẩn riêng tư của Ngưu Chí Cường cũng có người làm quan nào mà lại không có chuyện gì mờ ám chứ, nhưng giao cho thị trưởng Hạ thì thị trưởng Hạ có thể lật đổ Ngưu Chí Cường. Như thế thì cô đã đắc tội lớn với Ngưu Chí Cường cùng với thế lực bên cạnh gã ta. Như thế thì sau này chỉ có thể đi theo một con đường là theo thị trưởng Hạ. Nếu không thì có khả năng sẽ bị người khác hãm hại đến chết. Vương Sắc Phi do dự. Hạ Tưởng rất hiểu chỗ băn khoăn của Vương Sắc Phi. Hắn khẽ mỉm cười. Sắc Phi, không sợ nói cho cô biết trước. Dự án thành mới Kinh Bắc sắp thu hút 7 tỷ đầu tư từ tập đoàn Đạt Thành đấy. Vương Sắc Phi tim đập loạn nhịp. Cô đến thành phố Thiên Trạch vài ngày, ngoài trừ bị thảo nguyên xinh đẹp hấp dẫn ra thì cô vẫn chưa tìm được một điểm thâm nhập để đầu tư. Thực ra cô cũng có ý đầu tư bất động sản nhưng không đủ niềm tin. Tập đoàn Đạt Tài nếu như đầu tư vào dự án Kinh Bắc Tân Thành 7 tỷ thì đất của Kinh Bắc Tân Thành sẽ tăng giá trị gấp mấy lần. Hiện tại bỏ ra 200 triệu mua đất về, tin tức tập đoàn Đạt Tài đầu tư đưa ra thì sẽ tăng giá trị, biến thành trên 1 tỷ. Một lễ vật vô cùng cao quý. Vương Sắc Phi không động lòng mới là lạ. Chẳng lẽ thật sự phải cùng thị trưởng Hạ trên một con thuyền? Vương Sắc Phi nhìn vẻ mặt anh tuấn và đầy tinh thần phấn chấn của Hạ Tưởng cùng với ánh mắt kiên định của hắn bỗng hạ quyết tâm. Bởi vì cô lại nghĩ tới thủ đoạn của thị trưởng Hạ ở thành phố Lang đối phó Nga Ni Trần và Cổ Hướng Quốc. Cô biết rằng thị trưởng Hạ nhận định sự việc thì nhất định đạt được mục đích. Bây giờ hắn ta chọn cô làm bạn cùng hợp tác, cô không đồng ý thì thị trưởng Hạ tất sẽ đối phó với cô. Nhưng hắn vẫn có thể đạt được mục đích, nhưng như thế thì cô đã để lỡ mất một cơ hội tốt đẹp trở thành bạn tốt đẹp của thị trưởng Hạ. Đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp thì sẽ có càng nhiều hormone tiết ra. Phụ nữ cũng thế, khi nhìn thấy đàn ông anh tuấn và có năng lực thì cũng sẽ có mặt nào đó không lý trí. Hơn nữa Vương Sắc Phi luôn có sự ngưỡng mộ và kính sợ đối với Hạ Tưởng. Từ góc độ tâm lý và sinh lý, thì có sự phục tùng mù quáng từ hai bên. Vậy thì về sau tôi có bị người khác ức hiếp, thì thị trưởng Hạ cũng không thể bỏ mặc tôi. Tôi về sau chỉ có thể theo sát bước chân của anh thôi. Nếu như anh mà không cần tôi thì tôi cũng không còn đất để khóc nữa. Vương Sắc Phi tuy là giọng điệu nũng nịu nhưng trên thực tế cũng có một ý nghĩa, chính là muốn Hạ Tưởng đưa ra một lời hứa hẹn. Lần trước sau khi Tiêu Ngũ bị người đụng làm bị thương, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hạ Tưởng lấy Tiêu Ngũ ra làm ví dụ. Những người ở bên cạnh tôi, chỉ cần trong khả năng của tôi thì không ai có thể động vào. Vương Sắc Phi còn lo lắng, lại hỏi thêm một câu. Vậy tôi có được coi là người bên cạnh anh không? Hành động quyết định lập trường. Hạ Tưởng uống một ngụm trà. Bình thường tôi thích nhất là trà Thiết Quan Âm. Không ngờ Thiết Quan Âm của một quán trà nhỏ cũng có hương vị như vậy. Tôi còn có Thiết Quan Âm vô cùng hảo hạng, 3 ngày sau sẽ mang đến cho anh. Vương Sắc Phi lập tức hiểu ra. Thiết Quan Âm là trà, nhưng trong lời nói của Hạ Tưởng và Vương Sắc Phi thì lại không phải là trà mà là một ám chỉ khác. 3 ngày sau, Hạ Tưởng nhận được Thiết Quan Âm mà Vương Sắc Phi tự mình đưa tới, mở ra thì bên trong có trà. Ngoài trà ra thì còn có một tập tài liệu rất dày. Tập tài liệu rất xác thực tỉ mỉ, Hạ Tưởng trong lòng kết luận Vương Sắc Phi quả nhiên lợi hại. Bên ngoài quyến rũ động lòng người nhưng thực sự cũng là người có tâm kế. Ngưu Chí Cường, chạy đâu cho thoát. Vì Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng yên lặng một hồi lâu, thời gian dài rốt cục tung ra sát chiêu Lý Đinh Sơn là người dẫn đường hắn trên quan trường. Hắn tuy không có năng lực để biến con đường làm quan của Lý Đinh Sơn rộng mở hơn, nhưng lại có năng lực dọn sạch chướng ngại vật trên đường cho ông ta. Ngay khi Hạ Tưởng chuẩn bị kế hoạch tiếp theo thì tin tức ở tỉnh lại lần nữa nổi lên, Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được tài liệu tố cáo Lý Đinh Sơn và đang nghiên cứu tính chân thực của tài liệu. Còn tại hội nghị công việc bí thư, Mai Thái Bình đề nghị cho Lý Đinh Sơn rời khỏi thành phố Thủy Hằng trước đã, như thế cũng xoa dịu mâu thuẫn đã trở nên gay gắt ở thành phố Thủy Hằng. Tống Chiêu Độ kiên quyết không đồng ý, bởi vì Lý Đinh Sơn bây giờ mà đi thì chẳng khác nào cam chịu tài liệu tố cáo là thật.
trước khi tìm ra chân tướng sự việc thì tuyệt đối không thể đáp ứng điều đó được. Tuy nhiên ở sự kiện mâu thuẫn giữa bí thư và thị trưởng thành phố Thủy Hằng, Phạm Duệ Hằng và Mã Tiêu đều ủng hộ điều chỉnh Lý Đinh Sơn, còn Tống Chiêu Độ kiên quyết phản đối. Chỉ có thể đệ trình lên hội nghị thường vụ biểu quyết mà thôi. Tình thế vô cùng cấp bách. Chương 1008, thủ đoạn lôi đình. Hội nghị họp bàn công việc bí thư cuối cùng cũng không đạt được sự nhất trí. Phạm Duệ Hằng vỗ bàn tại chỗ, đệ trình lên hội nghị thường vụ tiến hành biểu quyết. Bí thư vẫn thái độ mặc nhận, phó bí thư và trưởng ban tổ chức cán bộ đều có khuynh hướng muốn điều chỉnh Lý Đinh Sơn. Chỉ cần đệ trình lên hội nghị thường vụ, Tống Chiêu Độ nhất định thất bại. Chủ tịch tỉnh Tống mặc dù ra sức ủng hộ Lý Đinh Sơn, cũng không thể bất chấp nguy hiểm để thất bại ở hội nghị thường vụ. Bởi nếu có thất bại lớn ở hội nghị thường vụ, sẽ là sự đả kích về uy quyền lớn đối với gã. Nhất là bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng của việc đẩy mạnh việc chỉnh hợp tài nguyên sắt thép trong toàn bộ tỉnh. Tình thế rất ác liệt. Thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng còn không kịp gọi một cuộc điện thoại quan trọng, liền nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Tiểu Hạ, giọng nói của Lý Đinh Sơn rất trầm mặc, vừa nghe có thể đoán được tâm tình của y rất uể oải. Tôi tự vấn cả đời không tham không lam, làm ngay đứng thẳng, luôn duy trì sự văn nhân khí khái mà người khác nhìn vào đều cho rằng rất nực cười, cậu nói xem, tại sao có người lại cứ muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi? Chẳng qua chỉ là ý kiến chính trị bất đồng, chẳng qua là ý kiến bất đồng, lẽ nào đến mức phải anh sống tôi chết như vậy không? Chất vấn của Lý Đinh Sơn cũng khiến trong lòng Hạ Tưởng khó chịu. Những người trong chốn quan trường, có người lòng dạ bao la, có thể tha thứ cho những cộng sự có ý kiến bất đồng. Có người lại tâm địa hẹp hòi, tính toán chi li, một chút chuyện nhỏ cũng canh cánh trong lòng, chờ thời cơ trả thù. Càng là những người có ước vọng quyền lực, lại càng không thể dễ dàng tha thứ cho một chút ý kiến bất đồng của người khác. Với những người lãnh đạo càng cao, cho tới một quan chức nhỏ nhoi, đều có thói quen tự cho mình là lớn. Bất luận Lưu Chí Cường lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn căn cứ vào ý đồ chính trị, lão muốn rời Lý Đinh Sơn đi, liền chạm đến điểm mấu chốt của Hạ Tưởng. Thị trưởng Lý, chốn quan trường là như vậy, cuộc sống cũng như vậy, mỗi người có tính cách và nguyên tắc riêng, nhưng trong mắt người khác, có người lại cho là làm bộ, cho rằng tự thanh cao. Mọi người cũng có những sự theo đuổi khác nhau, ông cũng không nên tính toán quá nhiều với người khác. Hạ Tưởng rõ ràng biết những lời hắn nói cũng bằng không nói, Lý Đinh Sơn trong lòng buồn bực, khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Tôi cũng không rõ. Lý Đinh Sơn đột nhiên nói lớn. Tiểu Hạ, tôi thật sự không rõ. Ngưu Chí Cường tham ô nhận hối lộ, bao bọc tình nhân, là sự thật mà ai cũng biết, lão ngược lại vu oan cho tôi, lão dựa vào cái gì chứ? Tôi ở thành phố Thủy Hằng không mong công lao, chỉ mong không thất bại, làm việc gì cũng nhường nhịn. Thành phố Thủy Hằng bị hắn biến thành chướng khí mù mịt, kinh tế lúc nào cũng rối loạn, tôi cũng bị liên lụy theo, mang tiếng là một thị trưởng vô dụng, lão còn muốn thế nào nữa? Không rời tôi đi, không dìm tôi chết thì không được sao? Hạ Tưởng quen biết với Lý Đinh Sơn cũng gần 10 năm, lần đầu tiên nghe Lý Đinh Sơn đau khổ thốt lên như vậy, lòng hắn cũng đau xót. Quả thật rất đau, tình cảm đối với Lý Đinh Sơn, người khác không thể lý giải được. Không những chỉ vì Lý Đinh Sơn là người dẫn đường đời này của hắn, mà còn vì thất bại thảm hại đời trước của Lý Đinh Sơn để lại cho hắn sự nuối tiếc sâu sắc. Tình cảm phức tạp của hắn đối với Lý Đinh Sơn, không phải người ngoài có thể nói được. Hạ Tưởng thở dài. Thị trưởng Lý, tôi sẽ giúp ông đòi lại công bằng. Không, không cần đâu Hạ Tưởng, tôi biết cậu có bản lĩnh, cũng có thủ đoạn. Bỗng nhiên Lý Đinh Sơn cười lạnh. Ngáng chân sau lưng tôi cũng biết, nhưng tôi khinh thường cách làm như vậy, sao lại hiểu biết giống như những kẻ tiểu nhân trong chốn quan trường được chứ? Cùng lắm thì từ chức không làm nữa, hay là tôi cứ làm nghề phóng viên của mình thôi. Sau khi kinh doanh kiếp trước của Lý Đinh Sơn thất bại, liền quay lại Bắc Kinh. Làm một biên tập bình thường trong tòa soạn, buồn bực vô cùng. Kiếp này, Hạ Tưởng thay đổi chính vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh của nhiều người, cũng phải cố gắng thay đổi vận mệnh của Lý Đinh Sơn đến cùng. Những việc trong chốn quan trường, không thể đáng cuộc nổi, Hạ Tưởng lại kiên nhẫn an ủi khuyên giải Lý Đinh Sơn vài câu. Đối với sự xúc động của Lý Đinh Sơn, cái hắn cảm nhận được không phải Lý Đinh Sơn không thuận theo quy tắc quan trường, mà cảm thấy chua xót, sự phẫn nộ trong lòng lại tăng lên.
căm hận Ngưu Chí Cường lên đến cực điểm. Tư liệu Vương Sắc Phi trình cho hắn, chỉ cần mấy điều trong đó cũng khiến Ngưu Chí Cường thân bại danh liệt. Một người thân đầy dơ bẩn như vậy, còn muốn đổi trắng thay đen nói xấu Lý Đinh Sơn, thật sự rất vô sỉ. Hạ Tưởng ý thức được sự cấp bách bây giờ, ở tỉnh có lẽ đã mời họp hội nghị thường vụ. Đợi sau khi hội nghị thường vụ thông qua rồi, Hoàng Hoa Thái cũng chịu. Hắn vội vàng cúp điện thoại của Lý Đinh Sơn, gọi thẳng cho Phó Tiên Phong. Từ sau khi Phó Tiên Phong thất bại ở thành phố Yến, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng chủ động gọi điện cho lão. Chúc mừng chủ nhiệm Phó. Trước tiên Hạ Tưởng khách khí chúc mừng Phó Tiên Phong. Nhưng chủ nhiệm Phó vừa mới lên chức, ngọn lửa đầu tiên lại đốt lên ở Thiên Trạch, dường như rất có thành kiến với Thiên Trạch. Giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng không cần khách sáo, qua lại cũng không phải một hai ngày, lão cười ha hả. Thị trưởng Hạ, cậu biết tôi nhắm vào ai, cũng đừng lấy đó mà nói chuyện nữa. Cậu cứu Tiên Tiên, tôi nợ cậu một ân tình, lại quan tâm đến vụ thuốc đông y, tôi lại nợ cậu thêm một ân tình. Có lời gì nói thẳng, giữa tôi và cậu cũng không phải bạn bè, nhưng tôi là người ân oán phân minh, không đến mức vô lại. Được, vậy tôi nói thẳng. Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong cũng là người khéo léo, không hàm hồ không chối bỏ, cũng nói thẳng. Chuyện Lý Đinh Sơn có lẽ ông cũng nghe nói, Lý Đinh Sơn là vị tiền bối tôi kính trọng nhất, tình hình của ông ấy ở thành phố Thủy Hằng không được tốt lắm. Việc này tôi cũng nghe nói, ý của cậu là muốn rời Ngưu Chí Cường đi phải không? Tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, Ngưu Chí Cường là người Mai Thái Bình đề bạt. Hạ Tưởng hơi giật mình, chẳng trách Mai Thái Bình lại dốc sức bảo vệ Mai Thái Bình, hóa ra còn có mối quan hệ như thế này mà hắn không hề hay biết. Không phải chuyển đi, mà là hủy chức. Hạ Tưởng quyết đoán nói. Y đã làm những chuyện không nên làm, tự mình chuốc lấy, không thể trách tôi ác độc tàn nhẫn được. Với Phó Tiên Phong thì không cần khách sáo, mặc dù Phó Tiên Phong là đối thủ của hắn. Nhưng lại là tiểu nhân thật, dễ nói chuyện hơn những ngụy quân tử nhiều. Phó Tiên Phong kinh ngạc. Tài liệu có đủ sức thuyết phục không? Trong sự kinh ngạc gã cũng nhớ lại những chiêu thức của Hạ Tưởng trước kia, biết Hạ Tưởng rất lợi hại và còn có những độc chiêu, liền âm thầm xót xa thay cho Ngưu Chí Cường. Đáng tiếc lại thêm một vật hy sinh, gây với ai cũng được, sao lại đi đụng vào Hạ Tưởng? Hạ Tưởng là một nhân vật khó chơi hơn cả chủ tịch tỉnh. Đủ. Hạ Tưởng trả lời cũng rất ít lời nhiều ý, đối với Phó Tiên Phong không cần nói nhiều, ngầm chơi xấu sau lưng người khác, Phó Tiên Phong là người lõi nghề. Được, tôi sẽ giúp cậu một lần, nhưng cũng phải nói rõ ràng trước, xem như trả cho cậu một món nợ ân tình. Với những chuyện khiến nhà họ Mai phải chịu thiệt thòi, Phó Tiên Phong đương nhiên không chịu bỏ qua, huống hồ lại là thuận nước đẩy thuyền. Cậu nói phải làm thế nào đi? Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng vội vàng gọi điện thoại cho Lý Ngôn Hoàng, không có người nghe máy. Lại gọi cho Tống Chiêu Độ, cũng không gọi được, hỏng rồi, lẽ nào đã họp hội nghị thường vụ rồi. Hạ Tưởng vô cùng lo lắng, nếu chậm một bước, sau khi hội nghị thường vụ thông qua rồi, sẽ rất khó sửa đổi. Làm sao bây giờ, hắn liền gọi điện thoại cho Ngô Tài Giang. Tỉnh Ninh, Ngô Tài Giang đang mở một cuộc họp rất quan trọng. Điện thoại vừa vang lên, y vốn dĩ không muốn nghe, nhưng nghĩ lại không đúng, không phải số điện thoại gã cho bên ngoài biết, là số điện thoại riêng của gã. Số điện thoại riêng của gã, chỉ có không đến 20 người biết. Trừ phi có chuyện quan trọng, thì sẽ không có ai gọi đến. Trong lòng gã cả kinh, vội vàng tạm dừng hội nghị, bước ra khỏi phòng họp, vừa nhìn số báo là Hạ Tưởng. Có chuyện gì vậy, Hạ Tưởng, gấp như vậy? Ngô Tài Giang biết Hạ Tưởng có việc mới tìm đến gã, đã gọi đến số di động rồi, chắc chắn có chuyện lớn. Chú ba, mong chú giúp một chuyện. Lần đầu tiên, Hạ Tưởng mở miệng cầu viện Ngô Tài Giang. Tào Vĩnh Quốc đang dự hội nghị thường vụ, bình thường trong tình huống này lão không nghe điện thoại, nhưng bí thư lại cứ cố chấp đem điện thoại đến cho lão. Lão hơi tức giận, xua tay nói. Điện thoại của ai cũng không nghe, chuyện quan trọng thế nào, cũng chờ sau họp rồi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thư ký từ trước đến nay đều rất nghe lời, nhưng thái độ hôm nay lại rất khác thường, cứ đưa điện thoại đến, nhỏ giọng nói. Là thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng là ai, có ai mà không biết, việc có quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng việc của thị trưởng Hạ. Tào Quốc Vĩnh sửng sốt, đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Sao vậy tiểu Hạ,
Tôi đang họp. Ba, có chuyện, ba phải giúp con. Trong phòng họp ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yên, 13 vị ủy viên thường vụ có mặt đầy đủ, không thiếu một ai, đang bàn bạc về chuyện không đoàn kết bộ máy của thành phố Thủy Hằng. Trước tiên bàn về tác phong sinh hoạt và tác phong kinh tế của đồng chí Lý Đinh Sơn, Ngôn Hoàng, tài liệu tố cáo mà ủy ban kỷ luật thu được, có tiến hành xác minh chưa? Không khí trang trọng, sắc mặt ai cũng nghiêm túc, không khí thoải mái bình thường không còn, thay vào đó là bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng. Phạm Duệ Hằng ít nhiều cũng để lại cho Tống Chiêu Độ một chút mặt mũi. Gã cũng buồn bực Tống Chiêu Độ biết rõ khả năng thắng không lớn, còn cố chấp đệ trình lên hội nghị thường vụ, là một vị chủ tịch tỉnh thật quá mất mặt. Gã thật ra cũng không muốn gây mâu thuẫn quá lớn với Tống Chiêu Độ, không nhất thiết làm vậy. Tỉnh Yên quá gần Bắc Kinh, hắt xì một cái, phía Bắc Kinh cũng đã nghe thấy rõ ràng. Nhưng Tống Chiêu Độ lại bám giết không buông, khiến lão cũng bực mình. Rõ ràng không biết đạo lý, ngoan cố, những chuyện chính trị, là đánh cược có thể đánh thắng được sao? Lão liền định đánh một đòn phủ đầu đối với Tống Chiêu Độ, cũng hy vọng Tống Chiêu Độ thấy khó mà rút lui, tự mình rút lui, tìm một lý do nào đó để thối lui sự việc. Vì vậy vừa mới bắt đầu lão đã nhắc đến việc Lý Đinh Sơn bị người ta tố cáo, nếu Lý Ngôn Hoàng trả lời khẳng định, thì tiếp theo không cần thảo luận nữa. Theo lý nếu một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật muốn điều tra một thị trưởng, tất nhiên phải báo trước với bí thư, chủ tịch tỉnh, nhân vật thứ nhất thứ hai đều gật đầu rồi, mới tiến hành được. Nhưng Lý Ngôn Hoàng ở tỉnh Yên rất có ý độc lập, quan hệ giữa gã và bí thư, chủ tịch tỉnh đều không thân cận. Lại thêm chuyện của Lý Đinh Sơn khá đặc biệt, vừa gây mâu thuẫn náo loạn với bí thư thành ủy lại vừa bị người khác tố cáo, trên thực tế điều chỉnh công tác của Lý Đinh Sơn có vẻ quan trọng hơn việc điều tra kinh tế của y. Là lấy nòng cốt việc Lý Đinh Sơn liệu có vấn đề về kinh tế hay không, thời gian quá gấp gáp, phía ủy ban kỷ luật cũng không có tin tức gì. Lý Ngôn Hoàng đang cúi đầu xem văn kiện, nghe Phạm Duệ Hằng hỏi, liền từ từ ngẩng đầu lên. Gã là một người khá bình tĩnh, mọi người đều rất nóng lòng rồi, bởi vì một câu nói của gã có thể quyết định tiền đồ của Lý Đinh Sơn. Sau khi ủy ban kỷ luật nhận được đơn tố cáo, trước tiên đã tiến hành điều tra lấy chứng cứ theo trình tự, kết quả phát hiện. Lý Ngôn Hoàng ngập ngừng một lát, ánh mắt khẽ lướt qua Tống Chiêu Độ. Trong nháy mắt Tống Chiêu Độ nín thở. Chương 1009, dự tính và hành động. Tạm thời không phát hiện Lý Đinh Sơn có vấn đề gì về mặt kinh tế, còn về tố cáo nuôi tình nhân, lại càng không thật. Lý Ngôn Hoàng ném tài liệu báo cáo lên bàn, dường như rất tức giận. Hoàn toàn là một tố cáo bịa đặt, người tố cáo, dụng tâm nguy hiểm, không loại trừ khả năng trả đũa về mặt chính trị. Ồ! Hội nghị thường vụ chợt ồn ào. Lời nói của Lý Ngôn Hoàng rất quan trọng, trực tiếp ám chỉ Ngưu Chí Cường cố tình bịa đặt hãm hại Lý Đinh Sơn. Sắc mặt Phạm Duệ Hằng cực kỳ khó coi. Nhưng Phạm Duệ Hằng chỉ sắc mặt khó coi mà thôi, vẫn còn có thể duy trì được bình tĩnh, còn Mai Thái Bình lại rất phẫn nộ. Chủ nhiệm Lý, ông cũng là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, nếu tài liệu tố cáo Lý Đinh Sơn là không có thực, thì có thể trả lại sự trong sạch cho Lý Đinh Sơn. Chứ không cần nói bóng gió gì, quá thừa thãi. Mai Thái Bình ở tỉnh Yên hành động độc lập, còn Lý Ngôn Hoàng cũng tự làm những gì mình thích, hai người cũng có điểm tương đồng, nhưng cũng có những điểm bất đồng. Mai Thái Bình dám nói dám làm, Lý Ngôn Hoàng lại bình tĩnh âm thầm, không vội vàng hấp tấp. Lý Ngôn Hoàng liền nhẹ nhàng lắc đầu, xua tay cười. Phó Bí Thư Mai không cần nóng nảy, tôi chỉ suy luận theo những gì có thật. Nghi ngờ có đối thủ chính trị tìm cách trả đũa đồng chí Lý Đinh Sơn. Cũng giống như những gì ông vừa nói, tôi là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, tôi hẳn là hiểu rõ công việc của Ủy ban Kỷ luật hơn ông, cũng hiểu rõ hơn về những thủ đoạn sau lưng. Mai Thái Bình bị nghẹn lời, suýt chút nữa không nói được gì, tuy nhiên lão cũng có cá tính, lại cười ha hả. Chủ nhiệm Lý nói cũng đúng, tôi không nói nữa cũng lạc đề, tiếp tục thảo luận vấn đề điều chuyển công tác đồng chí Lý Đinh Sơn. Cũng gần như nhà họ Mai và nhà họ Ngô đã nhẹ nhàng xuất một chiêu, không phân thắng bại. Tôi vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình, phải điều chuyển công tác của đồng chí Ngưu Chí Cường, đồng chí Lý Đinh Sơn tiếp tục ở lại thành phố Thủy Hằng. Tống Chiêu Độ phát biểu ý kiến, lão rất có ấn tượng với lời phát biểu kiên trì nguyên tắc của Lý Ngôn Hoàng, thầm liếc nhìn Lý Ngôn Hoàng với vẻ cảm kích. Lý Ngôn Hoàng lại làm như không thấy, cúi đầu xem văn kiện. Tôi đề nghị điều chuyển công tác đồng chí Lý Đinh Sơn, có thể điều chuyển đến làm việc ở Cục Thuế tỉnh.
Mai Thái Bình cũng biết mối quan hệ giữa Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng, ít nhiều cũng có chút nể mặt. Cục thuế tỉnh là một cơ quan tốt, cục trưởng cục thuế là một vị trí cao, quyền uy lớn, không hề thua kém so với thị trường. Nhưng đối với Lý Đình Sơn mà nói lại không thích hợp, lão chỉ còn kém một bước đã có thể tiếp nhận chức vị bí thư, sau bí thư, muốn được thăng chức lên phó tỉnh cũng không vấn đề. Bây giờ nếu làm cục trưởng cục thuế, sau khi mãn nhiệm, cơ bản sẽ được chuyển lên Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc mà thôi. Tôi phản đối. Hồ Tăng Chu lớn tiếng phản đối đề nghị của Mai Thái Bình. Đồng chí Lý Đình Sơn đã công tác rất xuất sắc ở thành phố Thủy Hằng, thành tích rất nhiều, huống hồ sau khi lão và đồng chí Ngưu Chí Cường nảy sinh mâu thuẫn, liền xuất hiện việc bị người khác ác ý tố cáo, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải có gì mờ ám hay không. Cá nhân tôi cho rằng, đồng chí Lý Đình Sơn lưu lại thì phù hợp hơn. Tư tưởng giác ngộ chính trị của đồng chí Ngưu Chí Cường cao, phù hợp làm việc ở Mặt trận Tổ quốc. Hồ Tăng Chu không hề yếu kém, trực tiếp đề nghị để Ngưu Chí Cường đến làm việc ở Mặt trận Tổ quốc, rõ ràng sặc mùi thuốc súng, một bước cũng không nhường. Quan hệ giữa Hồ Tăng Chu và Lý Đình Sơn cũng không tồi, quan hệ với Tống Chiêu Độ cũng rất tốt, chính giữa cũng có một sợi dây ràng buộc, Hạ Tưởng, lão đương nhiên phải nói giúp cho Lý Đình Sơn. Hơn nữa lão cũng biết, giữa Lý Đình Sơn và Ngưu Chí Cường không chỉ đơn giản có ân oán cá nhân mà thôi, còn liên quan đến kế hoạch chỉnh hợp của Chủ tịch tỉnh Tống. Là một lần mượn xung đột ngầm giữa Lý Đình Sơn và Ngưu Chí Cường để âm thầm đánh giá, là một lần thế lực phản đối kế hoạch chỉnh hợp để chống lại Chủ tịch tỉnh Tống. Lập trường của Hồ Tăng Chu kiên định, kiên quyết ủng hộ cho kế hoạch chỉnh hợp. Nên để đồng chí Lý Đình Sơn đến tỉnh thì tốt hơn. Vương Bằng Phi chỉ thản nhiên nói một câu, không nhiều lời. Quan hệ giữa Vương Bằng Phi và Tống Chiêu Độ cũng không tồi, quan hệ cá nhân với Hạ Tưởng cũng khá tốt. Nhưng trong kế hoạch chỉnh hợp, lão vẫn nên duy trì thống nhất với thế lực gia tộc, lão có thể đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, là do nhà họ Khâu bỏ sức ra, lão dù cảm thấy thẹn với Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn, nhưng cũng không biết làm gì khác. Ai bảo xích mích giữa Lý Đình Sơn và Ngưu Chí Cường lại có liên quan đến chỉnh hợp Thủy Cương? Vương Bằng Phi vừa nói xong, Cao Tấn Chu liền nói. Tôi cũng cho rằng điều chuyển công tác đồng chí Lý Đình Sơn thì tốt hơn. Cao Tấn Chu vừa dứt lời, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong lắc đầu nói. Đồng chí Đình Sơn trẻ trung khỏe mạnh, làm việc ở Thủy Hằng cũng rất xuất sắc, nên điều chuyển công tác đồng chí Ngưu Chí Cường thì tốt hơn. Đồng chí Ngưu Chí Cường này, tôi cho rằng rất phù hợp với công việc làm công tác tư tưởng chính trị, đến làm việc ở trường đảng tỉnh ủy cũng tốt lắm. Hội nghị hôm nay rất dứt khoát, gần như người này vừa nói xong. Người khác liền lập tức lên tiếng. Lý Đình Phong vừa nói xong, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy liền phát biểu ý kiến. Suy xét kỹ lại, vẫn là đề nghị của Phó Bí Thư Mai hay nhất, tôi đồng ý với đề nghị của Phó Bí Thư Mai. Ừ, cách nhìn của Phó Bí Thư Mai tương đối xác thực, tôi tán thành. Bí Thư Đảng ủy Công an Lý Bình Văn cũng ủng hộ Mai Thái Bình. Tình thế thật sự bất lợi, Tống Chiêu Độ hơi chau mày, còn khá căng thẳng nhìn đồng hồ. Nhưng cũng may, vẻ mặt vẫn rất kiên định. Sức mạnh của Tống Chiêu Độ ở đâu? Phạm Duệ Hằng vô cùng khó hiểu, vừa rồi bầu không khí trong hội nghị thường vụ khá căng thẳng, vì để bầu không khí thoải mái hơn, lão làm ra vẻ thoải mái nói. Thật ra đồng chí Lý Đình Sơn và đồng chí Ngưu Chí Cường đều là những cán bộ tốt, nhưng cán bộ tốt không có nghĩa đã đúng, bọn họ ngồi không đúng vị trí, tỉnh ủy cũng có trách nhiệm trong việc dùng người không đúng. Điều chuyển công tác của đồng chí Lý Đình Sơn. Không phải phủ nhận những gì đồng chí ấy đã làm ở thành phố Thủy Hằng, ngược lại, là một sự khẳng định với đồng chí ấy. Hy vọng đồng chí Lý Đình Sơn đến một vị trí mới, kiên trì lập trường, tiếp tục làm tốt công tác của mình, phát huy nhiệt tình. Lời nói của Phạm Duệ Hằng có ý đánh một nhịp cuối, sau đó lão còn nói một loạt câu có ý nghĩa tổng kết, muốn kết thúc hội nghị thường vụ. Không ngờ sắc mặt Mã Tiêu đột nhiên thay đổi, lấy di động ra nhìn một lúc, sau đó liền giơ tay phát biểu. Bí thư Phạm, tôi còn có lời muốn nói. Bởi vì biểu hiện quá vội vàng, dường như sợ Phạm Duệ Hằng không cho cơ hội vậy, khiến không ít người quay đầu nhìn đầy thâm ý. Phạm Duệ Hằng biết Mã Tiêu nhất định tán thành ý kiến điều chỉnh Lý Đình Sơn, bởi vì trong hội nghị họp bàn công tác bí thư, lập trường của gã và lập trường của Mai Thái Bình luôn đồng nhất, bây giờ còn vội vàng vàng muốn phát biểu, lão liền gật đầu nói. Mỗi đồng chí đều có quyền lợi được phát biểu. Theo kiểm tra khảo sát của ban tổ chức cán bộ, đồng chí Lý Đình Sơn càng thích hợp.
Mã Tiêu dường như còn có ý kéo dài, cuối cùng cũng nói một câu. Càng thích hợp ở lại thành phố Thủy Hằng. Ồ, hội nghị thường vụ lại xôn xao. Đùa quá mức rồi, trưởng ban tổ chức cán bộ trực tiếp dựa vào kiểm tra khảo sát của ban tổ chức cán bộ để phát biểu, rất có trọng lượng. Nếu Mã Tiêu đưa ra quan điểm của gã sớm một chút, ít nhất cũng có thể khiến vài ba vị ủy viên thường vụ thay đổi lập trường. Quân khu tỉnh chính ủy Trương Kiến Quốc mỉm cười. Vừa rồi tôi cũng chưa lên tiếng, tuy nói một phiếu của tôi thông thường luôn là sau cùng, hôm nay dường như vẫn là sau cùng, nhưng dù sao cũng là một phiếu, đồng ý với ý kiến của trưởng ban Mã được rồi. Sắc mặt Phạm Duệ Hằng âm trầm, chuyện gì đây, thái độ của Mã Tiêu thay đổi nhanh chóng, đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy rồi, sao lại không có lập trường như vậy? Còn cả Trương Kiến Quốc, tùy tiện phụ họa theo một phiếu, tại sao lại ủng hộ Lý Đinh Sơn? Phạm Duệ Hằng không tiện nói gì, Lý Ngôn Hoàng lại lên tiếng. Phải nói một phiếu của tôi mới cuối cùng. Còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt chợt thay đổi, xua tay với mọi người. Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại. Dường như điện thoại cũng bị bệnh truyền nhiễm, điện thoại của Mai Thái Bình cũng reo lên, lão đứng lên. Các đồng chí, tôi nghe điện thoại một chút, xin lỗi. Lý Ngôn Hoàng đứng ngoài hành lang nghe điện thoại, số điện thoại riêng tư của lão. Cũng ít người biết đến, nhất định phải nghe. Hơn nữa cuộc điện thoại này là do Ngô Tài Giang gọi. Chỉ nghe vài câu, Lý Ngôn Hoàng mặt liền biến sắc. Chứng cứ xác thực không? Giọng nói Ngô Tài Giang nhàn nhạt. Ông đang hoài nghi tôi hay hoài nghi năng lực làm việc của Hạ Tưởng. Bản fax của tài liệu đã được chuyển đến văn phòng ông. Cúp máy, sắc mặt Lý Ngôn Hoàng xanh mét. Điện thoại của Mai Thái Bình là do Hạ Tưởng gọi đến. Mai Thái Bình hơi không vui. Hạ Tưởng, đang mở hội nghị thường vụ, có gì không thể đợi một lát nữa nói được sao? Đợi một lát, tôi sợ muộn mất rồi, không kịp. Hạ Tưởng biết Mai Thái Bình cũng có thể đoán được hắn gọi điện đến lúc này, chắc chắn là vì chuyện của Lý Đinh Sơn, chỉ là hắn cho Mai Thái Bình một niềm vui bất ngờ, không lớn không nhỏ mà thôi. Phó Bí Thư Mai, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với cha vợ, vô tình nghe ông ấy nói. Có một nhà đầu tư ở tỉnh Lĩnh Nam có ý đầu tư một nhà máy sản xuất giấm lớn ở tỉnh Tây, có tên là nhà máy giấm Tây Quang, bởi vì mối quan hệ với chủ tịch tỉnh Tiền Cẩm Tùng, thời gian tới có thể sẽ được thực hiện, hơn nữa nghe nói còn muốn đưa vào những kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Trong chốc lát Mai Thái Bình có cảm giác như ngực bị thiêu đốt. Hạ Tưởng quả thật khiêu khích quá trắng trợn. Nhà máy giấm Đông Quang là dựa vào cách ủ giấm mà nổi tiếng trong toàn bộ ngành giấm ở tỉnh Tây. Là một nhà máy quy mô lớn nhất, hiệu quả lớn nhất, là một trong những sản nghiệp quan trọng nhất của nhà họ Mai ở tỉnh Tây. Sản nghiệp truyền thông của nhà họ Mai là sản xuất đồ uống, sản xuất giấm, tỉnh Tây cũng là nơi nhà họ Mai có không ít sản nghiệp, đặc biệt là nghề sản xuất giấm, lợi nhuận rất lớn. Nhờ vào thực lực và mối quan hệ của nhà họ Mai, nên vẫn luôn nhận được những sự chiếu cố đặc biệt ở tỉnh Tây. Bí thư tỉnh ủy Tưởng Tuyết Tùng trước đây cũng có chút giao tình với nhà họ Mai. Chiếu cố nhiều đến sản nghiệp nhà họ Mai. Nhưng Tưởng Tuyết Tùng đi rồi, Dịch Hướng Sư đảm nhiệm chức bí thư, Tào Vĩnh Quốc tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh, được rồi, lập tức khai đao với sản nghiệp của nhà họ Mai rồi. Mai Thái Bình không tức mới lạ, lão thiếu chút nữa nổi giận tại trận, mắng Hạ Tưởng trở mặt. Nhưng nghĩ lại, quen biết với Hạ Tưởng cũng khá lâu rồi, dường như Hạ Tưởng cũng không nợ ân tình nhà họ Mai, lão muốn mắng Hạ Tưởng mà mắng được sao? Lão cũng biết Hạ Tưởng vì Lý Đinh Sơn quả nhiên lại khiêu động đến lợi ích của nhà họ Mai. Còn nữa, Hạ Tưởng dường như còn sợ chưa đủ mạnh, tiếp tục nói với Mai Thái Bình. Thành phố Thiên Trạch chỉ có một nhà máy đồ uống nạnh nhân, không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, bước tiếp theo Ủy ban Nhân dân đang muốn thúc đẩy việc quy mô hóa sản nghiệp đồ uống. Nguồn tài nguyên cây hạnh nhân của thành phố Thiên Trạch rất phong phú, ít nhất cũng cung cấp đủ cho 3 nhà máy thức uống hạnh nhân. Mai Thái Bình dường như đã rất tức giận. Hạ Tưởng không phải khiêu khích, mà là uy hiếp dứt khoát, ý tứ rất rõ ràng, ông dám đụng đến Lý Đinh Sơn, tôi sẽ dám đụng đến lợi ích của nhà họ Mai. Hơn nữa không phải một chỗ, mà là hai chỗ, đồng thời cũng không phải động nhẹ, mà là đụng tới tận xương cốt. Lần đầu tiên Mai Thái Bình đấu trực diện với Hạ Tưởng. Chương 1010, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thời gian Mai Thái Bình quen biết Hạ Tưởng thật sự cũng không còn ngắn nữa. Lão tự nghĩ rằng đã hiểu Hạ Tưởng. Nhưng đến tận hôm nay lão mới thật sự biết,
Hạ Tưởng thật sự là người khiến người khác không thể hiểu nổi. Hắn luôn có những hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa ra tay rất cao minh, rất chuẩn xác, khiến người ta đau khổ mà không thể nói được gì, đối với hắn thật bất đắc dĩ. Nhà máy sản xuất nước uống Hạnh Nhân Cam Lộ Thiên Trạch là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Mai ở Thiên Trạch, cho đến hiện nay lợi nhuận kinh người, mỗi năm đều mang lại thu nhập mấy trăm triệu tệ cho nhà họ Mai, hơn nữa còn có xu thế tăng lên theo từng năm. Cũng do được chính quyền địa phương bảo hộ, không phê duyệt cho bất kỳ một nhà máy sản xuất nước Hạnh Nhân nào khác vào đầu tư, mới khiến nhà máy nước Hạnh Nhân Cam Lộ hình thành ưu thế lũng đoạn, chiếm 90% thị trường. Nếu Hạ Tưởng phê duyệt, trong một thời gian ngắn sẽ có rất nhiều nhà máy nước Hạnh Nhân, tên có thể là Can Lộ, Cảm Lộ, Lộ Điểm, V.V., chắc chắn sẽ theo thứ tự tràn ngập thị trường, hình thành một thế đối lập với một Cam Lộ chân chính. Trên thực tế Mai Thái Bình lại không biết, đời sau cũng thực sự có rất nhiều nhà máy đồ uống Hạnh Nhân, ngay cả bao bì cũng hoàn toàn bắt chước nhà máy nước Hạnh Nhân Cam Lộ, thật sự đã hình thành thế cạnh tranh thị trường không nhỏ đối với Cam Lộ. Bởi vì giá bán rẻ hơn không ít, phần lớn đều được tiêu thụ ra các thành thị và thị trấn cấp 2, cấp 3. Hiện tại vì sự bảo thủ của thành phố Thiên Trạch và sự khống chế của thế lực nhà họ Mai, còn chưa thực sự phê duyệt đối với nhà máy nước Hạnh Nhân, nhà họ Mai mới duy trì được ưu thế lũng đoạn như vậy. Hạ Tưởng không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã muốn đánh gãy cánh tay của nhà họ Mai, Mai Thái Bình lập tức giận tím mặt. Thị trưởng Hạ, quá lắm rồi, có một câu nói rất hay, chín quá hóa nấu. Hạ Tưởng cười nhẹ nhàng. Phó Bí Thư Mai, như nhau thôi. Hắn cũng không giải thích nhiều, nếu Mai Thái Bình cứ nhất quyết lấy tiền đồ của Lý Đinh Sơn ra để nói chuyện, hắn cũng không tiếc một trận chiến này, đưa lợi ích của nhà họ Mai ra để cân đo, để tự Mai Thái Bình cân nhắc xem đâu nặng đâu nhẹ. Khi người khác không coi trọng hắn, hắn phải tự thể hiện, để người khác phải suy nghĩ. Cho dù người khác đó là Mai Thái Bình, thậm chí nhà họ Ngô, đụng đến Lý Đinh Sơn là không xong. Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, hắn đã thực sự muốn làm, nhà họ Ngô cũng không thể làm gì được hắn, huống hồ là nhà họ Mai. Chuyện về mặt chính trị, lúc quan trọng, không thể dựa vào tình bạn, vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Mai Thái Bình bị làm khó rồi. Thật sự bị làm khó. Lão không ngờ được quyết tâm bảo vệ Lý Đinh Sơn của Hạ Tưởng lại lớn như vậy, không tiếc phải trở mặt với nhà họ Mai. Không tiếc việc phải đắc tội với Phó Bí Thư Tỉnh ủy, rốt cuộc Hạ Tưởng là chí tình chí nghĩa, hay là không có đầu óc. Mai Thái Bình kinh ngạc khoảng nửa phút, trừ cười khổ ra, trừ tức giận ra, lão thực sự nghĩ không ra cách đối phó với thủ đoạn của Hạ Tưởng. Thật thất bại, thật mất mặt, đường đường là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, bị một thị trưởng uy hiếp lại không có cách nào chống trả, nếu truyền ra ngoài thật sự quá mất mặt. Nhưng phải biết rằng, Hạ Tưởng cũng không phải một thị trưởng bình thường. Mối quan hệ phía sau hắn, phức tạp mà rộng lớn. Mặc dù lão đã quen biết với Hạ Tưởng 5-6 năm, cũng không biết rõ được rốt cuộc trong thời điểm quan trọng ai sẽ ra tay giúp Hạ Tưởng. Nhà họ Mai, trong giai đoạn này thật sự không làm gì được Hạ Tưởng. Đặc biệt sau khi Tào Vĩnh Quốc được thăng chức lên chủ tịch tỉnh, lại thêm Tống Chiêu Độ, sau lưng Hạ Tưởng có hai chủ tịch tỉnh, hơn nữa còn thân thiết với hắn đến độ có thể giúp đỡ vô điều kiện. Càng không cần nhắc đến việc Hạ Tưởng có thể mượn sức nhà họ Ngô, bây giờ còn khéo léo mượn nhà họ Phó để chèn ép nhà họ Khâu, Hạ Tưởng, rất yêu nghiệt. Mai Thái Bình thở dài. Hạ Tưởng, không còn gì để nói nữa. Giọng điệu Hạ Tưởng cũng mềm xuống. Phó Bí Thư Mai, Lý Đinh Sơn là người dẫn dắt của tôi trong chốn quan trường, là tiền bối của tôi. Cũng giống như có người đối phó với ông, Hiểu Lâm chắc chắn cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ ông vậy. Đổi lại. Nếu có một ngày ông cũng bị người khác xâm hại, tôi cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ. Mai Thái Bình trong chốc lát lại mềm lòng, Hạ Tưởng lại đánh trúng điểm yếu của lão. Từ trước đến nay lão tự cho mình siêu phàm, mặc dù lúc bình thường hành động khá độc lập, nhưng lại rất coi trọng tình nghĩa, điểm yếu nhất về mặt tính cách chính là thích nghe nhẹ không thích nghe nặng. Hạ Tưởng trước tiên cứng rắn, khiến lão tức giận, sau đó lại nói nhẹ nhàng, một rắn một mềm, lão liền mất sức chống cự. Ngưu Chí Cường là người tôi đề bạt, phải giữ chút thể diện. Trong tay chủ nhiệm Lý có một phần tài liệu chứng minh Ngưu Chí Cường phạm tội về mặt kinh tế, có lẽ sẽ lập tức công bố. Ngưu Chí Cường phạm tội đã có chứng cứ rõ ràng, tình tiết rất nghiêm trọng, tính chất rất xấu xa. Đã xem là lần đối đầu trực diện đầu tiên với Mai Thái Bình, Hạ Tưởng phải ra tay đến cùng, hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng.
Cậu! Mai Thái Bình trong chốc lát lại rất tức giận, thở cũng không nổi, tức giận vô cùng. Hạ Tường biết tính cách của Mai Thái Bình, vẫn chậm rãi nói. Ngưu Chí Cường đánh vào mặt Lý Đình Sơn, tôi phải đánh vào mặt y, hơn nữa phải trái đều phải đánh. Phó Bí Thư Mai, đối phó người không đối phó việc. Nói đi cũng phải nói lại, nếu y không phải cả người dơ bẩn, cũng không ai có thể làm gì được y. Lần sau lúc muốn vụ oan cho người khác, trước tiên bản thân mình sạch sẽ đã rồi nói. Theo lý với thân phận của Hạ Tưởng lại nói như vậy với Phó Bí Thư Tỉnh ủy, chắc chắn đã phạm vào điều cấm kỵ phạm thượng trong chốn quan trường, nhưng Mai Thái Bình nghe xong lưng lại đổ mồ hôi lạnh, chứ không hề cảm thấy Hạ Tưởng thất lễ, bởi trong chốc lát lão chợt hiểu rõ được một tình tiết bên trong. Trong một thời gian ngắn Hạ Tưởng không những có thể mời được một chủ tịch tỉnh ra mặt, còn điều tra rõ về vụ Ngưu Chí Cường, quá thần tốc mà cũng quá lợi hại. Nếu để Mai Thái Bình biết Hạ Tưởng vì chuyện của Lý Ninh Sơn, không những mời đến cả một chủ tịch tỉnh, mà là mời đến cả hai chủ tịch tỉnh và một phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển, tương đương với ba cán bộ cao cấp phó tỉnh trở lên, e rằng lão không chỉ có kinh ngạc. Mai Thái Bình không muốn cúi đầu trước Hạ Tưởng, nhưng lão cũng biết, mấy việc mà Hạ Tưởng đề cập đến lúc nãy, nói được thì có thể làm được. Nếu hội nghị thường vụ cứ thông qua quyết định điều chuyển Lý Đinh Sơn bằng được, Ngưu Chí Cường cũng khó thoát được. Nói cách khác, cho dù Lý Ngôn Hoàng đồng ý không đưa những tài liệu về Ngưu Chí Cường ra, Hạ Tưởng sẽ dám trực tiếp đến thẳng Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hắn không phải chưa từng làm như vậy. Ngưu Chí Cường thật sự không giữ được nữa. Mai Thái Bình vẫn còn giữ một tia hy vọng. Ngưu Chí Cường cũng có thể chuyển đến mặt trận Tổ quốc làm việc. Hạ Tưởng một bước cũng không nhường, không lật đổ được hoàn toàn Ngưu Chí Cường, thì không bỏ công hắn chút giận. Nếu Ngưu Chí Cường bị lật đổ hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn sẽ mang lại tác dụng thúc đẩy mang tính quyết định đối với kế hoạch chỉnh hợp của Tống Chiêu Độ, đồng nghĩa với việc gióng lên một hồi chuông trong mỗi thành phố. Bí thư Lý nhậm chức ở tỉnh Yến thời gian cũng không phải ngắn nữa, thời gian trước đây còn điều tra một thị trưởng, bây giờ lại điều tra một bí thư thành ủy, y lại có thêm một cơ hội. Mai Thái Bình nghẹn họng không nói ra lời, nếu nói trong tỉnh ủy tỉnh Yến có một người khiến lão sợ hãi, đó chính là Lý Ngôn Hoàng. Không chỉ vì Lý Ngôn Hoàng là người nhà họ Ngô, mà còn vì Lý Ngôn Hoàng có ánh mắt thâm trầm, rất ít khi cười, rất khó tiếp cận, nhìn thế nào cũng không thuận mắt được. Hạ Tưởng rất giỏi, nơi nào cũng muốn có được, con đường nào cũng bịt hết rồi, đủ tàn nhẫn. Có lẽ chủ nhiệm Lý cũng sẽ không ra tay, bởi vì có tranh chấp của hai người Ngưu Lý, không phải chỉ là tranh chấp giữa bí thư và thị trưởng. Mai Thái Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đánh một cuộc, chính đánh cuộc Lý Ngôn Hoàng là người của nhà họ Ngô, chắc chắn sẽ đứng trên lập trường của thế lực gia tộc, vì muốn ngăn cản kế hoạch chỉnh hợp của Tống Chiêu Độ, thật sự sẽ có khả năng không ra tay. Chủ nhiệm Lý không làm vậy đâu. Hạ Tưởng cười ha hả. Là chủ tịch tỉnh Ngô đích thân gọi điện cho y. Mai Thái Bình cuối cùng cũng lùi bước, tuyệt vọng rồi. Ngô Tài Giang ra mặt nói giúp cho Hạ Tưởng, Lý Ngôn Hoàng chắc chắn sẽ đệ trình lên hội nghị thường vụ. Thể diện của Ngô Tài Giang cũng rất lớn, Hạ Tưởng tính toán không hề sơ hở, căn bản không còn đường lùi cho Ngưu Chí Cường. Ra tay rất độc, Mai Thái Bình mới biết, Lý Đinh Sơn cũng là điểm yếu của Hạ Tưởng, không thể chạm vào được. Kết quả cậu muốn là gì? Mai Thái Bình biết, phải nói đến điểm cuối cùng rồi. Trưởng ban Mã sẽ có đề nghị. Hạ Tưởng nhẹ nhàng đá quả bóng đi, không trả lời, cũng gián tiếp nói với Mai Thái Bình, thế cục của hội nghị thường vụ đã hoàn toàn thay đổi rồi, để lão có thể chuẩn bị tâm lý, rồi lại chuyển đề tài. Phó Bí Thư Mai, thực ra Dương Kiếm rất có năng lực, ông nên thả tay ra, để y có điều kiện phát huy. Nếu không, y sẽ khó có được thành tích gì ở Thiên Trạch, cũng không biết nên theo bên nào. Rất khó. Nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng xong, Mai Thái Bình vẫn có cảm giác tai như ong lên, cũng không biết do thời gian cuộc điện thoại quá dài, hay do trong phòng có vọng âm, hay là do giọng nói của Hạ Tưởng cứ luôn vang lên bên tai lão. Sau khi Mai Thái Bình đến tỉnh Yến, vẫn luôn hành động độc lập, dường như chưa từng buồn phiền vì chuyện gì. Hôm nay, lần đầu tiên lão có cảm giác hồn bay phách lạc, có chút thất thần quay lại phòng hội nghị, phát hiện mọi người đều đang ngồi rất nghiêm chỉnh. Chỉ còn đợi một mình lão. Lão vội vàng xin lỗi. Thật ngại quá, nói chuyện điện thoại hơi lâu, tiếp tục họp chứ. Là giọng điệu trưng cầu, ánh mắt nhìn về phía Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nói tiếp.
Về sự sắp xếp công tác của hai đồng chí Lý Đình Sơn và Ngưu Chí Cường, mọi người còn có ý kiến gì không? Mã Tiêu dường như không nói không được, giơ tay nói. Bí thư Phạm, tôi còn có một ý kiến bổ sung, miễn toàn bộ chức vụ đảng của đồng chí Ngưu Chí Cường, cắt chức điều tra, đồng chí Lý Đình Sơn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng. Bình thường khi họp hội nghị thường vụ, yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, giơ tay hay không cũng không sao. Nhưng chỉ cần là giơ tay phát biểu, chứng tỏ muốn biểu hiện lập trường kiên định, chính là muốn thu hút ánh mắt của mọi người. Ồ, hội nghị thường vụ lại xôn xao, Mã Tiêu làm sao vậy, phát điên gì vậy? Một màn khiến cho người khác phải mở lớn mắt lại xuất hiện, Lý Ngôn Hoàng chậm rãi giơ tay phát biểu. Đề nghị của trưởng ban Mã rất hay, rất đúng lúc, rất phù hợp tình hình thực tế, tôi ủng hộ. Vương Bằng Phi mở to hai mắt, người kinh sợ nhất cũng là gã. Bởi vì gã biết Mã Tiêu và Lý Ngôn Hoàng đều là người của thế lực gia tộc, tại sao có thể đồng ý dìm chết Ngưu Chí Cường. Phạm Duệ Hằng có nhẫn nhịn, mới không thất thố trước mặt nhiều người. Làm một bí thư tỉnh ủy, một nhân vật đứng đầu, thất thố trong hội nghị thường vụ hay không khống chế được bản thân đều là điều tối kỵ, là biểu hiện của việc không khống chế được cục diện. Cho dù gã không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng phải bình tĩnh. Sự tự tin và vững vàng của một nhân vật đứng đầu tuyệt đối không thể để mất được. Hắn nhìn về phía Mai Thái Bình. Thái Bình, ông có ý kiến gì với đề nghị của Mã Tiêu và Ngôn Hoàng? Mai Thái Bình dường như là người mất hồn, Phạm Duệ Hằng vừa hỏi, lão mới giật mình tỉnh lại, vội nói. Ngưu Chí Cường, hả, đồng chí Ngưu Chí Cường vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải điều tra theo đúng luật. Hả, Phạm Duệ Hằng thậm chí kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Chương 1011, vấn đề khó nhất. Không chỉ bí thư tỉnh ủy kinh ngạc, tất cả các ủy viên thường vụ ngồi đây đều không rõ thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt của Mai Thái Bình rốt cuộc là vì sao. Nếu nói thái độ của Mã Tiêu chỉ khiến người ta hơi kinh ngạc, bởi vì ngay từ ban đầu Mã Tiêu đã có lập trường ủng hộ Lý Đinh Sơn, bây giờ chẳng qua chỉ tiến thêm một bước nữa mà thôi, còn Lý Ngôn Hoàng cũng vậy. Chỉ có Mai Thái Bình, cho dù là hội nghị bí thư hay hội nghị thường vụ, đều tỏ thái độ phải điều chuyển bằng được Lý Đinh Sơn. Bây giờ lại tự nuốt lời, đường đường là một phó bí thư tỉnh ủy lại nói lời trước lời sau khác nhau, đùa quá mức rồi. Tống Chiêu Độ bất động, chỉ là trong ánh mắt, nhiều thêm một chút thâm ý, trên gương mặt có một nụ cười tự tin. Cao Tấn Chu nghi hoặc nhìn Lý Ngôn Hoàng, nhưng Lý Ngôn Hoàng không nhìn y, chỉ cúi đầu không nói gì, bộ dạng như có nhiều tâm sự, y dường như hiểu được điều gì đó, Hạ Tưởng đã ra tay. Chỉ có Hạ Tưởng mới có năng lực khiến Lý Ngôn Hoàng của nhà họ Ngô, Mã Tiêu nhà họ Phó và Mai Thái Bình nhà họ Mai thay đổi lập trường. Ít nhất trong tầm mắt y, trong số những người có thể ra mặt vì Lý Đinh Sơn, chỉ có Hạ Tưởng mà thôi. Phạm Duệ Hằng kinh hoàng, chắc chắn bên trong đã xảy ra chuyện gì đó mà gã không biết. Là một nhân vật đứng đầu, xảy ra chuyện lớn mà lại không biết, là một thất sách nghiêm trọng, gã nhìn về phía Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ khẽ gật đầu với gã. Lại hỏi Mai Thái Bình. Phó Bí Thư Mai, đồng chí Ngưu Chí Cường vi phạm pháp luật, có chứng cứ gì hay không? Có. Lý Ngôn Hoàng tiếp lời, trong tay cầm một phần tài liệu, y đứng dậy đến bên cạnh Phạm Duệ Hằng, đưa tài liệu cho Phạm Duệ Hằng, sau đó lại nói nhỏ thêm mấy câu gì đó, sắc mặt Phạm Duệ Hằng liền thay đổi hẳn. Sau khi nhìn phần tài liệu mấy lần, Phạm Duệ Hằng mới đập bàn. Đồ khốn kiếp, bản thân mình đầu nhơ nhuốc, còn nói người khác bẩn. Là tố chất gì chứ? Gã ném phần tài liệu cho Tống Chiêu Độ. Chiêu Độ, ông xem đi. Thái độ Phạm Duệ Hằng thay đổi cực nhanh, còn chửi mắng người khác trước mặt nhiều người, cũng nằm ngoài dự liệu của Tống Chiêu Độ. Nghĩ lại, Phạm Duệ Hằng cũng cao minh, nhân tiện xuống núi, dù sao Mai Thái Bình cũng ra sức ủng hộ Ngưu Chí Cường, cũng không phải gã. Bây giờ cục diện thay đổi rồi, những nhân vật quan trọng đều phản chiến, gã nếu còn không biết nghe theo số đông, thì chỉ rớt lại một mình. Chủ yếu là tài liệu mà Lý Ngôn Hoàng đưa lên, gã chỉ liếc nhìn qua cũng đã biết, Ngưu Chí Cường xong đời rồi, có người ra độc thủ, đem những xấu xa của y phơi bày ra, Ngưu Chí Cường đã đắc tội với người không nên đắc tội, chắc chắn là Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng mới hiểu được dụng tâm của Tống Chiêu Độ khi muốn đệ trình lên hội nghị thường vụ, cùng với sự tự tin của Tống Chiêu Độ, thì ra có Hạ Tưởng đang đứng phía sau, chẳng trách, chẳng trách. Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng liên kết, áo tiên không vết may, lần trước lật ngược được Cao Thành Tùng, cũng là một ra mặt một đứng sau, khiến người ta khó lòng phòng bị.
lần này lại liên kết, quả nhiên uy lực không nhỏ, suýt chút nữa đã nổ tung cả hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng, thật đúng là một nhân vật khó đối phó, một thị trưởng nho nhỏ, quả nhiên lại có quan hệ chặt chẽ đến lợi ích giữa những gia tộc lớn, khiến cho Mai Thái Bình phải cay đắng thu lại những lời vừa nói, quả thật thủ đoạn siêu tuyệt. Thật ra trong vấn đề mâu thuẫn giữa Ngưu Chí Cường và Lý Đinh Sơn trở nên gay gắt, Phạm Duệ Hằng cũng không có lập trường rõ ràng, nhưng Lý Đinh Sơn khá thân thiết với Tống Chiêu Độ, lại có quan hệ không phải bình thường với Hạ Tưởng, gã cũng tự nhiên có chút mâu thuẫn tâm lý. Hơn nữa ngay từ đầu Mai Thái Bình và Mã Tiêu đều nghiêng về một bên ủng hộ Ngưu, phản đối Lý, gã cũng liền thuận theo, thể hiện mặt đi theo số đông. Bây giờ cũng vẫn theo trào lưu, theo số đông, chủ yếu do Ngưu Chí Cường quá dơ bẩn, ngồi yên thì không ai biết, lại cứ muốn nhảy nhót lên, liền thành ra một thằng hề. Đương nhiên, điều quan trọng là trong lúc Ngưu Chí Cường nhảy nhót vui vẻ nhất, có người lại lột quần y ngay trước mặt nhiều người. Phạm Duệ Hằng cũng không hiểu rõ lắm những tin tức bên trong, nếu gã biết Hạ Tưởng vì Lý Đinh Sơn, không tiếc đến cả việc tận dụng luôn Chủ tịch tỉnh Tào Vĩnh Quốc của tỉnh Tây, Chủ tịch tỉnh Ngô Tài Giang của tỉnh Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Phó Tiên Phong, ba sức mạnh khổng lồ, e rằng gã không khỏi khiếp sợ. Hội nghị mở đến bây giờ, Tống Chiêu Độ lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động, đề nghị Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng. Đề nghị người vào chức thị trưởng y không nói ra, không thể cả bí thư một thành phố và thị trưởng đều là người của y, không phù hợp quy củ, y cũng không đến nỗi làm quá lộ liễu. Trong hơn 10 ủy viên thường vụ, lạc hậu nhất chính là Vương Bằng Phi, bởi vì một loạt biến cố, chỉ còn có một mình y không hay biết gì, hai mắt hoàn toàn mờ mịt, không biết những chuyện đã xảy ra. Tuy cũng có thể đoán được những hành động của Hạ Tưởng, nhưng bởi vì gần đây quan hệ của nhà họ Khâu và Hạ Tưởng rất bất hòa, giữa y và Hạ Tưởng cũng ít liên lạc. Y cũng không muốn đắc tội với Hạ Tưởng, cũng không muốn giúp gì trong sự việc Lý Đinh Sơn, nhưng thực ra tranh chấp giữa Lý Ngưu không đơn giản chỉ là chính kiến bất hòa, mà là một lần giao đấu gián tiếp của hai thế lực phản đối và ủng hộ kế hoạch chỉnh hợp tài nguyên sắt thép, thậm chí có thể gọi là tranh chấp đảng Ngưu Lý. Trên vấn đề trái phải đứng thành phe. Phải tìm một cơ hội nói chuyện với Hạ Tưởng mới được, Vương Bằng Phi thầm nghĩ, và quyết định trong vấn đề nhân sự kế tiếp, sẽ duy trì sự trung lập. Cuối cùng Mai Thái Bình đề nghị trưởng ban tổ chức cán bộ Lưu Nhất Lâm của thành phố Lang đảm nhận chức thị trưởng thành phố Thủy Hằng, về cơ bản không có ý kiến phản đối nào, đều được thông qua. Một mớ lộn xộn của thành phố Thủy Hằng, được dẹp ổn, Tống Chiêu Độ toàn thắng. Không, cũng có thể nói Hạ Tưởng được toàn thắng. Vừa tan họp, Tống Chiêu Độ vừa quay về văn phòng đã dặn dò thư ký Trần Thái Trung, ai tới cũng không tiếp, y muốn gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Gọi cho ai? Đương nhiên là Hạ Tưởng, bây giờ đối với Tống Chiêu Độ, không ai quan trọng bằng Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, tôi biết cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà, nhưng hôm nay cũng hơi nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị thất bại rồi. Đã lâu rồi Tống Chiêu Độ không được vui mừng như vậy, một đòn hôm nay, đánh vừa mạo hiểm lại vừa kích thích, khiến y đường đường là chủ tịch tỉnh, cũng có chút kích động. Tôi và Đinh Sơn, đều phải cảm ơn cậu. Tống Chiêu Độ đã khác với trước kia, y là chủ tịch tỉnh. Có nhiều chuyện không tiện nói ra, cũng không tiện trực tiếp bảo Hạ Tưởng làm, chỉ có thể dựa vào sự ăn ý giữa hai người. Nếu chuyện gì cũng phải chỉ bảo mới có người lĩnh hội được ý đồ của y, vậy thì cái chức chủ tịch tỉnh này của y cũng đã quá thất bại rồi. Hạ Tưởng rất thông minh, lại một lần nữa đứng phía sau giúp y thắng một trận, hơn nữa còn thắng rất đẹp. Hạ Tưởng không muốn nhận sự cảm ơn của Tống Chiêu Độ, giúp đỡ Lý Đinh Sơn, tuy có ý nghĩa rất lớn, nên đối với hắn điều vui mừng nhất chính là, hắn không thể nhìn Lý Đinh Sơn bị người khác bịa đặt phỉ bang, không thể để người khác ức hiếp Lý Đinh Sơn. Còn về những ý nghĩa khác nữa, cũng nằm trong dự tính của hắn, nhưng cũng không vui mừng bằng việc Lý Đinh Sơn được tiếp nhận chức bí thư. Hạ Tưởng nói khách sáo vài câu, cũng không muốn nói nhiều đến chuyện trong hội nghị thường vụ. Mặc dù hắn không có mặt, nhưng cũng có thể đoán được tình hình, dù sao cũng do hắn điều khiển tất cả, liền kịp thời chuyển đề tài. Chủ tịch Tống, trong vòng 2 tháng, chỉnh hợp bên trong Thiên Cương nhất định có thể hoàn thành thắng lợi, có thể tiếp nhận kế hoạch chỉnh hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được, tôi biết rồi. Tống Chiêu Độ vui mừng nói. Thông thường, người trước nói những câu như vậy, thường thể hiện thái độ không kiên nhẫn nữa, nhưng hôm nay y nói những lời này, là xuất phát từ đáy lòng. Tiểu Hạ, phải nhớ gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn, bảo ông ấy yên tâm công tác, đừng suy nghĩ quá nhiều. Không cần Tống Chiêu Độ dặn dò.
Hạ Tưởng đương nhiên sẽ gọi điện thoại cho Lý Đình Sơn. Còn chưa gọi đi, Lý Đình Sơn liền gọi đến trước, câu nói đầu tiên của lão là: Tiểu Hạ, thật sự cảm ơn cậu, tôi rất cảm động. Một câu nói như vậy, sau đó lão lại nghẹn ngào không nói được lời gì nữa. Hạ Tưởng giúp Lý Đình Sơn, nhưng không hề có cảm giác mình đã làm được điều gì lớn. Giữa hắn và Lý Đình Sơn, đã không thể dùng việc ai giúp ai việc gì để nói nữa. Tình cảm của Lý Đình Sơn, khiến Hạ Tưởng cũng cảm thấy xúc động. Thị trưởng Lý, giữa tôi và ông không cần quá khách sáo nữa, giúp ông cũng giống như giúp chính bản thân tôi vậy. Hơn nữa sự việc còn liên quan đến kế hoạch chỉnh hợp của Chủ tịch tỉnh Tống, tôi làm chút việc, cũng không có gì đáng nói. Đổi lại là người khác, nếu đã giúp được Lý Đình Sơn điều gì đó, nhất định sẽ nói một loạt nào là tốn bao nhiêu sức lực tâm huyết gì đó. Nhưng Hạ Tưởng thì không, hắn cũng biết Lý Đình Sơn đối nhân xử thế ra sao, quen biết Lý Đình Sơn mười mấy năm, hắn vẫn luôn kính nể tính khí Lý Đình Sơn. Tiểu Hạ, cũng phải cảm ơn cậu, tôi không biết nói những lời dễ nghe, chỉ nói một câu, cậu là người tôi suốt đời kính phục nhất. Lý Đình Sơn dứt khoát nói một câu, rồi cúp máy. Hạ Tưởng cầm điện thoại, đứng yên lặng, trong lòng có chút cảm thán. Sau đó, lại liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại, Vương Bằng Phi, Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu, đều hỏi bóng gió về những thay đổi trong hội nghị thường vụ. Những gì nên nói thì Hạ Tưởng nói, những gì không nên nói thì không nói. Hắn cũng biết rõ, bởi hắn lại một lần nữa thể hiện được sức ảnh hưởng cực lớn, một thời gian sau nữa, cũng sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Trong số những cuộc điện thoại gọi từ tỉnh, điện thoại của Vương Bằng Phi là lâu nhất, lời của y đầy thâm ý, nói đến rất nhiều chuyện thú vị trước kia, hiển nhiên đang muốn một lần nữa tạo dựng mối quan hệ với Hạ Tưởng. Ý đồ của Vương Bằng Phi, Hạ Tưởng đương nhiên biết rất rõ, cũng không nói ra, bởi giữa Vương Bằng Phi và nhà họ Khâu có mối quan hệ nhất định, y lại có gút mắc về lợi ích trên phương diện nào đó với Hạ Tưởng, là người đứng giữa khiến y thấy khó xử. Hạ Tưởng hiểu điều khó xử của Vương Bằng Phi, đều là người trong chốn quan trường, đều rất khó xử. Sau khi công bố quyết định của hội nghị thường vụ, tỉnh Yến trở nên ồn ào. Ngưu Chí Cường thân là bí thư thành ủy, chẳng những không đuổi được thị trưởng Lý Đình Sơn đi, ngược lại còn bị mất chức điều tra. Không phải nói Ngưu Chí Cường có lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh làm hậu thuẫn sao, sao lại có kết cục như vậy? Nhiều người ý thức được, bánh xe của kế hoạch chỉnh hợp đã từ từ lăn bánh, Ngưu Chí Cường chính là vật cản đầu tiên bị nghiền nát. Kết cục của y, gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho những kẻ còn lại, đừng làm vật hy sinh chính trị cho cuộc tranh đấu này, chỉnh hợp tài nguyên sắt thép, nhất định phải làm. Những thành phố có lập trường không kiên định, đều cảm thấy áp lực dồn đến, lập tức nhanh chóng tiến hành chỉnh hợp. Ngay cả một Ngưu Thành lập trường luôn không rõ ràng, cũng đã thể hiện một sự hồi âm tích cực, lập tức mở đại hội động viên. Tỉnh Yến, bởi vì một cuộc tranh đấu Ngưu Lý, uy quyền của Tống Chiêu Độ ngay lập tức nâng lên. Kế hoạch chỉnh hợp, lập tức được tiến hành trong 7 thành phố trong tỉnh. Nhưng có một điểm, vấn đề khó khăn nhất còn bày ra trước mắt Hạ Tưởng thành phố Thiên Trạch, còn chưa đạt được thống nhất trong chỉnh hợp Thiên Cương. Chương 1012, trong hồ lô thị trưởng Hạ có bán thuốc gì? Toàn bộ tỉnh Yến, trước cơn giông bão, 7 thành phố, chỉ có 2 thành phố tiêu cực buông thả, thứ nhất là thành phố Yến, thứ hai lại là thành phố Thiên Trạch. Hai cái xương cứng khó gặm. Thành phố Yến thì còn nói được, khó ở Hồ Tăng Chu. Hơn nữa Hồ Tăng Chu thân là bí thư, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lão có thể làm quá một chút. Nhưng ở Thiên Trạch, không những bí thư phản đối, hơn nữa còn những thế lực truyền thống thuộc thế lực gia tộc, Ngô Minh Nghị, Dương Kiếm, thậm chí Chiến Kính Bằng đều có khả năng trở thành những lực cản trong quá trình chỉnh hợp. Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ, không có chút khả năng thắng lợi nào. Giai đoạn hiện nay, kế hoạch chỉnh hợp đã được Hạ Tưởng thông qua tranh đấu Ngưu Lý gián tiếp đẩy nhanh thêm một bước khá lớn. Lý Đình Sơn được lợi, Tống Chiêu Độ có được danh vọng, chỉ có hắn vô tình bị đẩy trong làn sóng tấn công, trở thành người cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, trong lúc ở những thành phố khác đều khí thế hừng hực thúc đẩy kế hoạch chỉnh hợp, thành phố Yến thuộc tỉnh lỵ, là thành phố cấp phó tỉnh, nếu có chống đối cũng có lý do, có thể lý giải được. Thành phố Thiên Trạch lúc đầu lại lớn tiếng nhất, lại là thành phố đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ chủ tịch tỉnh Tống, bây giờ lại trở thành thành phố tiêu cực nhất lạc hậu nhất, thật sự không thể hiểu được. Ánh mắt nhiều người đều tập trung vào Thiên Trạch, chờ đợi xem trò cười của Thiên Trạch và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dường như không sợ bị người khác chê cười, không vội vàng,
vừa không tổ chức hội nghị thường vụ để xem xét về vấn đề chỉnh hợp, cũng không đi tìm người làm công tác tư tưởng, càng không đề nghị đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận, ngược lại lại tập trung tâm huyết vào việc xây dựng Hoa Hải Nguyên. Nhiều người đang hỏi, rốt cuộc trong Hồ Lô thị trưởng Hạ bán thuốc gì? Là thuốc hối hận hay là linh đan? Hạ Tưởng không hề có trả lời gì với bất kỳ nghi ngờ của người nào, bao gồm cả Từ Tử Kỳ. Gần đây Từ Tử Kỳ hơi khác thường, Hạ Tưởng cũng nhận ra, hắn quen biết rất nhiều người, tinh thần Từ Tử Kỳ hoảng hốt, lúc đi làm hoặc là thất thần, hoặc gửi trộm tin nhắn, lẽ nào hắn không biết. Sau này một cú điện thoại của Lưu Nhất Cửu đã cho hắn biết hết nội tình, thì ra Vương Lệ Hà được Bùi Nhất Phong sắp xếp vào Cục Công an thành phố, làm việc ở văn phòng. Hạ Tưởng vốn định khuyên nhủ Từ Tử Kỳ phải lấy công việc làm trọng, đừng để những suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng, nhưng nghĩ lại cũng là chuyện riêng, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục là được rồi, cũng không cần nói nhiều. Gần đây hắn cũng đang âm thầm tiến hành việc chỉnh hợp cuối cùng của Thiên Cương, ngoài mặt hắn âm thầm, nhưng bên trong tất cả mọi việc đều tiến hành nhộn nhịp. Toàn bộ những trung tâm chính trị và thành phần kinh tế đều đang tiến hành với tốc độ cao. Bởi vì giai đoạn hiện tại mặc dù nhà họ Ngô còn chưa lộ diện, từ sau lần Ngô Tài Dương gọi điện thoại đến, vẫn chưa có thêm người nào ám chỉ hay truyền đạt gì với hắn. Nhưng hắn biết rõ, Ngô Tài Dương sẽ không chịu để yên, ông cụ nhà họ Ngô cũng không để yên. Còn một trận đánh ác liệt nữa, vì vậy hắn thà rằng kéo dài một chút, cũng phải suy tính kỹ tất cả mọi khả năng, bởi vì kế hoạch chỉnh hợp có thể là lần giáp mặt trực diện đầu tiên giữa hắn và ông cụ Ngô. Nếu ông cụ không muốn rời hắn đi, không muốn phá hủy hắn, chắc chắn sẽ có những thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng thủ khác được sử dụng. Hắn không thể không đề cao cảnh giác, để phòng ngừa tất cả. Vì ứng phó với sự chèn ép trên tất cả mọi phương diện của nhà họ Ngô, Hạ Tưởng dường như đã liệt kê tất cả các mối quan hệ, nghĩ đến tất cả các khả năng có thể xảy ra. Có một điều hắn biết rất rõ, ông cụ Ngô sẽ không đưa hắn xuống, như vậy không phù hợp với lợi ích lâu dài của nhà họ Ngô. Cũng không phá hủy hắn. Bởi vì ông cụ vẫn luôn có cảm tình tốt với hắn, cũng có chút yêu quý. Cũng không đưa hắn rời khỏi Thiên Trạch, rời khỏi đây là đơn giản nhất, nhưng thủ đoạn lại thấp nhất. Với hiểu biết chính trị của ông cụ Ngô, hắn chắc chắn ông sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn gì khiến hắn bội phục, hay là nói khiến hắn khuất phục, biết khó mà lui, khiến hắn không muốn gặm khúc xương khó gặm như Thiên Cương. Thật sự Hạ Tưởng còn chưa có tính toán gì. Bây giờ Hạ Tưởng là thị trưởng. Có rất nhiều việc không cần tự mình bỏ sức nữa, chuyện về mặt chính trị, đã có Bành Vân Phong phụ trách, chuyện về kinh tế, đều do Lý Thấm phụ trách đâu ra đó, hắn mới được rảnh rỗi, đến Hoa Hải Nguyên thị sát. Nói là thị sát, nhưng thật ra chỉ đến đi dạo, chỉ dẫn theo thư ký và lái xe. Hoa Hải Nguyên cơ bản đã được xây dựng sơ, nhìn quanh, tường hồng ngói xanh, trời xanh mây trắng, rất đẹp, khiến người ta cảm thấy thoải mái, thanh thản hơn rất nhiều. Hoa Hải Nguyên với diện tích hơn ngàn mẫu cũng cách nội thành không xa, từ thành ủy đến đây, đi ô tô khoảng nửa tiếng, chính là vì tiện cho những quan chức ở Bắc Kinh và thành phố Yến đi lại. Vương Sắc Phi cũng đã bỏ không ít công sức cho Hoa Hải Nguyên, chẳng những đem tặng thiết kế rất tinh tế của Cửu Hào Công Quán, còn đem những tâm đắc từ nhiều năm kinh doanh ở Cửu Hào Công Quán xây dựng Hoa Hải Nguyên thành một công quán đứng nhất ở phương Bắc. Đương nhiên, Vương Sắc Phi cũng không tặng không, qua sự đồng ý của Hạ Tưởng. Vương Sắc Phi đầu tư 500 triệu vào Hoa Hải Nguyên, có 20% cổ phần. Đồng thời, Vương Sắc Phi còn đầu tư 300 triệu vào dự án Kinh Bắc Tân Thành, tổng cộng 800 triệu là vì mê lực của con người Hạ Tưởng mà đầu tư vào Thiên Trạch. Đến lúc này, thành phố Thiên Trạch từ lúc thị trưởng Hạ về nhậm chức, đã hấp dẫn đầu tư hơn 6 tỷ. Nếu nói một lượng đầu tư tài chính lớn cùng chảy đến, đừng nói thành ủy Thiên Trạch cảm nhận được sức sống trước nay chưa từng có của Thiên Trạch. Ngay cả mỗi một người dân Thiên Trạch đều cảm nhận được Thiên Trạch đang thay đổi từng ngày. Những chiếc xe từ những vùng khác đến nhiều hơn, những thiết bị xây dựng lớn được đưa vào, số lượng công nhân từ những nơi khác đến cũng nhiều hơn, những bước tiến chưa từng có lại cứ ngày một lớn thêm. Thiết kế của Hoa Hải Nguyên, chủ yếu do Tào Thù Lê làm, lại tham khảo thêm ý kiến của Liên Nhược Hàm, thiết kế ra một tòa nhà riêng ở phía đông nam. Liên Nhược Hàm cười nói, phải xây dựng thành hành cung của Hạ Tưởng. Phải xây dựng 4 tòa tiểu việc nhỏ theo 4 hướng Tây Bắc Đông Nam xung quanh. Tào Thù Lê ở tòa nhà phía Đông, Liên Nhược Hàm ở phía Tây, phía Nam và phía Bắc còn chờ ở đó, hoặc là Hạ Tưởng trực tiếp đón người đến ở cũng được. Cô và Tào Thù Lê tuyệt đối không có thái độ gì, còn thoải mái tỏ thái độ của chủ nhà, biểu thị sự hoan nghênh.
Hạ Tưởng mới không bị mắc mưu, chỉ cười trừ, những lời nói đùa của phụ nữ chỉ là sự vui vẻ của bọn họ, không cần so đo gì với các cô. Hoa Hải Nguyên dự tính khoảng tháng 7 hoàn thành, sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động. Còn lễ hội văn hóa du lịch của Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy, đã chính thức hạ màn. Bởi vì những việc ở lĩnh vực văn hóa du lịch ít hơn Hoa Hải Nguyên, việc xây dựng theo phong tục tập quán và văn hóa người dân rất dễ, tốn ít thời gian, bây giờ đã hoàn thành và mở cửa hoạt động. Mặc dù số lượng du khách đến tham gia trong khoảng thời gian đầu không nhiều, nhưng danh tiếng cũng không tồi, đang xây dựng hiệu ứng thương hiệu. Đông y Phó thì cũng đang nhanh chóng thi công, còn Đông y Thiên Trạch qua ảnh hưởng xấu của vụ việc vi phạm đất đai, hơn nữa việc Phó Tổng bị bắt lại được lan truyền khá rộng rãi trên, kinh doanh chịu ảnh hưởng khá lớn, nên cũng ảm đạm đi nhiều. Đối với khoản đầu tư của Đông y Phó Thị, đã chứng minh được sự rộng rãi của chính quyền, hoan nghênh xây dựng Đông y Thiên Trạch. Thật ra chỉ dựa vào đầu tư từ bên ngoài thôi, thì không thể đem lại sự giàu có thật sự cho người dân địa phương, nhiều lắm cũng chỉ nâng GDP lên thôi. Cái Hạ Tưởng cần là hiệu ứng tấm gương, từ sự đầu tư mạnh mẽ từ bên ngoài, dẫn dắt sự phát triển bản địa, dẫn dắt sự thay đổi về mặt tư tưởng, mới có thể có thay đổi cơ bản được. Kịch mở màn của Hạ Tưởng chính là Kinh Bắc Tân Thành, bây giờ Tân Thành cũng đã thu hút được khoảng hơn 1 tỷ tiền đầu tư, nhưng cũng chỉ mới có như vậy, chứ chưa chính thức, dường như còn phải đợi cơ hội gì nữa vậy. Nhưng người bên ngoài nhìn vào, Kinh Bắc Tân Thành cũng có chút ý nghĩa, chỉ có trong lòng hắn mới biết rõ, Kinh Bắc Tân Thành chính là một khởi điểm mấu chốt mà hắn phải dùng toàn bộ nền kinh tế Thiên Trạch để thúc đẩy, chưa đến lúc chưa thể bùng phát. Thời cơ, nói thẳng ra là vẫn còn đang đợi sự hoàn thành giai đoạn 3 của đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Vấn đề giao thông là một vấn đề quan trọng, giao thông không thuận lợi, thì không thể làm được gì. Đầu tư của tập đoàn Đạt Tài rất lớn, hơn nữa tính cách của Thành Đạt Tài cũng rất khó xác định, động một cái là nổi giận. Nhưng bây giờ vấn đề giao thông lại chế ước hành động nổi giận, chỉ đành phải nhẫn nhịn. Chủ yếu do trước mắt hoàn cảnh kinh tế cũng như chính trị chưa phù hợp để Kinh Bắc Tân Thành bắt tay xây dựng. Về mặt chính trị không được ổn định, có tảng đá lớn chỉnh hợp thiên cương đang chắn trước mặt. Về mặt kinh tế còn có rất nhiều dự án còn chưa thấy hiệu quả, sự nâng cao kinh tế đối với thành phố Thiên Trạch cũng có hạn, không đủ sức để kéo bất động sản Thiên Trạch đi lên. Đợi một thời cơ thích hợp, Hạ Tưởng tin rằng, sẽ không còn xa nữa. Từ Tử Kỳ đi sát theo sau Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng nhìn về phía xa, ánh mắt thâm trầm có vẻ mệt mỏi, liền cẩn trọng bước lên trước, hỏi một câu. Thị trưởng Hạ, anh cả ngày làm việc cũng mệt rồi, tôi biết một nơi cũng không tồi, có thể nghỉ ngơi một chút, anh có muốn đi không? Từ lúc Hạ Tưởng bước theo con đường chính trị, rất ít khi đến những trường hợp ăn chơi, nhưng vừa nghe cũng đã biết ý của Từ Tử Kỳ. Hắn là người như thế nào? Đời trước hắn là người kinh doanh, hầu như mỗi ngày đều có mặt ở những nơi ăn chơi như vậy. Từ Tử Kỳ là thư ký, thật ra đề nghị vừa rồi cũng không tính là đi vượt giới hạn. Nhưng Hạ Tưởng lại rất kinh ngạc, bởi trong ấn tượng của hắn, Từ Tử Kỳ tuy bình thường làm việc hơi xúc động, nhưng cũng chưa có lúc nào lắm miệng nói lung tung. Lẽ nào y theo hắn lâu như vậy rồi, còn không nhận ra hắn không phải là một thị trưởng thích những chốn ăn chơi. Thật không biết nhìn, hay còn có dụng ý khác. Đột nhiên Hạ Tưởng nhớ đến mấy hôm trước Bành Vân Phong có ám chỉ với hắn, nói rằng gần đây Từ Tử Kỳ và Bùi Nhất Phong có qua lại khá thân thiết. Tuy rằng Từ Tử Kỳ là thư ký của hắn, nhưng y cũng là một người độc lập, đương nhiên có những mối quan hệ riêng của y, bất luận là trong giới quan trường hay trong đời sống riêng, Hạ Tưởng đều không muốn can thiệp nhiều. Nhưng lại nghĩ đến việc Phương Lệ Hà bị Bùi Nhất Phong điều đến Cục Công an thành phố, Hạ Tưởng liền trở nên cảnh giác hơn, nhìn Từ Tử Kỳ đầy thâm ý, không tiếp lời của ý, mà lại hỏi. Tử Kỳ, có phải Vương Lệ Hà đã được điều đến Cục Công an thành phố rồi không? Trong mắt Từ Tử Kỳ liền hiện lên tia bối rối, lại cố gắng trấn tĩnh. Vâng, là tôi nhờ Cục trưởng Bùi giúp đỡ. Tôi luôn cảm thấy thẹn với Lệ Hà, cô ấy cãi nhau với người nhà cũng là vì tôi. Tôi nghĩ sắp xếp cho cô ấy một công việc như vậy, cũng không đáng là gì cả. Hạ Tưởng không nói tiếp đề tài Vương Lệ Hà nữa, chỉ hỏi một câu khiến trái tim Từ Tử Kỳ như muốn nhảy ra ngoài. Nơi nào không tồi, nói nghe thử xem. Ánh mắt Từ Tử Kỳ sáng lên, trong đầu lập tức lóe lên câu nói Bùi Nhất Phong dạy y trong chốn quan trường, theo lãnh đạo tận tình, không bằng dung túng cho hành vi tham ô hối lộ của lãnh đạo, dung túng cho hành vi tham ô hối lộ của lãnh đạo. Không bằng tìm cho lãnh đạo một cô gái ngủ chung giường. Lẽ nào,
cơ hội được thị trưởng Hạ thật sự tín nhiệm, đã đến rồi. Chương 1013, cơ hội của ai? Hoa Uyển được đặt ở phía tây nam thành phố Thiên Trạch, cách trung tâm thành phố hơi xa, trên góc độ kinh doanh thì vị trí đó khá hẻo lánh, nên kinh doanh sẽ không thuận tiện, hơn nữa cái tên còn khiến nhiều người lầm tưởng rằng đó là nơi buôn hoa bán ngọc. Quả thật Hoa Uyển bán ra nhiều hoa, ví dụ như tiểu hoa, tiểu lệ, tiểu thảo, tiểu đoá v.v., còn có người tên là hoa hồng, sắc phi, mễ lan thậm chí quế hoa, tóm lại đều là tên các loại hoa và cỏ, tuy nhiên mỗi loại hoa lại là một mỹ nữ. Hoa Uyển đúng là nơi tập trung của các mỹ nữ. Hoa Uyển ở thành phố Thiên Trạch cũng không nổi tiếng lắm, cũng có nguyên nhân của nó, cũng chủ yếu do Hoa Uyển không hướng đến tầng lớp bình dân, bởi vì người bình thường căn bản không đủ khả năng tài chính để hoang phí ở đây. Nghe nói quá trình tuyển chọn mỹ nữ cực kỳ nghiêm khắc, không thua gì các vua chúa ngày xưa tuyển vương phi. Bởi vì đứng sau đó là người Mãn, dường như vẫn là chính tông, tự xưng có huyết thống hoàng tộc, liền căn cứ vào tiêu chuẩn chọn phi của đời Thanh để lập nên quy trình lựa chọn mỹ nữ, ví dụ như phải là nữ sinh viên thì không cần, không cao 1m60 thì không cần, không phải chân dài thì không cần, làn da không trắng không cần, những người đẹp này có thể nói là ngàn dặm chọn một, trăm dặm mới chọn được một giai nhân tuyệt đối. Bình thường chi phí cho một người đẹp ngồi quầy là 500 nhân dân tệ, chi phí của người đẹp tiếp khách ít nhất là 1.000 nhân dân tệ, nói tóm lại so với mức sống ở thành phố Thiên Trạch thì chi phí này khá là cao. Cơ bản chỉ ngồi mấy giờ, uống mấy chai bia, ăn một chút đồ vặt, lại tìm thêm một người đẹp bồi rượu, 5.000 nhân dân tệ ra đi dễ dàng. Còn nghe đồn rằng, nhân vật chính ở Hoa Uyển chính là Hoa Lê Hoa không cần nghĩ cũng biết là tên giả. Thậm chí cô có thực là họ Hoa hay không cũng không thể nào biết được là người đã từng học ở nước ngoài trở về, có bằng thạc sĩ, thân phận Lê Hoa có 3 điểm thú vị, còn được gọi là Hoa Tam Kỳ, vì cô mà có vô số quầng sáng tò mò, khiến người ta đua nhau muốn khám phá. Từng có người cho rằng, nếu lùi về mấy trăm năm trước, sự lợi hại của cô tuyệt đối trên Đồng Tiểu Uyển. Cô lấy tên là Lê Hoa cũng có ý là một cành hoa lê đè bẹp hải đường, ý tứ là tươi đẹp nhất. Ở trong nước Hoa Lê Hoa cũng nổi danh ở một trường đại học, hơn nữa còn những nữ học sinh mang tiếng xấu, bị người đùa rằng, nữ sinh đại học XX vừa quay đầu, hù chết một con trâu ven đường, có thể thi đậu một trường đại học nổi tiếng, lại còn là người đẹp, lại được tán dương nhiều trong thời kỳ sinh viên, được phong là hoa hậu học đường, đây là điều thú vị thứ nhất. Thứ hai kỳ bởi vì Hoa Lê vẫn là trinh nữ. Nói đến trinh nữ, cũng không biết là cô tự xưng hay là Hoa Uyển cố tình tạo ra thanh danh như thế, dù sao mọi người vẫn tin tưởng đó là sự thật, đều nói vừa nhìn thấy Hoa Lê Hoa liền tin rằng cô vẫn là trinh nữ, cũng không biết là Hoa Lê Hoa rất hồn nhiên, hay những người đàn ông gặp cô đều mù quáng cả. Theo lý thuyết thì phải là không ai tin mới đúng, thử suy ngẫm một chút, khi còn học đại học là hoa hậu nổi danh ở trường, cứ cho rằng cô rất giữ mình trước mọi cám dỗ, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cô lại ra nước ngoài du học 2 năm. Với lối sống phóng khoáng ở phương Tây như vậy, cô còn giữ cho mình được trinh tiết, nguyên vẹn khi về nước. Thông thường, chỉ có quỷ mới tin. Thế ai gặp qua Hoa Lê Hoa cũng đều tin tưởng không có chút nghi ngờ, mặc dù chưa có ai đích thân nghiệm chứng thật giả, mà cũng vì không ai có được cơ hội này Hoa Lê Hoa còn có một điều thú vị, chỉ bán nghệ không bán thân. Đã từng có một chuyện cười thế này, có nữ minh tinh nào đó theo đạo diễn ăn cơm, đạo diễn yêu cầu cô hát một bài hát, cô mỉm cười nói. Đạo diễn xin hãy tự trọng một chút, tiểu nữ bán mình chứ không bán nghệ hàm ý trong đó ẩn chứa, có rất nhiều cách lý giải liền trở thành một câu chuyện cười. Mà Hoa Lê Hoa ở chốn phong trần, còn bán nghệ không bán thân, là cố ý làm gương, hay có cao nhân chỉ dạy. Chính là khiến đàn ông chỉ có được chiêm ngưỡng chứ không chạm tới, mới càng ngày càng có giá trị. Coi như am hiểu về kinh tế thị trường, không phải cứ có tiền là cái gì cũng mua được. Điểm thú vị thứ ba của Hoa Lê Hoa là nguyên nhân khiến điểm thú vị thứ hai của cô không có người nghiệm chứng. Nhưng quả thật Hoa Lê Hoa rất có tài nghệ, chẳng những đánh được đàn dương cầm, đàn tranh mà còn có thể sử dụng đàn tỳ bà. Đàn dương cầm còn dễ học hơn chút nhưng đàn tranh và đàn tỳ bà thì cực kỳ khó học, phải rất khổ luyện mới học được, không những vậy cô lại chơi giỏi thuộc hạng nhất, từng có giáo sư ở học viện âm nhạc đã xúc động khi nghe cô đàn mà nói rằng. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời. Hà cớ gì gặp nhau lại không quen biết nhau. Ngụ ý là mượn tỳ bà hành của Bạch Cư Dị để khen ngợi tài nghệ của Hoa Lê Hoa. Có người còn nói Hoa Lê Hoa có một giọng hát rất hay, so với các ngôi sao ca nhạc ở Bắc Kinh thì còn hay hơn gấp trăm lần,
nhưng không dễ để cô cất giọng hát của mình, nhiều nhất chỉ đàn cho khách nghe mà thôi. Người giỏi nhưng tao nhã, sẽ đàn dương cầm cho họ. Giáo sư hoặc chuyên gia, sẽ tấu một khúc đàn tranh. Còn một số người chỉ biết lòe thiên hạ, ví dụ như những hạng người chỉ biết nhắm vào điểm yếu của người khác để trục lợi, cô liền đàn một khú chiêu quân oán cho gã đó nghe, còn về phần những kẻ đó nghe xong có biết hoa lê hoa ám chỉ gã hay không thì không biết. Tuyệt danh của Hoa Tam Kỳ, mặc dù đang được lưu truyền rộng rãi nhưng dân chúng cũng không biết đến nhiều lắm, chủ yếu do chi phí cho Hoa Tam Kỳ rất cao, khiến người ta không nói nên lời, chỉ gặp mặt một lần đã mất ngàn nhân dân tệ. Sau đó mỗi giờ lại tăng lên ngàn nhân dân tệ nữa, đối với mỗi người đàn ông ai có ý chơi trò mập mờ liền tiêu đến mấy ngàn nhân dân tệ, không phải là đốt tiền sao. Nhưng Hoa Tam Kỳ không bao giờ thiếu khách, các quan lớn quyền quý đều bị thu hút bởi danh tiếng như vậy, không quản ngại xa xôi tìm đến, chỉ để được nhìn thấy mỹ nhân cười, tiền tiêu không tiếc tay. Đương nhiên, là quan lớn thì không phải tự mình tiêu tiền, đã có người ra mặt thanh toán. Bởi vậy có thể đoán được người đứng sau Hoa Uyển cũng không phải là nhân vật bình thường, bởi vì hoa lê hoa có thể lê hoa thắng tuyết, tươi đẹp áp chế hoa thơm cỏ lạ, đương nhiên có điểm hơn người, đương nhiên chỉ có con nhà quan, con nhà giàu mới dùng quyền hoặc tiền để bao bọc cho hoa lê hoa. Nhưng hoa lê hoa tươi đẹp danh thịnh truyền hơn một năm, vẫn rất hấp dẫn thần bí, vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ nhân vật đứng sau Hoa Uyển rất phi phàm, không ai dám gây chuyện ở Hoa Uyển. Màn đêm buông xuống. Đèn hoa được thắp lên, Hạ Tưởng và Từ Tử Kỳ cùng đi đến trước cửa Hoa Uyển. Việc trang hoàng ở Hoa Uyển rất bình thường, không có ánh sáng của đèn neon, cửa lớn đóng chặt, dường như không nồng nhiệt chào đón khách đến. Vẻ mặt Từ Tử Kỳ đầy sự phấn khích, háo hức, không biết có phải do anh ta sắp được cùng thị trưởng Hạ Mặc sức đùa cợt mà vui vẻ hay là vì được cùng lãnh đạo đi tán gái mà tràn trề chờ mong, hay là vì nghe tin đồn về hoa hoa lê nhiều mà không kiềm chế được niềm vui của mình. Vừa nghĩ đến hoa lê hoa, anh ta liền quên ngay hình ảnh của Vương Lệ Hà, đàn ông là như vậy, trong hoàn cảnh ấy thì mối tình đầu thề non hẹn biển sẽ tan thành mây khói ngay, đương nhiên, qua thời điểm nhạy cảm, tình cảm mãnh liệt cũng biến mất và quay trở lại với mối tình của mình. Cho nên phụ nữ nên hiểu đàn ông, họ rất tham lam nhưng cuối cùng vẫn dừng chân ở nhà mà thôi. Có thể bây giờ không nghĩ đến Vương Lệ Hà, nhưng lời nói của Bùi Nhất Phong lại luôn khắc ghi trong đầu Từ Tử Kỳ. Thị trưởng Hạ đồng ý thả lỏng một chút đó chính là bước đầu tiên, bước thứ hai xem anh ta có bản lĩnh thế nào, xem có khiến thị trưởng Hạ uống rượu say được không, vui vẻ, uống say, sau đó. Chỉ cần vui vẻ thực hiện những chuyện nam nữ đều thích thú, qua đêm này y ở trong mắt thị trưởng Hạ, liền trở thành một người đáng được tin cậy. So với Bành Vân Phong còn đáng tin cậy hơn. Hạ Tưởng nhìn sự hưng phấn và mong chờ của Từ Tử Kỳ, cũng không nói gì, chỉ cười ha hả. Chỗ này có gì tốt chứ, tối om om, khiến người ta phát sợ, không phải hắc điếm đấy chứ. Không phải hắc điếm, dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Hạ, thành phố Thiên Trạch rất trong sạch, làm sao có hắc điếm được. Từ Tử Kỳ nịnh bợ. Hoa Uyển là nơi thần bí và nổi tiếng nhất Thiên Trạch, bình thường các lãnh đạo làm việc mệt, đều đến đây để thư giãn tinh thần. Ha ha! Hạ Tưởng cười to, thấy vẻ mặt khôi hài của Từ Tử Kỳ hắn liền vỗ bả vai Từ Tử Kỳ. Từ Kỳ, có tiến bộ, được lắm. Một câu nói khiến Từ Tử Kỳ vô cùng thoải mái, cảm giác thị trưởng Hạ sẽ trọng dụng y. Y không để ý đến thị trưởng Hạ xem một tin nhắn trên điện thoại, sau khi xem xong sắc mặt có biến đổi, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường. Lúc đi đường Hạ Tưởng cũng đã âm thầm liên lạc với Lưu Nhất Cửu và Bành Vân Phong, để biết chi tiết về Hoa Uyển. Vừa mới nhận được tin nhắn từ Lưu Nhất Cửu và Bành Vân Phong, quả nhiên đúng với dự đoán của Hạ Tưởng. Trong lòng hắn có chút tính toán. Có lẽ Từ Tử Kỳ thực tâm không muốn hại hắn, nhưng người đứng sau Từ Tử Kỳ, thật sự đang muốn đẩy hắn xuống nước, Hạ Tưởng thầm cười, cứ tùy cơ ứng biến được rồi. Từ Tử Kỳ tiến lên kêu mở cửa, nhỏ giọng nói vài câu gì đó, ngay lập tức cửa nhỏ bên cạnh được mở ra, y theo Hạ Tưởng bước vào. Bất luận thế nào thì Từ Tử Kỳ cũng rất biết cách làm việc, chỉ giới thiệu hắn là ông chủ Hạ chứ không nói là thị trưởng Hạ. Cho dù đối phương có nhận ra hắn là thị trưởng Hạ cũng coi như không biết, có một số việc phải giả bộ ngớ ngẩn mới được. Khác hẳn với vẻ im ắng bề ngoài, bên trong rất náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, oanh ca yến hót, mỹ nữ đi lại không ngớt, giống như đang lạc vào thế giới thần tiên. Các mỹ nữ đều mặc váy ngắn, cực ngắn, những chiếc váy ngắn trắng lượn lờ, tựa như những con bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng và khéo léo chuyển động.
chỉ cần một làn gió nhẹ thoáng qua, sẽ lộ ra chiếc quần nhỏ màu hồng, thật sự khiến lòng người mê mẩn. Còn có mỹ nữ đi đôi giày trượt patin, giống như chuồn chuồn lướt nước, bỗng nhiên lướt qua trước mặt, để lại một bóng hình mỹ miều và một mùi thơm làm say lòng người. Có lẽ do một cái nháy mắt ý vị, hoặc vừa lúc chiếc váy ngắn bay lên, để lộ bờ mông căng tròn, khiến người ta không thể không mơ màng. Thật sự là một nơi tiêu tiền. Hạ Tưởng vừa đến đã đưa ra kết luận ngay, quả nhiên nơi chốn tàng long ngọa hổ, thành phố Thiên Trạch cũng có một nơi trông rất có vẻ bình thường nhưng lại ngợp trong xa hoa đồi trụy như vậy, cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt. Vào một phòng vô cùng lịch sự tao nhã, sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng cũng không chú ý tới bất cứ cái gì, chỉ để Từ Tử Kỳ đi sắp xếp. Hắn muốn xem Từ Tử Kỳ định sắp xếp thế nào, hắn sẽ cho y một cơ hội.